Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Chị chị em em được viết bởi tác giả Trương Huệ. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe để rồi xem liệu rằng Phượng và cậu Hưng có đến được với nhau và hạnh phúc với nhau hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 3 câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ông vàng mấy năm nay không có qua lại giường chiếu gì với bà. Hai vợ chồng ngủ riêng. Nhiều lúc Bà Liên khao khát một lần Được ông vuốt ve Nhưng mà khó khăn lắm Thế rồi bà ấy buồn Đâm ta đi tìm đủ mọi cách Để khiến cho chồng hưng phấn trở lại Rồi bà ấy đến tiệm thuốc đông y Của một người đàn ông Cắt thuốc qua lại Chẳng hiểu thế nào Lại có tình cảm với ông ta Rồi chuyện gì đến cũng đến Bà ấy ngoại tình Dù vẫn cảm thấy có lỗi với chồng với con Nhưng không thể nào ngăn được Tình yêu của mình ông ta quá ngọt ngào quá nhẹ nhàng cho bà ấy những thứ cảm giác mà từ lúc lấy chồng đến giờ bà chưa bao giờ cảm nhận được có những giây phút đê mê lên tới tận trời xanh có những lúc hạnh phúc chỉ tưởng rằng mình không hề vướng bận bây giờ khi nghe câu nói đó phượng cảm thấy bà có lỗi rất nhiều buồn đến mức nước mắt cô cứ như vậy chảy ra không phải vì phượng nắm được điểm yếu của bà nên mới lên giọng với bà đâu Mà bởi vì cô muốn làm theo lời của Hưng Cô muốn tự bảo vệ chính mình Nếu như cô còn tiếp tục yếu đuối Thì cô sẽ không thể nào sống nổi Trước sau gì Cô cũng bị hại chết Làm gần xong hết việc Mới nhìn thấy Mọc về Phượng lo lắng hỏi Han Mọc này Từ sáng tới giờ Mọc đi đâu vậy Sao tôi không nhìn thấy Còn Mọc mệt mỏi ngồi xuống Thở dài nói Ai Thằng em Không biết nó uống cái gì Nó bị ngộ độc Hình như uống thuốc sâu Thế bây giờ tình hình thế nào Em ấy có bị làm sao không Cũng may là nó uống ít Nó nôn ra được Bây giờ cũng đỡ rồi Thế thì Mọc xin phép bà Về với em vài ngày đi Mọi việc cứ để đấy Tôi làm hết cho Như thế làm sao được Mày còn phải đi theo cậu Hưng mà được mà, được hết Không sao đâu, tôi làm được Rồi mày lại ôm hết vào trong người chứ gì Cái linh nó không làm gì hết Có đúng không? Nhưng mà tôi tự biết thế nào tốt cho mình Vấn đề quan trọng bây giờ Là Mọc phải về chăm sóc cho em trai mình Nhỡ thằng bé mệt Hay có bệnh hệ gì Thì còn giải quyết chứ Nhưng mà Mày có làm được thật không Phượng Mọc có yên tâm Tôi làm được hết Nghe Phượng khẳng định như vậy Con Mọc cũng yên tâm Nó cảm ơn Phượng dối rít Thực ra nó chỉ sợ Phượng không có thời gian để giúp nó Chưa đến đây rồi Nó lo cho em nhiều lắm Thế rồi nó đi tìm bà Liên Để xin bà cho nghỉ vài hôm Phượng cũng đi tìm con Linh Xem nó thế nào Cho cả gói thuốc sổ vào như vậy Hẳn là nó cũng mệt mỏi lắm Con Linh ôm bụng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh Mặt mũi tái nhợt Không còn sức sống Phượng đi về phía của nó Nó nhìn thấy Phượng Cảm thấy chán ghét vô cùng Em làm sao thế? Chị biết rồi còn hỏi Thế có cần đi bệnh viện không? Em sắp chết đến nơi rồi Bây giờ chị mới hỏi han đến em Chị tốt thật đấy Sáng giờ chị làm nhiều việc Không có thời gian Thôi chị không cần phải viện cớ Lý do với trả lý chấu Em bị như thế này Chắc là chị hả lòng hà dạ lắm chứ gì Linh Em nghĩ sao thì là vậy đấy Ý của chị Luật nhân quả không bỏ sót ai bao giờ Gieo nhân nào Thì gặp quả đấy thôi Chị Phượng Chị nói gì em nghe không hiểu Em là người phải hiểu rõ nhất Em bày ra bao nhiêu việc Em đừng tưởng rằng chị không biết Chị thương em Nhưng em cứ tưởng rằng chị ngu Hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại chị em không hiểu chị chị đang nói gì chị đừng có mà nói linh tinh từ giờ về sau nước sông không phạm nước giếng chúng ta coi như không có quan hệ gì việc em lấy em làm việc của chị thì chị làm tốt nhất đừng có động đến chị nếu không chị không để yên cho em đâu phượng bỏ mặc nó ngồi ở đấy mà đi luôn bởi vì cô rất giận giận đến mức chỉ muốn đập cho nó một trận nhưng cô không làm như thế Có những thứ dù muốn Cũng chẳng nhẫn tâm mà ra tay Phượng đi rồi con Linh bắt đầu cảm thấy sợ Vậy là Phượng biết hết tất cả Thế mà lúc nào cũng giống như là chả biết gì Vậy là từ giờ trở đi Hại Phượng không còn là điều dễ dàng Dù cơ thể đang mệt rã rời Nhưng mà con Linh bắt đầu tính toán Đến những âm mưu thủ đoạn Làm thế nào để có thể đuổi Phượng Ra khỏi ngôi nhà này biến mất càng xa càng tốt từ sáng đến tối phượng quần quật với biết bao nhiêu công việc chưa có một giây phút nào được nghỉ ngơi đến tận nửa đêm mới được ăn miếng cơm lúc này thấy con linh đã ngủ lúc trước rất thích nhìn nó ngủ cảm giác ngây thơ trong sáng đáng yêu làm sao nhưng bây giờ lại khác tiếc nuối những năm tháng trong quá khứ lại ước giá như mình chưa từng biết gì như vậy thì cô chắc là vẫn vui vẻ mà sống Miếng cơm trắng với muối Cô cảm thấy rất ngon Cô cũng chả đòi hỏi gì Thần phận cô thế nào Cô biết rõ Cậu Hưng đứng bên ngoài nhìn vào Khóe mắt của anh cay rẻ Anh muốn giúp cô làm việc Nhưng cô nhất định không chịu Bây giờ mệt như vậy đấy Anh bước vào trong Phượng nhìn thấy Hưng có chút giật mình Cậu Hưng Sao lại ăn uống thế này Đồ ăn thức uống trong nhà này Đâu hết rồi Em cất vào trong tủ hết rồi Thế tại sao em không ăn Hôm nay cảm thấy người hơi mệt Em không muốn ăn Ăn cơm với muối thế kia làm sao mà nuốt được Cả ngày hôm nay Em làm biết bao nhiêu việc rồi Em làm quen rồi cậu Với lại em còn phải cảm ơn cậu Em nhận lời giúp mọc Mà không xin phép cậu Cậu đừng trách gì em Thế có mệt không Dạ Tôi hỏi có mệt không em không sao đâu em không sao thật ăn cơm xong đến phòng của tôi có chuyện gì thế hả cậu có vài chuyện không tiện nói ở đây có chuyện gì ạ à? đã bảo là không tiện rồi mà thôi được thôi cậu về phòng đi em ăn cơm xong em qua phòng ạ à? lấy đồ ăn ra ăn hẳn hoi nếu không ngày mai đừng có nghĩ đến chuyện làm việc với sau này để đồ ăn riêng ra không được ăn đồ thừa kìa cậu em nghe không rõ à em nghe rõ rồi ạ à? em ăn ngay bây giờ đi ạ à? phượng mở tủ lấy đồ ăn còn thừa bữa tối ra ăn cách cảnh này khiến cho hưng không thể nào nhịn thêm được nữa anh vội vàng quay đi một thời gian nữa thôi khi tất cả mọi thứ ổn định rồi anh sẽ không để cho em phải sống như thế này không để em bị bất cứ ai bắt nạt con linh nằm như vậy thôi, nhưng nghe hết mọi chuyện, lúc Phượng đứng lên, đi đến phòng của Hưng, nó cũng dậy. Bụng còn đau ê ẩm, nhưng mà không còn đi nhiều nữa nên cố gắng lết đến phòng con Vân. Nhìn thấy con linh, con Vân khó chịu. "Đêm hôm, mày tới đây làm gì? Mày bị điên à? Nửa đêm chẳng biết cậu Hưng tìm con Phượng làm gì? Nó đến phòng của cậu rồi à? Cái gì?" Nó đến phòng của anh Hưng làm gì? Làm sao mà em biết được Cậu Hưng xuống tận bếp để tìm nó Mẹ kiếp cái con này Nửa đêm nửa hôm Đến đấy chỉ muốn quyến rũ anh trai tao Mày có để im đấy Tao phải cho nó một trận nhớ đời Còn Vân hùng hồ đi đến phòng của Hưng Đến nơi rồi nó lại không dám bước vào Thế là nó chỉ biết ngồi Ở ngoài gốc cây Và chờ đợi Phượng bước vào phòng Hưng rồi Mà cô chả nhìn thấy gì cả chỉ có vài ánh nến lập lè Tối om Cô nhẹ giọng gọi Cậu ơi Cậu Hưng Cậu đang ở đâu thế à Sao cậu không thắp điện lên thế này Từ trong bóng tối Có ánh nến đang di chuyển Một lúc rồi Phượng cũng nhìn thấy rõ Những ánh nến ấy Được xếp trên một chiếc bánh Và người đang cầm chiếc bánh ấy Chính là Hưng Phượng ngạc nhiên đến mức Chả biết nói lời gì Hưng đang đứng trước mặt cô Anh dơ chiếc bánh về phía trước Rồi nói với cô Chúc mừng sinh nhật Cậu Sinh nhật vui vẻ Và thật hạnh phúc Sao Sao cậu lại Cậu lại biết là sinh nhật em ạ à? Tình cờ thôi Nào cô thổi nến đi Rồi ước một điều ước Ước trong ngày sinh nhật Lúc nào cũng thành hiện thực Có đúng không cậu Ừ phượng thổi nến rồi ước một điều ước mà cô luôn muốn nó thành hiện thực cô chưa bao giờ được đón một cái sinh nhật hoành tráng như thế này chưa bao giờ thấy bánh và cô chưa bao giờ được thổi nến cô cứ như vậy mà bật khóc cô chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô lúc này hưng chẳng biết tại sao cô lại khóc anh kéo cô vào lòng anh không muốn cô khóc anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng Đừng khóc nào Em sẽ không còn xinh đẹp đâu Phượng ở trong lòng của Hưng Cảm thấy phức tạp vô cùng Vừa muốn tránh xa anh Lại vừa muốn ở bên cạnh anh Cuối cùng cô không nghe theo lý trí Mà chiều theo con tim của mình Ở trong lòng anh một chút thôi Ngày mai cô sẽ lại là chính mình Không cầu cạnh Không tham vọng Còn Vân đứng bên ngoài chờ Phượng Nó sốt ruột lắm Nửa tiếng trôi qua rồi Nhưng Phượng chưa ra đầu của nó bắt đầu nghĩ đến một vài chuyện đen tối nó lầm bầm và chửi mẹ cái ông hưng này bao nhiêu người tốt không quen đi quen một đứa ở xấu mặt cả dòng họ nó chửi một hồi rồi sau đó thấy cửa mở ra đợi phượng ra hẳn bên ngoài đóng lại cửa rồi nó mới chạy đến cầm tay phượng kéo đi phượng chả hiểu chuyện gì đến lúc dừng lại ở một gốc cây gần cuối vườn con vân mới bỏ tay phượng ra cô vân sao cô kéo em cô làm gì thế ạ à? tao hỏi mày mày vào phòng của anh hưng làm gì thì cậu hưng gọi em vào mày đừng có tưởng là tao không biết mày đã làm chuyện gì bị ổi ở trong phòng rồi có đúng không em không làm gì cả mày muốn chết à cô vân cô đừng vô lý như vậy em làm gì mà cứ hết lần này đến lần khác cô mắng chửi em thế ạ à? mày chỉ là một con ở thôi Tao chửi mày lúc nào chả được Nhưng em chưa nói với cậu Hưng về chuyện Cô với Linh Tìm cách bỏ thuốc sổ vào trong bát bánh trôi của em đâu à Mày Mày nói vớ va vớ vẩn cái gì thế hả Ai bỏ thuốc sổ vào cái gì Cô Vân Cô đừng tưởng em không biết Cả cậu Hưng và cậu Hoàng Cũng đều chưa biết chuyện gì Cô đừng để em phải nói cho các cậu nghe Nếu không Cô không được yên với em đâu Còn Vân nghe Phượng nói như vậy bỗng nhiên nó trột giả. Nếu Hoàng mà biết chuyện này, thì nó còn gì cơ hội để mà tán tình Hoàng chứ? Thế rồi nó vội vàng, ngọt nhạt với Phượng. Chắc là mày có hiểu nhầm, ở chứ đời nào tao làm mấy cái chuyện như thế? Thật hả cô? Ừ, thật chứ làm sao không thật? Trong số những đứa người ở, ở của cái ngôi nhà này, tao, tao quý mày nhất. Cô quý em như vậy, em thật không dám nhận. Mày nói thế là có ý gì Những đứa mà cô ghét Cô có bao giờ đánh đập đâu ạ à? Còn em Cô đánh em Cô đối xử với em như thế Mà cô bảo là cô quý em à Người ta bảo yêu cho roi cho vọt Ghét cho ngọt cho bùi còn gì Mày chưa nghe bao giờ à Thì bây giờ giả sử như Em nói rằng em quý cô Em quát cô Em tát cô Cô thấy thế nào ạ à? Nó nghe Phượng nói như vậy nó liền tức đến tím cả mặt Này mày ăn nói kiểu gì thế hả à? Ai dạy mày cái thói Con ăn kẻ ở mà nói chuyện với chủ như thế hả à? Bởi vì em là con ở Cho nên em mới nói Chứ nếu như em có quyền hành gì ở trong nhà Em sẽ hành động Chứ em không nói đâu ạ à? Ý mày là mày muốn đánh tao Dạ không có Là cô tự nói như vậy Chứ không phải là em Nó muốn túm tóc đánh chửi Phượng Nhưng nó lại không dám bây giờ nó phải kiêng rè nó tức nhưng mà phải cố gắng nhịn xuống tao không muốn tốn nước bọt nói chuyện với mày vâng thế bây giờ cô đi tìm linh à sao mày biết phiền cô nhắn với em ấy là em không bị dị ứng cái gì cả bánh trôi em rất thích con vần bỏ đi từ ngày hôm nay con linh không còn là em gái của phượng nữa cô cũng không bao giờ yêu thương và che chờ gì cho nó nó không xứng đáng con vân bước vào trong bếp dậm chân dậm tay một hồi trời đã muộn rồi nhưng con linh vẫn chưa ngủ được nó đang hằn học quá nó nhìn thấy con vân như vậy liền hỏi han ngay sao rồi cô cô đã biết cậu hưng tìm con phượng làm gì chưa chưa cô đi nãy giờ mà cô chưa biết gì à không những không biết được gì mà nó còn chọc cho tao tức gần chết đây thế sao cô không vả cho nó mấy phát để cho nó dương oai như thế ạ? À? Thế mày nghĩ rằng tao đánh được nó à? Mày không biết ông Hưng đang bảo vệ nó à? Nhưng mà tại sao cậu Hưng cứ năm lần bày lượt bảo vệ cho nó nhỉ? Hay là cậu Hưng thích nó rồi? Tao không biết. Nhưng mà này, nó để ý đến mày rồi đấy. Còn Linh nghe con Vân nói như vậy thì giật nảy mình. Nó nói gì em mà cô? Nó bảo nó không dị ứng với cái gì hết nó lại nói rằng Nó cũng biết mày với tao Bỏ thuốc sổ vào cho nó ăn đấy Sợ nó mà đi nói với ông Hưng với cả ông Hoàng Là xong đời rồi Còn Vân nói xong Sau đó cũng đi về phòng Trong bếp chỉ còn lại con Linh Nó đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi Thấy Phượng bước vào nó giật mình Nó ấp úng Chị ý Chị đi đâu về thế Không phải là em ngủ rồi sao Em giật mình dậy Không nhìn thấy chị đâu em đang định đi tìm chị chị đến phòng của cậu hưng chị đến phòng cậu ấy làm gì ạ à? cậu ấy gọi chị đến rồi con linh thấy trên cổ của phượng có một cái vòng từ trước đến giờ phượng có đồ trang sức nào đắt giá đâu chứ cái vòng này nhìn rất đẹp chắc chắn không phải là đồ rẻ tiền nó liền hỏi ngay cái vòng ấy ở đâu thế chị vòng này cậu hưng cho sao chị lại dám nhận đồ của cậu ấy chứ Thế tại sao lại không dám Chị là con ở trong nhà này Chị nhận đồ của chủ tặng Nhỡ như ai biết được Người ta không tha cho chị đâu Hôm nay là sinh nhật của chị Cậu ấy tặng quà cho chị Cũng là điều bình thường Bình thường là bình thường thế nào Chị không được nhận quà của cậu ấy Chị nhận quà của ai Hay chị làm gì không đến lượt em quản Nếu như em thích cậu Hoàng Em lo mà dành cậu ấy đi Hôm nay cậu ấy hẹn cô Vân đi chơi đấy Ngày mai có khi lại tỏ tình với cô ấy cũng không chừng chị chị nói linh tinh cái gì thế cậu hoàng không bao giờ thích nó ai mà biết được chứ chuyện gì cũng có thể xảy ra còn linh lúc này nắm lấy tay của phượng mọi chuyện không phải như chị nghĩ em không muốn hại chị em bị ép mà chị đừng bỏ mặc em chị giúp em có được không chị giúp em có được tình cảm của anh hoàng đi lúc ấy cả hai chị em mình đều là con dâu của nhà giàu có em không cần phải ganh tị với chị có được không ạ à? không được phượng trả lời rõ ràng dứt khoát như vậy sau đó cô đi ngủ còn nó trừng mắt nhìn phượng phải chi mà nó có can đảm để giết người thì chắc chắn nó cũng làm như thế rồi nó cứ nhìn phượng mãi nhìn lâu thật lâu rồi nó bắt đầu nghĩ cách và tiếp cận hoàng sáng hôm sau nó thức dậy với một đống công việc phượng dậy sớm hơn nó cũng làm xong từ lúc nào do cái hậu quả của gói thuốc sổ nên người của nó vẫn mệt rã rời không còn chút sức lực Nó thấy Phượng định đi Nó liền gọi lại Chị Phượng ơi Có chuyện gì Sao em có nhiều việc cần phải làm Chị cũng biết là hôm nay em Người bỏ gói thuốc sổ vào trong mắt bánh trôi Là chị sao Không phải Thế tại sao chị phải chịu trách nhiệm Khi mà em mệt mỏi Nhưng chúng ta là chị em Chị không thương em à Không, Chúng ta không còn là chị em. Bây giờ, chị chỉ thương bản thân của mình, không thương bất cứ ai nữa. Tại sao chị có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chị quên những ngày tháng trước, lúc ta chưa đến đây, em đối xử với chị tốt như thế nào sao? Đúng là em tốt thật. Tốt nhất trên đời. Tốt đến mức em moi hết tiền của chị để mua quần áo đẹp, em đâm bị thóc, chọc bị gạo để cho chị bị đánh. Còn cái gì nữa không? hay là chị kể nốt ra cho em nhé chị phần việc của mộc chị làm xong rồi còn phần việc của em em tự làm đi chị thả giúp người ngoài chứ không muốn giúp em đúng từ lúc chị biết tất cả mọi thứ chị không còn coi em là gì người ngoài đôi khi còn tốt hơn phượng nói xong câu này thì bỏ đi để lại cho con linh một cục tức to đùng nó dậm chân rậm tay nó tức lắm nó tức đến mức phát khóc Nó không muốn ai nhìn thấy Nên chạy ra ngoài cổng Nhưng đến đó Thì nó không còn muốn khóc nữa Nó nhìn thấy Hiền đang thập thò Nó liền đi về phía của Hiền Sao chị lại ở đây? Hiền nhìn thấy con Linh thì giật mình muốn bỏ chạy Nó liền chạy theo Nắm lấy tay của Hiền Chị đến đây tìm cậu Hưng có phải không? Tôi sẽ giúp chị Thấy con Linh nói như vậy Hiền quay lại cô ta nhìn con linh nghi hoặc cô là ai tại sao cô lại muốn giúp tôi tôi là người làm của nhà này thôi nhưng mà tôi muốn giúp chị tại sao chứ liên quan đến một người mà tôi rất ghét tôi sẽ giúp cô có được tình cảm của cậu hưng nhưng mà cô phải hợp tác với tôi 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 có thể tin tưởng được cô tin hay không thì tùy nhưng mà đến giờ phút này chỉ có mình tôi mới giúp được chị thôi nhìn ánh mắt của chị là tôi biết chị đang rất muốn ở bên cạnh cậu hưng phượng đứng trước cửa phòng của cậu hưng nhớ lại chuyện đêm qua cô vẫn còn đò mặt ở trong lòng cậu hưng lâu như vậy cảm giác của cô vẫn còn nguyên vẹn giờ không biết đối mặt với anh sẽ như thế nào phượng lấy hết can đảm bước vào bên trong phượng thấy hưng đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hưng nên phượng không dám nói gì cô cứ đứng ở đó nhìn hưng mãi thôi bờ vai của anh rộng lớn như thế Chắc chắn sau này người nào trở thành vợ của anh Cũng luôn được trở che Chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc Như những lời mà cô nói với bà Liên Đúng là cô rất thích Hưng Có điều mọi thứ chỉ dừng lại ở đây Cô cũng không phải cái loại Dùng tất cả âm mưu thủ đoạn Để chiếm đoạt Để khiến cho Hưng yêu cô Hưng quay lại Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô Anh lập tức cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái vui vẻ Bây giờ đang trong khoảng thời gian chờ cấp phép, anh khá rảnh. Anh sẽ dành thời gian này để ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Hưng quay lại rồi, Phượng liền lên tiếng hỏi Hưng. Cậu rửa mặt chưa? Để em lấy nước cho cậu rửa mặt nhé. Không cần đâu. Tôi tự làm rồi. Thế tại sao cậu không đợi em? Bớt đi tí việc nào thì tốt cho em. Làm gì có ai mong muốn làm hết mọi việc như em chứ? em sợ cậu mệt thế em không biết mệt à tất nhiên là em biết mệt rồi nhưng mà công việc của em thì em phải làm chứ sau này không cần phải làm nữa cậu vừa nói gì cơ tại sao em không cần phải làm chứ còn lâu lắm em mới trả hết nợ cho ông bà từ từ rồi cô sẽ biết thôi dạ vâng à mà cậu hoàng đi đâu rồi sao em không nhìn thấy cậu ấy ạ à? cô tìm hoàng làm gì à em không thấy em tò mò thôi mà cậu ấy đi về lo công việc rồi chắc vài ngày nữa mới quay lại dạ vâng thế cậu ấy không nói gì với cô à dạ không em có việc cần cảm ơn cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại đi mất rồi thế tại sao lúc cần giúp đỡ cô lại không tìm tôi tôi cảm thấy không vui khi cô đi nhờ người khác rồi lại cảm ơn họ thậm chí là mang ơn của họ Phượng đâu có nghĩ sâu xa như thế Ai có thể giúp cô thì cô nhờ thôi Nhưng mà với cái thái độ này Thì Phượng cảm thấy hơi lo Cậu sao thế? Cậu không vui à? Đúng là tôi không vui Nhưng tại sao? Cô bây giờ là người của tôi Có đúng không? Phượng gật đầu Hưng lại bước thêm một bước về phía của cô Vậy có nghĩa là khi cô tổn thương Tôi cũng bị tổn thương Lúc cô buồn tôi sẽ không vui được khi mà cô gặp khó khăn thì chẳng phải người đầu tiên cô cần phải chạy đến chính là tôi à sao nghe rắc rối quá như vậy chứ chả hiểu cái gì đúng là bây giờ cô là con ở riêng của hưng cũng có thể gọi là người của hưng nhưng mà chuyện cô buồn hay cô chịu khổ liên quan gì đến cậu hưng này lại suy nghĩ chuyện gì sao em nghe cậu nói em chả hiểu gì thế nhỏ nhưng mà thôi lần sau có gì khó khăn nhất định Em tìm đến cậu đầu tiên Em không nhờ người khác nữa Hưng xoa đầu của Phượng Ngoan lắm Bây giờ sẽ có thưởng Hôm qua cậu tặng cho em cái vòng rồi mà Hôm qua là ngày sinh nhật Nếu không ấy Thì tôi không đe dọa cô Cô có dám nhận không Tại em cảm thấy món quà đấy đắt tiền Nên em không dám lấy Với lại nhỡ như người khác người ta nhìn thấy Lại bắt đầu rồi đấy Không phải là tôi nói với cô à nếu ai đó hỏi cứ nói là quà tôi tặng em cũng biết là cậu dặn như vậy nhưng mà em cứ cảm thấy thế nào ấy không được suy nghĩ nhiều không tốt đâu hưng lúc này lấy ra từ trong túi một cây kẹo và đưa cho phượng lần này chắc là cô tự nguyện cầm lấy rồi chứ chỉ là một cái kẹo thôi phượng vui vẻ cầm lấy ít ra thì nó không phải là cái gì đó quá đắt tiền cũng không khiến cho cô phải lo lắng Em cảm ơn cậu. Nếu ăn kẹo ấy, thì bảo tôi, ở trong phòng này còn nhiều lắm. Vậy cậu cho em thêm một cái nữa có được không? Thích bao nhiêu cũng được. Hưng lấy thêm cho Phượng mấy cái kẹo, Phượng vui vẻ cầm lấy. Cái này là cô để dành, lát nữa cho cậu bảo. Cậu đối với cô rất tốt, cô phải chia cho cậu một cái chứ. Lại nghĩ cái gì? Em xin cho cậu bảo một cái, lát nữa em đưa cho cậu ấy. Không được sao lại không được đây là kẹo của tôi cho cô chỉ một mình cô được ăn thôi không được cho người khác cậu cậu đừng ki bo như vậy chứ cái gì cậu sợ em với bảo ăn hết kẹo rồi lại quay lại xin cậu à ki bo thật sự là anh muốn ký đầu phượng tại sao có thể suy nghĩ ra được những thứ đó có biết như thế nào là tình cảm riêng của một người dành cho không anh chính là muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô Cô lại muốn đem nó Đi chia cho người khác Cô ngốc đến mức Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng cho bớt giận thôi Không thể mắng cô Cũng chẳng thể nào làm gì cô Anh quay đi và giận dỗi Thấy anh không vui như vậy Phượng bắt đầu lo lắng Cô đi đến gần anh Nắm lấy vạt áo của anh Kìa cậu Cậu giận em đi à Cậu Không Thế tại sao cậu quay đi Cậu không thèm nói chuyện với em chả có cái gì cả em làm gì sai cậu nói cho em đi em sửa cậu đừng có giận em nếu tôi cứ giận thì sao như vậy thì em sẽ buồn em không muốn cậu giận đâu hưng nghe xong quay lại cả con người của phượng thu gọn vừa bằng một ánh mắt của anh anh kéo phượng lại gần và hôn lên trán của cô thôi được không giận thì không giận phượng nhìn hưng ngơ ngác cả một hồi lâu rồi sau đó cô bỏ chạy chạy nhanh đến mức hưng có đuổi theo cũng không kịp sao hưng lại làm như vậy có phải tại anh biết cô thích anh nên anh mới hành động như vậy không hay là anh đang muốn trêu đùa cô rồi cô cứ như vậy mà bật khóc ngon lành khóc vì tủi thân vì trách bản thân tại sao chỉ vì một cái ôm cũng khiến cho trái tim rung động nhiều đến như vậy chị ơi chị chị làm sao thế phượng quay lại thì nhìn thấy bảo cô vội vàng lau khô những giọt nước mắt cậu bảo sao cậu ở đây chị trốn ra vườn làm gì có phải ai bắt nạt chị không 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 ai bắt nạt em cả chị còn chối bảo thấy mắt của chị đỏ hoe có cái gì đó rơi vào mắt thôi cậu bảo hôm nay không đi chơi à hôm nay bảo mệt cậu ốm làm sao không bảo chị mệt thôi chị đẹp đi chơi với bảo một lúc nhé ừ nhưng mà chỉ được một lúc thôi lát về em làm nhiều việc lắm phượng chơi với bảo một lát cũng trong lúc này con linh đã đưa hiền tới trước cửa phòng của hưng nó còn cẩn thận dặn dò chị cứ đứng yên ở đây tí nữa cậu hưng ra là chị có thể gặp được cậu ấy còn có chiếm được tình cảm của cậu ấy hay không là do bản lĩnh của chị tôi chỉ có thể giúp chị được đến đây thôi nhưng mà chị đừng có khiến tôi phải thất vọng đấy đừng có khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc vì tôi giúp chị cảm ơn cô thế rồi hiền lấy ra mấy đồng tiền đưa cho linh tôi chỉ có nhiêu đây thôi bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà không còn gì cả chỉ còn có vài đồng bạc này cô cầm lấy cho tôi vui có được cậu hưng rồi thì còn lo gì đến chuyện tiền bạc chứ nhà cậu hưng thiếu gì tiền thôi chị cố gắng đi sau này khi chị trở thành con dâu của nhà này rồi Chị trả ơn cho tôi cũng được Cô ta nghe xong có vẻ rất cảm kích Cảm ơn dối rít Cảm ơn cô nhiều Nếu thành công tôi nhất định không bao giờ quên ơn cô Tốt nhất là như vậy Con Linh sợ ai nhìn thấy Nên cũng nhanh chóng rời đi Còn con Hiền thì nấp vào một gốc cây chờ Hưng Cô ta không dám gọi cửa Không dám gọi Hưng Chỉ có thể đứng đó mà chờ đợi Thấy cô ta rách dưới tàn tạ như thế Chẳng nhẽ Hưng lại không động lòng Còn Linh đi ra vườn hái rau để nấu cơm Thì nhìn thấy Phượng đang chơi đất cùng với Bảo Suy nghĩ một lát Nó liền đi tới chỗ Phượng Sao chị lại ở đây Phượng nhìn thấy nó chả vui vẻ gì Sẵn tâm trạng đang không tốt Nên trả lời cho qua Chị đang chơi với cậu Bảo Cậu Hưng đi tìm chị đấy Ừ Chị biết rồi chị không mau đến đấy đi à? cậu mà nổi giận thì người thiệt thòi sẽ là chị chứ không phải là ai khác đâu. cảm ơn em đã dành thời gian quý báu mà quan tâm đến chị. chị Phượng, chị nói gì kỳ cục thế? chúng ta dù sao cũng là chị em, cho dù bây giờ chị đang hiểu nhầm em, nhưng em không giận chị. thật không ngờ chị lại có một đứa em gái bao dung đến như vậy. chị đang tức giận, đầu óc của chị không được minh mẫn. Sau này khi hiểu ra tất cả mọi chuyện Chị chắc chắn sẽ lại yêu quý em Chị cũng không mong tất cả những gì chị nhìn thấy là sự thật Nhưng tiếc thay Sẽ không có bất cứ thay đổi nào Em không nói chuyện với chị nữa Em đi hái rau đây Chị mau đến phòng của cậu Hưng đi Cậu đợi chị lâu ấy Cậu giận chị đấy Chị đừng có nói Em không bảo với chị Dù chẳng muốn một chút nào Nhưng mà Phượng phải đến phòng của Hưng Trước khi đi cô nói với Bảo Hôm nay em chỉ chơi với cậu được bằng này thời gian thôi Bây giờ em phải đi làm việc rồi Nếu Bảo nói với bố mẹ Để chị đẹp chơi với Bảo Thì chị đẹp có đồng ý không? Sao cậu lại hỏi như thế? Còn Vân nó nói hết với Bảo rồi Là chị đẹp chỉ thích mỗi anh Hưng Không thích Bảo Mấy hôm nay Bảo không đến tìm chị đẹp Chị đẹp cũng không đến tìm Bảo luôn Phượng nghe xong hơi giật mình, đúng là mấy hôm nay cô không nói chuyện với Bảo thật, cũng là vì con Linh nó bày mưu tính kế hãm hại cô, nên cô không còn thời gian để ý đến những chuyện xung quanh. Mà tính ra con Vân cũng nhiều chuyện thật, lại muốn bày trò để hại cô. Cô nhỏ giọng. "Cậu Bảo này, đừng có nghe người khác nói linh tinh. Chuyện tình cảm không phải muốn thích ai là có thể thích được người đó, phải nghe theo trái tim của mình." thế trái tim của chị đẹp đang hướng về ai câu hỏi này của bảo nếu như ai không biết cứ tưởng rằng bảo không phải là một người ngốc nghếch tuy biết bảo ngốc thật nhưng phượng lại trả lời rất chân thành xin lỗi cậu nhưng trái tim của tôi hướng về người khác rồi vậy là chị đẹp không thương bảo có đúng không đúng như lời con vân nói chị sẽ lấy người khác có phải không chị lấy anh hưng có phải không nếu như vậy cậu bảo có ghét em không không chỉ cảm thấy buồn thôi nếu như chị đẹp lấy người khác rồi không còn ai chơi với bảo nữa không ai quan tâm đến bảo cậu đừng nói như vậy lúc mới đến đây cậu là người bảo vệ em coi em như một con người em sẽ không bao giờ quên ơn của cậu dù có chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ làm gì khiến cho cậu tổn thương chị nói thật không em nói thật bây giờ em phải đi làm đây nhưng mà có chuyện này em nhờ cậu có được không chị đẹp nói đi nếu như người khác nói gì với cậu cậu nhớ phải nói lại với em nhé để làm gì em nói cho cậu nghe một bí mật ở đây có vài người đang muốn làm hại em đứa nào đứa nào muốn hại chị đẹp chứ cậu nói nhỏ thôi đừng để người khác nghe thấy cậu chỉ cần nhớ là ai đó nói cái gì với cậu liên quan đến em hay là cậu hưng cậu phải nói lại cho em nghe nhé thôi được rồi bảo sẽ nói lại với chị cảm ơn cậu cậu đúng là một người tốt bảo sau đó tiếp tục ngồi xuống nghịch đất phượng đi từng bước mệt mỏi về phía phòng của hưng lúc gần đến nơi cô bỗng nhiên dừng lại không kìm được mà khóc nức nở cảnh tượng cô đang nhìn thấy trước mặt khi đó là một người con gái đang ôm chặt lấy hưng cô không thể nào nhìn thêm được nữa cô vội vàng chạy đi lúc này hưng đầy hiền ra anh trừng mắt và quát lớn cô còn muốn làm phiền tôi đến khi nào cô muốn khởi dậy con ác quỷ trong con người của tôi sao hiền nắm lấy tay của hưng khóc lóc em xin anh cho em cơ hội được không bây giờ em mất hết tất cả rồi em không còn gì anh mà đuổi em đi bây giờ em không biết phải đi đâu em không biết bấu víu vào ai cả Đấy là chuyện của cô Từ lúc cô đi theo người khác Chúng ta không còn bất cứ quan hệ hay tình nghĩa gì Cô đừng để tôi phải nói thêm một lần nào Hưng hất tay của Hiền ra rồi bước đi Nhưng cô ta lại chạy theo vào ôm lấy chân của anh Không ngừng khóc lóc Nhưng em sẽ chết mất Anh nhẫn tâm nhìn thấy em Lâm vào bước đường cùng như vậy sao Cho dù cô chết trước mặt tôi ngay bây giờ Tôi cũng không cảm thấy buồn đâu Thế nên ấy Đừng có tốn công vô ích, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Hưng nắm tay cô ta kéo ra ngoài cổng, mặc kệ cô ta ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. "Lần cuối cùng, duy nhất một lần này thôi, có được không?" Tôi cũng nói với cô, "Duy nhất một lần này, đừng để tôi phải coi cô như kẻ thù." Hưng tức giận bước vào trong sân thì nhìn thấy con linh. Anh trừng mắt nhìn nó kẻ nào cho cô ta bước vào đây một lần nữa thì cái giá phải trả không nhẹ đâu. Con linh nó sợ lắm, nó vừa cúi đầu vừa run rẩy. Tuy vậy, nó nghĩ đến cái cảnh Phượng nhìn thấy Hưng ôm người con gái khác, tâm trạng của nó cũng tốt hơn. Giờ thì có trời mà cứu được cái hiểu lầm này. Nó vui vẻ đi làm việc của nó, nghĩ đến Phượng đang trốn ở chỗ nào đó bật khóc, nó vui lắm, nó không kìm được mà cười lớn. Hưng rất muốn đi tìm Phượng Nhưng tình cờ nhìn thấy Hiền Anh đã định coi cô ta như một cái bóng Mà bước qua rồi Nhưng ai ngờ cô ta lại chạy đến Ôm chặt lấy anh Trước đây dù yêu cô ta đến mức sống đi chết lại Thì bây giờ cũng chả còn chút cảm giác gì Đối với anh khi yêu ai đó Anh sẽ yêu hết lòng Cho đi hết tất cả mà không cần suy nghĩ Nhưng khi kẻ đó phản bội anh Anh cũng tìm đủ mọi cách Để quên đi Đã quên được rồi thì cho dù kẻ đó có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa anh cũng không bao giờ quay lại cô ta chính là một ví dụ điển hình đi tìm phượng cả một lúc lâu nhưng không thấy phượng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cô giận anh đến mức muốn tránh mặt anh thật sao anh chỉ muốn công khai nói rằng mình thích cô thôi chỉ muốn công khai giữ cô lại bên mình đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh anh suy nghĩ kỹ rồi bắt cô trở đến bao giờ chứ để cô bị người ta bắt nạt hành hạ đến bao giờ Đợi đến khi anh thành công Thì có khi cô đã bị những vết thương kia chằng chịt Khiến cho cô tổn thương rồi Thế nên anh không muốn cô phải chờ đợi Anh không muốn cô phải đợi thêm nữa Anh đi tìm cô Lúc đi ngang qua vườn hoa Nhìn thấy cô đang ngồi Và khóc Anh đến gần Nhẹ nhàng nói với cô Em giận anh đi à Em muốn tránh mặt anh à? Cách xưng hồ này thực sự không phải Nếu để ai nghe được chắc chắn Cô sẽ bị đánh đến chết Cô sợ lắm Cậu đừng gọi em như thế Nhỡ như người khác nghe được Anh không quan tâm Ai sẽ nghe được Bây giờ anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em Em lại muốn tránh mặt anh Có phải không Em không có Anh đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô Kéo cô lại gần mình một chút cỡ vài ngọn cỏ đang dính trên tóc của cô em đừng khóc như vậy anh cảm thấy đau lòng lắm cậu cậu đau lòng thật sao trong ánh mắt của phượng anh nhận ra có rất nhiều uất ức anh còn có cảm giác cô đang không vui vẻ và không tin tưởng anh tự nhiên anh cảm thấy lo lắng anh hỏi cô có chuyện gì vậy có phải có chuyện gì vừa mới xảy ra không phượng lúc này hít một hơi thật sâu sau đó nói liền mạch cậu bây giờ như thế này là sao chứ cậu đang tán tỉnh em hay cậu đang trêu đùa em rõ ràng cậu có người khác rồi tại sao cậu còn ngọt ngào với em để cho em hy vọng chứ có phải là cậu biết em thích cậu cho nên cậu mới trêu đùa em không bị vô vàn câu hỏi của phượng nhưng anh chỉ để tâm duy nhất một câu nói đó chính là cô nói thích anh anh mỉm cười nói ngay Anh chẳng có ai khác Anh chỉ thích em thôi Cậu nói dối Cậu không hề thích em Em nhìn thấy cậu ôm người ta rồi Vừa mới khi nãy mà Thế nên em mới chạy ra đây và khóc sao Phượng xấu hổ Chả biết nói lời gì Cô chỉ biết cúi đầu thôi Anh nâng cầm của cô lên Muốn cô nhìn anh thật kỹ Để có thể nhìn thấy hết được những chân thành Trong đôi mắt của anh anh nhìn giống kẻ bắt cá hai tay lắm sao anh giống một tên sở khanh thích chiêu đùa người khác lắm sao em nói đi em cho anh câu trả lời đi cậu không cần phải giải thích với em làm gì cả cho dù em không là gì của cậu thì cậu cũng không cần phải giải thích vậy nếu như bây giờ anh cho em cái quyền bắt anh phải giải thích em có nhận không em không dám có một chuyện anh muốn nói rõ ràng trước khi rõ ràng chuyện của chúng ta anh và cô ta bây giờ không có mối quan hệ gì cho dù trước đây anh đã từng yêu cô ta chết đi sống lại khi nãy cô ta chủ động ôm anh anh cũng đẩy ra rồi sao lúc đó em chẳng có một chút kiên nhẫn nào ít nhất đi em phải ở thêm một lúc nữa để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ em xin lỗi hưng rất muốn ôm lấy phượng nhưng cô lại lùi ra cậu đừng có đến gần em sao thổ lộ tình cảm với anh rồi bây giờ lại muốn chối bỏ anh à em coi anh là đồ chơi của em đấy à cậu không được nghĩ như thế em không có ý đó thấy phượng như vậy hưng lại càng muốn trêu chọc cô không có ý đó thế thì có ý gì em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em chưa đủ chân thành nên em còn muốn thử thách có đúng không hay là em cảm thấy anh chưa đủ tốt nên em không muốn đón nhận tình cảm của anh cậu đừng hỏi em nhiều như thế em sẽ cuống thế bây giờ anh cho em một câu trả lời đi anh thích em rồi em có thích anh không phượng lúc này thành thật trả lời cậu em thích cậu nhưng em với cậu không thể chả có cái gì là không thể cả chỉ cần em thích tôi và tôi cũng thích em mọi thứ trên đời này đối với tôi đều trở nên vô nghĩa cậu để em suy nghĩ có được không tự nhiên cậu thế này khiến em cảm thấy rất bất ngờ em không tin đây là sự thật em có thể suy nghĩ nhưng cũng đừng suy nghĩ quá lâu vậy cậu cho em một ngày nhé lúc này cậu nắm lấy tay của phượng không phải là anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà anh sợ thời gian lâu sẽ khiến em không còn muốn bên cạnh anh cậu tốt như vậy tại sao cô có thể không muốn bên cạnh cậu chứ nhưng mà thân phận cô thấp hèn cô không dám trèo cao cô không đủ tự tin để bước bên cạnh cậu cũng lúc này trên phòng khách bà liên đang nói chuyện với ông vàng bà ấy cứ ấp úng mãi rồi cuối cùng bà cũng quyết định nói ra có chuyện này tôi cũng không muốn nói cho ông nghe nhưng mà đến nước này rồi không thể nào không nói có chuyện gì thằng hưng nó có tình cảm với một người nghe bà liên nói như vậy ông vàng vô cùng tò mò nó mới về đây thì có thể có tình cảm với ai bà biết người đấy không biết rõ mười mươi thế là ai ông mà biết chắc là ông tức giận vì ơ cái bà này là ai bà phải nói cho tôi nghe chứ nó cũng là con trai của tôi cơ mà là con phượng Ông vàng nghe xong Đập bàn một cách dầm Cái gì? Bà mới nói ai cơ? Đấy tôi biết ngay là như vậy mà Tôi nói là con Phượng Đứa con ở nhà mình đấy Không biết nó dùng cái âm mưu thủ đoạn gì Mà nó quyến rũ được thằng Hưng Đầu tiên không cho nó làm việc gì Bây giờ cứ giữ khư khư nó bên mình Bây giờ lại còn dám thẳng thắn tuyên bố với tôi Nếu như nó thích con Phượng Thì không ai cản được Ông xem như thế có được hay không Vơ và vơ vẩn Chuyện này tuyệt đối không thể được Tôi không bao giờ cho phép Ông Vàng nói xong đứng dậy và bước ra ngoài Lúc này ông nhìn thấy Phượng Lập tức chỉ tay vào mặt của cô và quát lớn Còn dành con mất dậy kìa Mày dám quyến rũ con của ông à Thế mày có biết Là không bao giờ mày được phép như vậy Mày có tin là ông đánh cho mày nhừ đòn không Thấy có tiếng ồn ào Con Linh liền bước ra nó nhìn ông vàng đang mắng chửi phượng Nó hầm hở lắm Còn có cả con Vân Nó đến thẳng chỗ ông vàng Và thêm mắm, thêm muối Cái này là do nó hết Chứ anh Hưng không có lỗi gì đâu bố Chắc chắn là anh ấy bị nó quyến rũ rồi Mấy cái loại như nó Lúc nào cũng tỏ ra hiền lành thân thiện Nên đi lừa người khác Cũng là chuyện bình thường Còn Vân nói như vậy Ông Vàng lại càng tức giận Ông lớn tiếng Con Linh đâu? Con Linh đâu Dạ con đây Ông tìm con có chuyện gì ạ à? Mày vào ngay trong phòng sách Lấy cho ông cái roi mây ra đây Hôm nay ông phải dùng gia pháp Để dạy dỗ cái thứ nô bộc mất nết này Cái loại đũa mốc Mà lại đòi tròi mâm son Đỉa mà đòi đeo chân hạc à Láo, quá láo rồi Con Linh nghe như vậy nhanh chóng đi đến phòng sách Để lấy roi theo lời của ông Vàng Bây giờ nó cầu mong ông Vàng đánh càng nhiều càng tốt Đánh chết luôn cũng được Còn Linh đưa giò cho ông ấy Ông ấy cầm cái roi Dơ về phía mặt của Phượng Quỷ xuống quỳ xuống ngay cho tao Phượng cũng làm theo lời của ông ấy Mà quỷ xuống Ông ấy trừng mắt và quát Phượng Tao đã từng có ý tốt Muốn vun vén cho mày Một chỗ ăn ở tử tế như vậy Nhưng thật không ngờ Dã tâm của mày quá lớn Lại đi muốn quyến rũ con trai cả của tao Mày nghĩ mày là ai? Cái thứ con ở, không có mẹ kia. Ông ấy xỉ nhục vướng, không tiếc những lời cay nghiệt nhất mà nói ra với cô. Mày đừng có mơ bước chân vào nhà của tao. Hôm nay tao đánh cho mày một trận để cho mày nhớ rằng thân vận của mày chỉ là một con ở thôi. Còn Vân lúc này đứng bên ngoài cũng thêm vào. Đúng rồi đấy bố ạ. À. Bố đánh cho nó một trận như tử đi để cho nó nhớ. Cho nó biết vị trí của nó ở đâu. Đừng có để cho nó tưởng rằng nhà mình dễ dãi. Còn Linh thì nhìn chằm chằm vào cái roi đấy, nó cầu mong ông vàng xuống tay thật mạnh và thật nhanh. Nhưng lúc ông ấy giơ roi lên, còn chưa kịp đánh cái nào thì bị một người giữ chặt lại. Người đó chính là Hưng. Ông vàng thấy Hưng bênh vực cho Phượng ông càng nổi điên, ông quát lớn. Mày làm cái gì thế? Mày có bỏ ngay ra không? để bố phải dạy cho nó một trận. Cái thứ mất nết dám quyến rũ cả cậu chủ à? Không có chuyện cô ấy quyến rũ con. Thế mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú à? Nên bây giờ mày bênh vực cho nó chứ gì? Mày thích nó vì cái gì? Nhan sắc thì quá bình thường, ở cái làng này thiếu gì đứa xinh hơn nó. Chỉ cần mày mở lời một tiếng thì mẹ mày bây giờ sẽ sắp xếp cho mày có khi gái xếp hàng cả hàng nghìn cái số. Thế mà mày lại thích nó? Mày bị điên à Bố bỏ roi xuống đi Bố không được làm tổn thương người con gái mà con thích Mày Mày nói cái gì Mày muốn tao tức chết có phải không Bà Liên thấy tình hình căng thẳng Vội vàng can ngăn Ông cứ bình tĩnh nói chuyện Đừng có lớn tiếng Thiền hạ người ta biết người ta Ông vàng lúc này hậm hực Còn giữ gìn cái con mẹ gì Trước sau gì cả cái làng này Người ta cũng biết thôi rồi đây người ta cười vào mặt tôi có thẳng con trai đi tây về lại đi thích một đứa ở nhục nhục không để đâu cho hết bà liên thấy chồng tức giận như vậy liền lựa lời mà khuyên nhủ hưng đấy con bình tĩnh nói chuyện với bố đi ý kiến của mẹ như vậy rồi mẹ không đồng ý cho nó làm con dâu nhà này đâu vậy thì cô ấy sẽ không làm dâu của nhà này theo đúng ý của bố mẹ cả ông vàng và bà liên đều đồng thanh hỏi con nói như vậy là có ý gì con sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây coi như không có dự án nào con sẽ đưa cô ấy đi làm ăn kinh tế ở một nơi khác không để cho bố mẹ phải bận lòng ông vàng đã điên lắm rồi bây giờ lại còn nghe hưng nói câu này thế thì có khác nào hưng nói thẳng vào mặt ông ấy là hưng cần phượng hơn cần bố mẹ chứ ông ấy còn chưa kịp nói gì hưng lại tiếp tục con sẽ không đi quá xa đâu con vẫn thường xuyên về đây hỏi han chăm sóc bố mẹ con không phải là một đứa con bất hiếu và cô ấy cũng không phải mọi chuyện càng lúc càng rắc rối phượng không thể nào tiếp tục im lặng được cô kéo tay của hưng cậu đừng nói gì nữa em nói rồi chúng ta không thể chúng ta có thể kìa cậu cậu nghe em anh bảo về em bảo vệ đến cùng, cũng như bảo vệ tình cảm của chúng ta. Ông Vàng lúc này ném cái roi mây xuống đất, mặt đỏ tía tai. Loạn, đúng là loạn hết cả rồi. Cái nhà này đúng là loạn thật rồi, không còn coi ai ra gì, muốn lấy ai thì lấy, muốn làm cái gì thì làm. Từ giờ coi như ông già này không còn tồn tại. Còn Vân nghe thấy ông Vàng nói như vậy thì chạy đến. Không được Bố nói như vậy là sao chứ Bố phản đối đi Bố phản đối đến cùng đi chứ Bố nói như thế có khác nào Bố đồng ý cho anh ấy Lấy nó Chúng mày đừng có làm phiền tao Muốn làm cái gì thì làm Nếu như thế này Chắc tao giảm thọ Tao chết mất Còn với trả cái Không giống ai cả Bà Liên biết ông Vàng đã bỏ cuộc Thật không nghĩ rằng ông ấy lại có thể dễ dàng chấp nhận một đứa con gái như Phượng về làm dâu Bà Liên cũng tức lắm Nhìn Phượng bằng con mắt Như muốn bóp chết cô Nhưng bây giờ Hưng đang có ở đây Bà ta không thể nào làm gì được Đành phải chờ cơ hội Đến cả bà ấy Cũng bỏ đi Còn Vân thì tức tối Nó ớt ức vô cùng Bố mẹ bị điên hết cả rồi Điên hết rồi Nên mới để cho ông ấy làm loạn Hai người Hai người ăn phải cái thứ gì Mà lại nhu nhược như thế hả à? Bỗng một cái tát như trời giáng vào mặt nó Tai của con Vân ủ đi Tất cả những người xung quanh đều giật mình Người đánh nó chính là Hưng Anh đang vô cùng tức giận Nó vốn dĩ không có tư cách Để tham gia vào chuyện tình cảm của anh Cũng quá là láo tuét Khi nói bố mẹ như vậy Anh không dạy dỗ nó Để cho nó hỗn láo đến bao giờ chứ Nó ồm lấy mặt Nước mắt lưng tròng anh hưng anh đánh em anh dám đánh em có cái gì mà không dám chỉ vì em không đồng ý để anh lấy nó anh ghét em đến mức anh đánh em chứ không phải là bởi vì mày quá láo à nếu như anh không biết phân biệt trắng đen như vậy thì tất nhiên là em không bao giờ cư xử như thế thế nào là trắng thế nào là đen anh yêu ai lấy ai là chuyện của anh nếu như bây giờ anh đưa một người đàn ông về đây rồi bắt em phải lấy nó em có chịu không em nó cứng họng nhưng nó không phục nó vẫn tìm cách và cãi cố cả em và bố mẹ đều muốn tốt cho anh anh đâm đầu vào nó khác gì đâm đầu vào đường cùng im miệng bây giờ đến cả nói chuyện anh cũng không cho em nói chứ gì lo tốt cho bản thân mình đi còn anh cảnh cáo em lần cuối bây giờ cô ấy là bạn gái của anh sau này trở thành vợ của anh bất cứ ai động đến cô ấy cũng như là động đến anh anh không để yên đâu lúc đó đừng có trách tại sao anh không nể tình hưng cầm tay của phượng kéo đi đi một mạch về đến phòng của anh lúc ấy phượng mới gỡ tay anh ra đứng xa anh vài bước cô cối đầu em xin lỗi cậu hưng bước thêm một bước nữa về phía của phượng bước chân của anh đủ dài để có thể tới bên cạnh cô ngay lập tức anh kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt cô muốn thoát ra nhưng bị anh giữ lại bây giờ anh công bố cho tất cả mọi người biết anh là người của em rồi em đừng có nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh đến bây giờ mà cậu còn tâm trạng để đùa được à em lo lắm lo chết đi được anh nói với em rồi nếu ai muốn đánh em em phải bỏ chạy em không được để cho người ta đánh cơ mà nhưng đó là ông chủ làm sao mà em dám ạ à? vậy nếu như anh không có nhà em định để bố anh đánh em đến chết à chuyện này cũng là đương nhiên mà cậu không được anh không cho phép bây giờ cậu khiến cho ông bà buồn rồi họ lại càng ghét em ghét cả cậu ảnh hưởng đến công việc đến tương lai của cậu em cảm thấy lo lắm bây giờ cậu đi nói với ông bà đi em muốn anh nói gì với bố mẹ anh cậu nói với ông bà là cậu chỉ nói đùa thôi chứ cậu không hề thích em một chút nào chỉ cần như thế thôi là ông bà sẽ không còn giận cậu thế rồi sau đó thì sao mắt của phượng đỏ hoe rồi sau đó cậu tìm một cô gái thật tốt ở bên cạnh cô ấy cậu sẽ phượng chẳng thể nào nói thêm được nữa bởi vì lúc này môi của cô đã bị bao trọn bởi môi của anh là anh chủ động hôn cô cô bất ngờ nên cứ đứng yên như vậy cũng là anh mang lại cho cô những cảm giác ân ái đầu đời anh luyến tiếc rời khỏi môi của cô ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình phượng à anh yêu em là thật muốn cưới em làm vợ cũng là thật không có một chút nào giả dối anh bảo về em không để ai làm hại em cả em phải mạnh mẽ lên đừng có tiếp tục chịu đựng em chỉ cần đối xử tốt với những người tốt với em thôi còn những người hãm hại em đừng nghĩ đến chuyện lương thiện với họ có được không nếu như vậy chẳng phải cũng giống như họ sao cuộc đời này vốn dĩ không công bằng em cũng biết người nào mạnh thì sống kẻ nào yếu sẽ bị vùi dập em muốn bị vùi dập hay em muốn mình trở nên mạnh mẽ nào nếu như vậy thì em chọn đi Phượng ư Phượng sẽ chọn mạnh mẽ Bởi vì cảm giác bị vùi dập Không dễ chịu chút nào Tất cả mọi thứ giống như một cơn mơ vậy Cô trở thành người yêu của anh Trở thành người phụ nữ bên cạnh anh Trở thành một người mà sau này Không dễ bị người khác bắt nạt Tuy như vậy Cô cũng chẳng có ý nghĩ Sẽ dùng vị trí này của mình để làm hại ai Cô là người hiểu rõ nhất Bị người ta lợi dụng Người ta bắt nạt Khổ sở như thế nào để phượng tin tưởng vào tình cảm của mình hơn nên hương quyết định ngày ngày hôm sau sẽ đưa phượng về nhà thăm bố cũng là để nói với ông về chuyện tình cảm của anh và cô anh cũng biết là cô muốn biết bố sống như thế nào có khỏe không nhưng khi cả hai vừa bước chân vào sân đã nghe thấy tiếng của dì thìn đang la mắng ông chả được cái tích sự gì đã đến đấy gặp nó rồi phải mở miệng ra mà xin tiền nó chứ về không như thế này lấy cái gì mà ăn Bây giờ cháu cũng chả có mà hút đâu Ông xem bây giờ trong nhà còn cái gì không Có cái gì ăn được không Ông Liêm khổ sở lên tiếng Bà lo đi làm đi Tôi cũng đi làm kiếm tiền Lo được cho cái thân của tôi Bà cứ dựa dẫm vào con cái như vậy Bà không cảm thấy xấu hổ à Xấu hổ cái đầu nhà ông Thế xấu hổ có giúp ông sung sướng hơn được không Có ra cơm ra gạo cho ông ăn không Bà muốn thì bà đến mà xin con gái của bà, đừng có hành hạ con gái của tôi. Nó bán thần trả nợ cho tôi với bà rồi, còn cái gì nữa đâu mà vơ vét. <laughs> Bây giờ ông dám lớn tiếng với cả tôi à? Ông muốn ra đường ở có đúng không? Lúc này Hưng liền bước vào và nói dõng dạc: bố không cần phải sống với người đàn bà này, con sẽ sắp xếp cho bố một ngôi nhà riêng, con lo cho bố cuộc sống đầy đủ, để bố không cần phải suy nghĩ gì. Bà Thìn chố mắt nhìn Hưng Ngay sau đó thì Phượng bước vào Bà ta càng ngạc nhiên hơn nữa Bà ta vội vàng chạy đến chỗ Phượng Chuyện này là như thế nào? Tại sao nó lại nói như vậy? Dì muốn hỏi chuyện gì? Thì cái chuyện nó bảo nó mua nhà cho bố mày Nó không ở với tao Không đợi Phượng trả lời Hưng nói thay luôn Cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi Sau này trở thành vợ của tôi Bố của cô ấy cũng như là bố của tôi. Thế nên, tôi phải lo cho ông ấy. Vừa nghe Hưng nói như vậy, bà ta lập tức chuyển thái độ sang nhẹ nhàng tình cảm. Sao cậu lại nói như thế? Nói như vậy, nó mất hết cái hay đi. Nếu như cậu coi bố của cái Phượng như bố của mình thì cậu phải coi tôi như gì của cậu chứ? Có đúng không nào? Dù gì tôi với nó cũng ở chung nhà từ lúc nó còn bé xíu, tôi phải vất vả lo lắng cho nó. Thôi được rồi. Gì không cần phải trình bày. Con người gì như thế nào, tôi biết rõ. Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi chỉ lo cho bố tôi thôi, còn gì? Dì, dì tự lo cho mình đi. Nói thế mà được à? Uống nước ấy à, thì phải biết nhớ nguồn chứ. Nhớ cái gì? Nhớ những năm tháng dì hành hạ cô ấy sao? Hay là nhớ gì là một mụ gì ghẻ ác độc. Này, cậu đừng có ngậm máu phun người. Thôi được cứ cho là cậu không muốn giúp đỡ hay lo lắng gì cho tôi đi nhưng mà dù sao bây giờ nếu như cậu lấy cái phượng thì con linh là em gái của phượng đấy cậu tính thế nào bà muốn nói chuyện gì nhà giàu có mà sao chậm hiểu thế nhở mang tiếng đi tây mà lại chả biết cái đếch gì ý tôi bây giờ là con linh nó là em vợ của cậu cậu đâu thể nào để em vợ của mình làm con ở trong nhà của mình được tại sao lại không được ơ cái cậu này buồn cười nhỉ tôi nói như vậy mà cậu không hiểu à tất nhiên là hiểu rồi hiểu rất rõ là đằng khác nhưng tôi sẽ không bao giờ cho con gái của bà trở về nhà đâu càng không có chuyện cho cô ta sống cuộc sống thoải mái cái gì mày nói cái gì tôi đã từng chĩa súng về bà một lần rồi có đúng không nhỉ tôi cũng không ngại chĩa súng thêm một lần nữa đâu các người làm gì phượng tôi đều ghi nhớ hết trong lòng không bao giờ quên Bà ta lúc này liền quay sang Trách móc Phượng Để nó nói người nhà mình như vậy Mà mày cứ đứng trơ mắt ra nhìn Hay là tiền bạc nó che mở con mắt của mày rồi Mày không biết đâu là người nhà Các người từng xem tôi là người nhà chưa Tại sao tôi phải xem các người là người nhà Mà bảo vệ các người chứ À cái con danh này Mày còn chưa về làm dâu nhà giàu Mà mày lại có cái thái độ như vậy loại khốn nạn, con lại chó má, cái đồ đĩ này. Bà ta còn định trời thêm, nhưng lại ăn nguyên hai cái bạt tài của ông Liêm. Ông ấy gằn giọng nói: "Đủ rồi. Bấy nhiêu năm tháng là quá đủ rồi. Nếu như bây giờ tôi còn không dạy cho bà một bài học thì đến khi chết, tôi chỉ là một thằng cha khốn kiếp mà thôi. Ngày hôm nay tôi tuyên bố, không còn bất cứ quan hệ gì với bà. Tôi không cho phép mình im lặng." để cho bà xỉ nhục con gái của tôi bà thìn lúc này gào lên bây giờ nó nói nó cho ông nhà nó chăm sóc cho ông nên ông quay sang hắt hủi tôi có phải không là do tôi vô dụng do tôi không bảo vệ được con gái của mình lúc nào tôi cũng cần bà cho nên mới để bà được nước mà lẫn tới từ giờ trở đi bà đừng có hỏng mà làm tổn thương con gái của tôi điên hết rồi các người điên hết rồi các người cứ đi đi Tôi không cần các người Sau này bị nó đối xử tệ Ông cũng đừng hòng mà quay về đây Tôi không bao giờ cho bước chân vào cái nhà này đâu Ông Liêm không thèm nói gì nữa Bước thẳng vào trong nhà Gấp quần áo Xong xuôi đầu đấy Ông cùng đi với Phượng và Hưng luôn Lúc nghỉ giữa đường uống nước Ông Liêm tranh thủ Nói chuyện riêng với Hưng Tôi không muốn nói chuyện này trước mặt con gái Vì sợ nó buồn nhưng câu chuyện này tôi muốn nói riêng với cậu dạ bố cứ nói đi ạ à. cậu đừng gọi tôi là bố tôi không dám nhận đâu bố của cô ấy cũng chính là bố của con bố không cần phải ngại đâu ạ à. tôi trước giờ sống có cái da cái gì sao dám nhận hồng phước của con gái bây giờ tôi chỉ dám nhờ cậu tìm cho tôi một công việc tôi trả tiền thuê nhà đầy đủ không dám làm phiền đến cậu cậu yêu thương con gái tôi là được không cần phải gánh tôi làm gì tại sao bố nói như thế được con tuy không phải là đại gia gì nhưng mà con có thể lo được cho bố nếu như bố không hạnh phúc bố bảo làm sao mà phượng hạnh phúc được à bố cũng biết đấy cô ấy rất có hiếu nhưng mà tôi tôi cảm thấy xấu hổ lắm không còn mặt mũi nào mà nhận những thứ này từ cậu từ con phượng đâu cho dù trước đây bố làm tổn thương cô ấy Nhưng mà cô ấy vẫn luôn thương bố Vậy nên con tôn trọng tình cảm của cô ấy Hy vọng sau này Bố sẽ không vì bất cứ chuyện gì Mà tiếp tục như vậy Con rất yêu cô ấy Con sẽ làm tất cả Để bảo vệ cô ấy Nghe những câu nói này của Hưng Tuy rất nhẹ nhàng Nhưng mà khiến cho ông Liêm hiểu ra được Hưng đang cảnh cáo mình Đối với ông Nhưng ông chỉ cần làm gì tổn thương đến Phượng chắc chắn hưng không để cho ông yên biết rõ như vậy nên khi nhìn thấy phượng ông lập tức im lặng cả phần đời còn lại ông chỉ dành để cho phượng món nợ của một người cha bất tài vô dụng ông muốn trả hết cho cô phượng nhìn bố sau đó lén nhìn hưng trong lòng cô đang rất khó chịu cảm giác tự ghét chính mình chỉ vì muốn ở bên cạnh cô mà hưng bị bố mẹ nặng lời bây giờ lại còn phải lo thêm cho cả bố cô cô không biết phải làm thế nào cô không biết phải nói làm sao nét mặt của cô trở nên u ám hưng nhận ra điều đó nhưng mà bây giờ anh không còn cách nào khác nếu cứ thương cô trong thầm lặng thì cô phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi chứ anh không chịu được chỉ cần nghĩ đến bữa cơm cô lại ăn những đồ ăn thừa của gia đình anh anh đã đau thấu tâm can rồi chưa nói gì đến chuyện hết lần này đến lần khác cô bị người ta đánh đập chửi rủa hưng sau đó sắp xếp cho ông liêm ở tại một nhà trọ cũng đưa tiền cho ông ấy lúc đầu ông ấy không dám nhận nhưng sau đó phải nhận bởi vì hưng rất nhiệt tình cuộc đời của ông không nói làm gì thấy hưng như vậy ông mừng cho con gái mừng bởi vì con gái đã tìm được một người đàn ông tốt con gái của ông hiền lành tốt bụng đến mức ngốc nghếch nhiều lúc ông còn cảm thấy lo lắng không yên trên đường trở về nhà phượng cứ im lặng mãi chỉ đến khi hưng hỏi cô mới trả lời em có chuyện gì thế sao cứ thấy em buồn có phải anh làm chuyện gì khiến em không vui không có chuyện gì em mang ơn cậu còn không hết mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì chứ em lại còn gọi anh là cậu chán thật thôi được rồi em xin lỗi tại em quen miệng bỏ qua chuyện này cũng được anh muốn biết lý do vì sao em buồn em cảm thấy có lỗi em làm gì có lỗi chứ vì em mà cậu chịu những lời trách móc của gia đình bây giờ còn vì em mà lo cho cả bố mẹ em em không cảm thấy có lỗi làm sao được chứ ngốc nghếch tất cả đều là do anh tự nguyện em có ép buộc gì anh đâu làm sao mà cảm thấy có lỗi chứ nhưng mà em xin lỗi em cảm thấy em không xứng đáng với cậu nếu em còn tiếp tục nói như vậy anh không vui đâu đấy em xin lỗi đừng có xin lỗi em có lỗi gì đâu tại sao lại vơ tất cả về mình chứ em thôi được rồi chuyện này chỉ nói đến đây thôi chúng ta về nhà nào phượng cùng hưng trở về nhà lúc này cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy có người lạ trong nhà Hoàng nhìn thấy Hưng về Chạy ra cười hớn hở Ông đi đâu về đấy Chờ mãi Rồi Hoàng gật đầu chào Phượng Anh chào Phượng Dạ vâng em chào cậu Rồi Phượng cũng gật đầu chào luôn Cả một người lạ kia Anh ta cứ vậy mà nhìn Phượng chằm chằm Hoàng cảm thấy hơi ngại Nên kéo tay anh ta nói nhỏ Vợ tương lai của Hưng đấy Đừng có mà nhìn linh tinh nghe hoàng nói như vậy anh chàng lạ kia lập tức thù ánh mắt gật đầu và chào hưng chào cậu xin giới thiệu tôi tên là hải anh trai của hoàng cùng hoàng qua đây để giúp nó làm dự án nói chung là tôi có kinh nghiệm tôi sẽ giúp đỡ hai người nghe hải nói như vậy hưng niềm nở lắm anh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến tận đây thật là cảm ơn anh quá không có gì về khách sáo người nhà cả thấy mọi người bàn công chuyện nên Phượng cũng không ở đấy nữa, cô đi pha trà. Đang đi thì gặp con Vân, người không muốn gặp mà cứ gặp hoài. Phượng cúi đầu chào nó. Em chào cô. Cô cái gì mà cô? Sắp thành vợ của anh Hưng thì phải xưng chị chứ. Vậy, chị chào em. Nói mày một cái là mày tỏ thái độ luôn, có đúng không? Em làm đúng theo ý của cô rồi. Có cái gì sai ạ à? Mày đừng tưởng rằng Mày có ông Hưng bênh vực Thì mày muốn làm gì mày làm Mẹ con tao không thích mày đâu Mày đừng có mơ mà sống sung sướng trong cái nhà này Em chỉ cần cậu Hưng thích em là được Em không muốn Ai quan tâm đến em quá nhiều Em sống khổ quen rồi Không sợ khổ hơn Bây giờ mà sướng quá Có khi em lại không quen đi ạ à? Còn dành con Ăn nói như thế đấy cô đừng đứng ở đây mắng mò em làm gì cho mất thời gian em còn phải đi pha trà cho các cậu nghe thấy phượng nói như vậy con vân lúc này sáng mắt lên sao anh hoàng đến rồi à không phải chỉ có mỗi mình cậu hoàng đâu còn có một cậu rất đẹp trai cậu nào cậu nào mà đẹp trai hơn cả anh hoàng của tao chứ mày đừng có nói vớ vẩn cô không tin cô cứ đi xem thử đẹp trai hơn cậu hoàng nhiều lắm mày nói có thật không Em nói thật đã, à? Tao đi xem thử mà không đúng ấy. Mày ăn no đòn với tao Còn Vân háo hức rời đi Phượng nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngầm Bảo thích cậu Hoàng lắm cơ mà Bây giờ nghe thấy cậu khác đẹp trai hơn Thì lại háo hức như vậy Thật chẳng biết trái tim con người có bao nhiêu ngăn Thích người này rồi Nhưng vẫn còn có thể Thích thêm được vài người khác Còn Vân đi vào bên trong còn con Linh thì đứng ngoài gốc cây và nhìn trộm Đúng là người đàn ông kia Đẹp trai hơn Hoàng rất nhiều Mà còn có vẻ thân thiện Ăn mặc thế kia chắc chắn Không phải là một gia đình nghèo Nó lại bắt đầu nuôi thêm một hy vọng mới Tự nhiên con Vân nó lù lù đi ra Khiến cho Hưng và Hoàng ngán ngẩm Chỉ có Hải là nhìn nó mỉm cười vui vẻ Chào cô bé Cái nụ cười này của Hải Càng khiến cho nó say sưa nó chả để ý gì đến ai nữa mà chỉ nhìn mỗi mình anh ta dạ vâng em chào anh ạ à? lúc này hưng hỏi nó vào đây có chuyện gì nó không thể nói là do mê trai nên mới tìm đến đây nó bịa ra ừ, em đến hỏi các anh xem các anh có cần gì không bàn công việc chắc là cũng mệt mỏi lắm không cần gì cả em đi ra chỗ khác đi để anh với mọi người làm việc Em đứng đây không được à? Em cũng không làm phiền gì đến các anh mà. Không được. Thầy Hưng rất khoát như vậy, nó bực lắm. Nhưng mà mới bị Hưng đe dọa, nên nó không dám nói gì thêm. Nó đành phải rời khỏi đây. Không ai để ý ánh mắt của Hải, nhìn nó lúc này, ánh mắt của một con sói, khi nhìn thấy một con thỏ non. Này, cô gái đấy, là em gái của Hưng à? Trông có vẻ nghịch ngợm nhỉ? Hoàng nghe xong lắc đầu chán nản Không phải là nghịch ngợm đâu Mà còn nhiều thứ lắm Thì mấy cô tiểu thư Hay ngang ngược tí thôi Nhưng đâu phải ai tiểu thư Người ta cũng ngang ngược Thôi không nói linh tinh Chúng ta bàn công việc Chỉ mấy hôm nữa là bắt đầu quy hoạch rồi Yên tâm đi anh có kinh nghiệm Em không cần phải lo lắng Hưng này em cũng không cần phải lo lắng đâu Còn vần lang thang ở phía sau vườn Đang buồn bực vì không được ở đấy nói chuyện thêm với Hải Thì nó nghe thấy Có tiếng gọi phía sau Cô gái Đang có tâm sự gì có phải không Không biết anh có thể là nơi Để cho em giải bày được Nó quay lại Vừa lúc nhìn thấy nụ cười thật tươi của Hải Ôi chào người gì đâu Tại sao cười lại đẹp như vậy Nét đẹp của Hải Chính là mẫu người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp Còn vần mê đắm Trong cái ánh mắt đó Cái nụ cười đó đến mức quên cả trả lời. Hai bước gần về phía của nó, anh ta nói chuyện kiểu ngọt ngào lắm, đúng chất Sở Khanh. "Có phải anh làm phiền em không? Nếu vậy cho anh xin lỗi nhé. Tại anh thấy em đứng một mình, có vẻ như đang rất buồn, anh mới bước tới đây. Thật là không nghĩ rằng ai lại làm cho em không vui." Còn Vân lúc này bật dậy sau những say đắm, nó vội vàng xua tay. "Không sao đâu, không sao hết ạ." À? Thế anh bàn xong công việc rồi sao? Ừ, vừa mới xong Nói chuyện công việc xong anh cảm thấy ngột ngạt quá Nên anh ra đây đi dạo Thật là tình cờ Lại được gặp một nàng tiên dáng trần như em Còn Vân lúc này ngơ ngác <laughs> Anh tiên dáng trần đi ạ à? Đúng vậy Cô tiên mà anh đang nói chuyện Đang đứng trước mặt anh đây Thôi anh lại trêu em rồi Anh nói thật đấy Không có một chút giả dối nào đâu Đối với một cô gái xinh xắn đáng yêu như em Làm sao anh có thể nói đùa được Còn Vân nó chẳng phân biệt được Đâu là những lời nói giả tạo Đâu là những lời yêu thương thật lòng Cứ như vậy Nó bị cuốn vào Chỉ mới mấy tiếng trước Nó còn hết lòng hết dạ với Hoàng Mong Hoàng sẽ vì nó mà động lòng một chút Ấy vậy mà bây giờ Nó ngay lập tức muốn ở bên cạnh Hải Trở thành một cô tiên trong lòng của hắn ta Hải nắm lấy bàn tay của nó nhẹ nhàng đưa lên, thơm vào đó một cái. ừm tay của nàng tiên này thơm thật đấy. Còn Vân ngại ngùng, nó vội vàng rút tay. Anh đừng có làm vậy, người ta mà nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ. À? Em đừng hiểu nhầm, tại vì anh sống bên tây nên anh quen với phong cách ở bên đấy. Như thế này chính là thể hiện bản thân mình tôn trọng, yêu quý một ai đó, không phải cái hành động trêu chọc gì em đâu còn Vân nghe Hải nói như vậy liền gật đầu và tấm tắc, à vậy à em xin lỗi anh nhé, tại em không tốt nên em hiểu lầm anh. Anh không buồn không giận gì, em không cần phải xin lỗi. Cho dù em có làm bất cứ điều gì, kể cả gây tổn thương cho anh, anh cũng không bao giờ giận em. Một cô gái xinh đẹp như em, làm sao mà anh nỡ lòng nào? giận hờn chứ. Thế rồi con Vân cứ như vậy chìm đắm trong những lời có cánh, cứ tưởng rằng mình là một cô tiên dáng trần. Nó cứ cười, cười đến không thể nào mở mắt được. Từ xa nhìn thấy Hoàng đang đi tới, Hải vội vàng nói với con Vân: "Bây giờ anh bận rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé." Dạ vâng, em biết rồi. Anh cứ đi lo công việc của mình đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Thế rồi Hải rút lui. Lúc này Hoàng cũng vừa đi tới, nhìn thấy con Vân. Chẳng nhẽ nó không nói gì Hoàng chủ động chào hỏi ngay Chào em Lúc trước nhìn Hoàng rất đẹp trai Rất là ngọt ngào Bây giờ làm sao mà nhìn thấy Hoàng Cảm giác vô cùng bình thường Giống như kiểu chưa từng thích bao giờ Còn Vân trả lời cho qua Dạ vâng em chào anh Bình thường nhìn thấy Hoàng Nó nói nhiều lắm Kể cả cái ánh mắt của nó cũng rất khác Hoàng mới đi có vài ngày Thế mà nó thay đổi nhưng mà như vậy cũng may Cắt được một cái đuôi Ừ Thôi em làm gì làm đi Anh đi có việc Còn Vân lúc này trả buồn trả lời Tâm trạng của nó bây giờ Đang để hết lên người đàn ông tên Hải kia Chưa còn nghĩ đến ai chứ Cứ tưởng là con Linh một lòng một dạ thích Hoàng con Vân cũng không thích Hoàng nữa Thì nó sẽ vui Ai ngờ nó đứng ở một góc Nhìn thấy con Vân với Hải nói chuyện với nhau Nó tức đến sôi máu Bây giờ nó cũng không thích Hoàng nữa Một người ngọt ngào như Hải Nó không thể nào bỏ qua được Vậy là lúc Hải đi nhanh quá Nó lại dùng chiêu cũ Trả lời vội vã Rồi đâm sầm vào anh ta Anh ta vội vàng Đỡ nó đứng dậy Cái vẻ mặt đúng kiểu thương hoa tiếc ngọc Chỉ cần thấy một người phụ nữ tổn thương Là sẽ đau thấu tận tâm can Này em có làm sao không Em đau ở chỗ nào Anh xin lỗi Là do anh không cẩn thận đâm vào em con linh lúc này cũng vội vàng thảo mai à dạ không sao đâu ạ à. là do em không cẩn thận em xin lỗi anh con linh ngước mặt lên nhìn hài anh ta vừa hay nhìn thấy son phấn trên mặt của nó môi anh nhếch lên thành một đường cong đều già vậy là lại có thêm một con thỏ non sắp rơi vào miệng của chó sói em có đau ở đâu không dạ em không sao không sao thế nào được Nào để anh kiểm tra cho Không được đâu à, Nam nữ thụ thụ bất thân mà anh Ý em là em không tin tưởng vào anh à Dù sao em với anh Mới gặp nhau lần đầu Thế nên À anh hiểu rồi Nhưng mà em đừng hiểu nhầm ý anh Anh không phải có ý muốn đụng chạm gì em cả Chẳng qua là anh lo lắng Anh sợ em bị đau Em không đau đâu à Thế thì tốt rồi Anh cứ sợ lúc đấy anh thót cả tim đấy dạ vâng em không sao đâu mà anh có thể hỏi em một điều có được không dạ vâng ạ em là gì của nhà này dạ em em chỉ là con ở thôi ạ à? anh anh có khinh thường em không làm gì có chuyện đấy anh không bao giờ khinh thường người khác tuy bây giờ anh rất giàu có nhưng mà trước đây ấy, anh cũng sống một cuộc sống rất nghèo Vậy nên anh luôn tự nhủ với bản thân Không bao giờ được coi thường người khác Nghe Hải nói như vậy Con Linh yên tâm hơn hẳn Nó thở phào Dạ vâng, vậy là tốt rồi Thôi em đi làm việc đây Có ai nhìn thấy em đừng nói chuyện với anh Cứ tưởng em lười biếng Đánh em chết à Sao lại có chuyện như vậy À nhưng mà thôi, em bận em cứ đi làm đi Lần sau chúng ta nói chuyện nhé Em biết rồi, em chào anh còn Linh đi rồi Lúc này thì Hoàng đi tới Vừa nhìn thấy Hoàng Hải giật mình Làm cái gì mà cứ lừa lừa như ma thế Giật cả mình Anh nói chuyện gì với con bé đấy thế Không may xô về nó Nên xin lỗi nó vài câu Vừa quen biết Có cái gì đâu mà nói Tốt nhất đi là anh không nên đến gần nó Có chuyện gì Vợ sắp cưới của ai à Không Nhưng con bé này dã tâm nó khá lớn không nên dây dưa vào thì tốt hơn cho anh. Ôi dào tưởng gì? Anh đừng có làm bậy. Em đưa anh đến đây để giúp công việc chứ không phải là để anh hoa lá cành đâu. Cái thằng danh này, anh làm gì mà mày nói nặng lời thế? Đây là em nói trước như vậy. Anh đừng có gây phiền phức. Anh có làm gì cũng chả liên quan gì đến mày. Không phải lo. Tốt nhất đi, anh nên lấy vợ đi. Cứ ra ngoài trăng hoa thế này. Không ổn tẹo nào. Cái thằng này, anh đã làm gì đâu Sao mày cứ nói hoài thế Anh bảo rồi Anh chỉ làm nó ngã thôi Nên anh đỡ nó dậy Xin lỗi nó vài câu Có thật không Thật Trăm phần trăm là thật Thôi được rồi Em tạm tin tưởng anh Dành con nứt mắt Mà cứ như ông cụ non Suy nghĩ thôi Để cho nó còn lớn em mà Hoàng thở dài Không đưa anh đến đây thì cũng rắc rối Mà đưa đến đây rồi lại càng thấy rắc rối hơn sao càng lúc càng cảm thấy có một sự cảm không lành cả con vân và con linh lúc này đều ôm mộng tưởng trở thành vợ của người đàn ông ngọt ngào lại vô cùng giàu có trên gương mặt khí sắc hừng hực vui vẻ lạ thường con vân thơ thần ngắm hoa ngắm lá ngoài vườn cả buổi còn con linh vừa làm việc vừa hát như một con điên đến bước phượng chẳng biết nó gặp phải chuyện gì nốt ngày hôm nay phải làm công việc cho con mọc Ngày mai là con mọc lên rồi, Phượng chẳng nề hà gì nữa, cứ chăm chỉ làm việc. Anh chưa từng thấy một cô gái nào lại chăm chỉ như em, từ lúc anh đến đây, chưa bao giờ thấy em ngừng tay một giây một phút nào. Phượng cúi đầu chào hỏi. Dạ, em chào cậu. Sao lại khách sáo như thế hả em? Anh chẳng qua chỉ là khách, chứ có phải là chủ của em đâu. Mà chẳng phải bây giờ em là bạn gái của Hưng à? đáng lẽ ra mấy việc này em không cần phải làm chứ cái cậu hưng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc phượng nghe ra được cái kiều kích bác và chia rẽ ngay từ lúc gặp anh ta ánh mắt háo sắc của hải khiến cho phượng không ưa rồi không muốn tiếp xúc dù là một chút nào em trai lịch sự bao nhiêu thì thằng anh lại sở khanh bấy nhiêu gặp ai cũng tán tỉnh cũng như kiểu quan tâm người ta lắm sao em không nói gì này là anh quan tâm em thôi Dạ vâng em cảm ơn cậu Cậu đã quan tâm mà Thấy Phượng chả có hứng thú gì nói chuyện với mình Nên Hải đâm ra chán Tưởng bắt thêm được một con thỏ non Ai ngờ không phải Dù hơi buồn nhưng thôi Hai con thỏ là quá đủ rồi Thế thôi em làm gì thì làm đi nhé Anh đi làm việc của anh đây Dạ vâng em chào cậu Hải đi một lúc thì hưng vào tìm Phượng Anh cầm cái chổi trên tay Phượng nói với cô để đấy anh quét cho ấy như thế làm sao được cậu không được quét nhà ở đây ai mà nhìn thấy lớn chuyện đấy tại sao lúc nào em cũng sợ người ta nhìn thấy thấy cái này thấy cái kia thế hả em không thể nào sống thoải mái một chút à đây là nhà của anh anh quét một chút thì có làm sao nhưng mà thân phận của cậu cao quý có những thứ cho dù cậu giúp em cậu cũng muốn làm nhưng không được đâu đàn ông rửa bát quét nhà ra ngoài sẽ không có tiếng nói bao đời nay vẫn thế rồi cậu nghe em cậu đi lâu rồi chắc tại quên nhưng mà em ở đây em biết rõ lắm không có tiếng nói thì cũng thất bại thật nhưng mà để người đàn bà của mình vất vả khổ sở thế này anh còn thất bại gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ anh không quan tâm người khác nghĩ gì quan trọng nhất với anh ấy là em luôn vui vẻ em luôn hạnh phúc đơn giản thế thôi hưng đã nói như vậy rồi phượng còn biết nói gì hơn nhưng mà không thể để hưng quét nhà được đã vậy phượng đưa cho hưng một cái bát nói với hưng ở trong này có mấy hạt mốc em chưa kịp nhặt ra cậu giúp em cậu nhặt ra giúp em nhé còn nhà cứ để đấy em quét cho biết là phượng không muốn nên hưng không ép cô giúp em được cái gì là tốt cái đấy anh không thể nào đứng im nhìn cô làm việc vất vả May mắn lớn nhất cả đời của Phượng Chính là được gặp Hưng Được anh yêu thương Được trở thành người con gái bên cạnh anh Có lẽ ông trời thương cô Ngủ ngốc Sắp hết nửa đời Chỉ vì quá tử tế Từ hôm ấy sau khi ăn cơm xong Con Vân cứ lượn lờ Mấy vòng ở lối đi chính Nó mong muốn tạo ra một lần tình cờ để gặp Hải Nó không cần phải mong Đây chính là những gì Mà hắn ta muốn Rồi cũng như một sự tình cờ anh ta và nó gặp nhau hài giả bộ ngạc nhiên Ấy cô gái Trời tối rồi sao em lại ở đây Bên ngoài sương gió nhiều Nhớ ốm thì sao Em làm cho anh lo đấy Dạ em không ngủ được Ra ngoài ngắm cảnh một chút Còn anh thì sao à Anh cũng vậy Em có thấy chúng ta đúng là tâm linh tương thông không Còn Vân lúc này ngượng ngùng Dạ em cũng thấy vậy Thế thì chúng ta cùng nhau đi dạo nhé Dạ vâng ạ à. Đi một hồi thì ra tận đến góc vườn Chỗ này khá tối Bởi vì đèn thấp ở sân Không hắt tới được Còn vần thỏ thẻ Anh Hải này Anh có người yêu chưa? Ngọt ngào như anh thế này Chắc chắn là có rất là nhiều người thích nhở Anh làm gì đã có ai? Anh già rồi Sắp ế đến nơi rồi Sao anh Hải nói thế? Ấy là ế thế nào được ạ? À? Em có quen ai em làm mai cho anh nhé Nếu thành công ấy Anh mời em đi ăn cỗ cưới Cũng đến khu du lịch của anh tham quan một chuyến Còn Vân nghe Hải nói như vậy Nó cảm thấy buồn lắm Sao anh lại nhờ em chuyện này chứ Em sẽ đau lòng lắm Hải lúc này ôm lấy bà vai của nó Giống như là có lỗi vậy Ây ấy, anh xin lỗi Anh không biết nói như vậy lại làm cho em buồn Nếu như em không muốn giúp anh Thì không sao cả anh ấy quen rồi uhm, Không phải là em không muốn giúp anh Mà là Là sao Thay vì nhờ em tìm người khác Sao anh không tự tìm hiểu em ạ à? Vậy là cá đã cắn câu Hắn ta vui lắm Nhưng không thể lộ ra bên ngoài được Vẫn cứ ngọt ngào Anh chỉ là bụi cỏ thôi Làm sao Dám với được mây trên trời Em là tiểu thư đài các Vô cùng đáng yêu xinh đẹp còn anh là một thằng già sắp già đến nơi rồi nói thật khi vừa nhìn thấy em trái tim của anh đập rộn ràng vì rung động đấy anh tự nói với bản thân mình là anh phải kìm nén lại anh sợ mình không xứng đáng với em kìa anh đừng nói như thế là tại vì anh lo sự nghiệp cho nên bây giờ mới lỡ tuổi một tí có làm sao đâu em không để ý anh ta nắm lấy tay của nó lại đưa tay của nó lên hôn một cái cảm ơn em vì nói những lời như vậy để cho anh không phải tự ti khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như em ở dưới gốc cây anh ta thề hứa đủ kiểu mới vừa gặp nhau ngày đầu tiên mà giống như có hẹn ước với nhau từ trăm năm về trước nó bị đám đuối không biết đường ra đến mức ở trong lòng của anh ta lúc nào nó cũng chả biết đến lúc anh ta hôn nó nó cũng chả hay cứ như vậy bị kéo vào bẫy dục vọng nó vẫn còn là con gái Vẫn đang mong chờ chàng hoàng tử của nó Nên chưa từng ăn nằm với ai Vậy mà bây giờ lại cùng hắn tạ dưới gốc cây Trong cái vườn bần thỉu kia Thế mà nó lại cảm thấy hạnh phúc Ngọt ngào Xong xuôi đầu đấy Vẫn là một kẻ sở khanh Vẫn nói những điều ngọt ngào Vẫn coi nó như là mây xanh trên trời Còn bản thân là bụi cỏ ven đường Nó sướng Nó cười híp hết cả mắt anh biết ngay em vẫn còn là một thân ngọc ngà vì điều này mà anh cảm thấy rất tôn trọng em nó ở trong lòng của anh ta mà nũng nịu bây giờ anh có được em rồi chúng ta có nên nói chuyện với bố mẹ em có được không nghe thấy con vần nói như vậy hắn ta hoảng sợ ấy ở chuyện này cứ từ từ chúng ta chỉ mới quen nhau nếu nói yêu nhau chắc chắn ông bà không tin rồi lại nói rằng anh quyến rũ em này nọ nó bị anh ta mê hoặc nên thành ra nghe cái gì cũng thấy đúng nó gật gù anh nói cũng đúng nhở thôi chúng ta cứ tìm hiểu nhau một thời gian nhé rồi sau này thông báo với mọi người cũng chưa muộn chuyện này em đừng nói cho ai nếu không thằng hoàng nó mắng anh chết đấy nó ngay lập tức đồng ý sao nó không đồng ý cho được khi mà ở đây rất nhiều người biết là nó thích Hoàng, anh trai của Hoàng mới đến có một hôm mà nó ngủ với người ta rồi, ai biết được chắc chắn nó sẽ mất mặt. Dạ, vậy cũng được. Em chịu thiệt thòi đủ đường rồi đấy. Sau này anh nhớ phải đối xử với em thật tốt, nghe chưa? Anh ta vút về nó, sau đó thì thầm vào tai của nó. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Em là cô tiên trong lòng của anh em là người con gái xinh đẹp dịu dàng nhất anh tất nhiên phải đối xử tốt với em rồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ai về phòng người đấy trước khi về con vân còn kéo anh ta rồi còn hôn vào môi của anh ta anh ta cũng tiện tay mà thò tay vào trong quần vuốt mông của nó cảnh tượng này phượng đã vô tình nhìn thấy cô thật là không ngờ thật không ngờ con vân lại ngu ngốc đến như vậy sáng hôm sau con vân vui vẻ đi xuống bếp lúc này nó nhìn thấy con phượng tâm trạng của nó đang rất tốt nên nó không động gì đến phượng cả này nấu cơm xong chưa em sắp xong rồi thưa cô nấu món gì đấy nhà có khách nên em nấu nhiều hơn thường ngày thêm vài món à ừ um, như thế là được rồi đấy phượng nhìn nó và lên tiếng hỏi tâm trạng của cô vân hôm nay có vẻ khá tốt tất nhiên là như vậy rồi cô có chuyện gì vui à ừ thì chuyện là rồi nó nhớ đến mấy lời của hải nói nó lại dừng lại có chuyện gì cũng chả liên quan gì đến mày mày cứ làm tốt công việc của mày đi đừng tưởng mày gặp được ông hưng là mày gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời chẳng qua là mày chưa gặp được thôi thế cô gặp được người nào còn tốt hơn cả cậu hưng rồi à đúng thế tốt tốt nhất trên đời này đã vậy lại còn vô cùng ngọt ngào nói đến đây nó không nhịn được cười mà cười thành tiếng con linh thấy như vậy thì tức lắm nó đoán ngay ra đó chính là hải chắc chắn mối quan hệ giữa con vân và hải đã có tiến triển gì đấy cho nên con vân mới vui vẻ như vậy nó uất ức nó lại nghĩ trăm phương nghìn kế để tiếp cận với hải phượng làm thay công việc của mộc nên đem nước vào trong phòng cho bà liên rửa mặt bà ấy nhìn thấy phượng thì nguyết dài một cái sáng ngày ra đã nhìn thấy cái mặt của mày đúng là hãm mà không biết thằng hưng con tao nó thích mày ở cái điểm gì phượng im lặng cô chẳng muốn đôi co với bà ấy nhưng bà ấy nào có buông tha cho cô vẫn cứ chỉ chiết cô tao không bao giờ chấp nhận mày là con dâu của tao cho dù mày có quyến rũ được thằng hưng ấy thì mày đừng mong rằng tao chấp nhận mày con xin lỗi bà vì con làm cho bà không vui không phải là chỉ không vui mà tao còn tức giận tao ức chế vì cái loại mày con xin lỗi bà <laughs> mày làm cái quái gì mà suốt ngày xin lỗi mày có tin tao đánh chết mày không bà có muốn đánh chết con cũng không được đâu ạ à. cái gì mày vừa nói cái gì bà ta nghiến hai hàm răng vào nhau kêu ken két lúc này bà ta vô cùng ức chế bà ta lao đến định bóp cổ của phượng nhưng cô cản lại không may bà ấy bị ngã xuống đất tiếp tục bù lu bù loa ôi trời đất ơi nó đánh tôi nó muốn giết tôi rồi có ai không phượng vô cùng bình tĩnh trả lời là do bà tự ngã chứ không phải là do con làm gì bà mày vừa nói cái gì có ai tự nhiên mà bị ngã không nếu như bà không muốn đánh con thì con sẽ không tự vệ vậy thì mày đừng yêu con của tao Mày đừng nghĩ đến chuyện Mày sống bên cạnh nó Vậy thì bà cũng đừng ra ngoài ngoại tình nữa Bà đừng phản bội ông nữa Nghe Phượng nói như vậy Bà ta chết lặng Bà ta hoàng hốt ngồi vội vàng dậy Bịt miệng của Phượng Mày, mày nói nhăng cuội cái gì thế hả Mày có cầm ngay cái mồm mày không Ai nghe thấy được thì làm sao Làm sao hả à? Phượng ú ớ một lát sau Bà ta mới bỏ tay ra Bà ta đe dọa Phượng Mày mà tiếp tục ngậm máu phun người như thế này, tao không để yên đâu. Tao sẽ giết chết mày. Bà không muốn con nói ra sự thật cho ai biết cũng được, nhưng bà dừng lại đi. Bà cứ tiếp tục thế này, trước sau gì cũng có người phát hiện thôi. Mày, mày câm mồm. Mày đừng có nói vu oan cho tao. Con đã tận mắt nhìn thấy bà ân ái cùng với ông ta. Chuyện này con chưa nói cho ai đâu. Bà ta nghe thấy Phượng nói là tận mắt nhìn thấy, nên mồ hôi lúc này tứa ra trời phượng cho cố bây giờ nhìn phượng ghim vào lòng nói cho người khác biết bà ta vội vàng nắm chặt lấy tay của phượng là do tao có lý do đặc biệt nên tao mới phải làm như thế mày mày đừng nói cho ai biết có được không bà làm như vậy là chính bà đang phản bội lại ông ai bảo ông ấy không động chạm gì vào tao chứ mày có hiểu con người có nhu cầu không làm sao mà mày biết được thấy bà ấy hơi lớn tiếng nên phượng lo lắng mở cửa ra xem có ai bên ngoài nghe thấy không không có ai phượng đóng cửa lại bà đừng có nói lớn tiếng như vậy người khác mà nghe được không hay đâu mày nói đi bây giờ mày muốn cái gì thì mày mày mới không nói cho người khác biết con không phải cái loại người như vậy con cũng không muốn đe dọa hay là uy hiếp gì bà thôi được rồi chỉ cần mày hứa mày không nói gì với thằng Hưng Hay nói với bất cứ ai Tao sẽ không phản đối chuyện mày với thằng Hưng Được chưa Nhưng mà mày Mày phải giữ lời Mày mà hé răng Tao sẽ sống chết với mày Nói xong xuôi bà ta đuổi Phượng ra ngoài Không cho cô nói thêm gì nữa Cũng như bà ấy bắt cô phải trao đổi Giữ kín chuyện bái đi ngoại tình Phượng chưa bao giờ có ý Muốn nói cho ai biết Chuyện này là chuyện riêng của bà ấy Ai cũng có những bí mật ai cũng có những nỗi khổ riêng. Nhưng mà lần này có thể coi như đó là một may mắn, dù sao bà ấy cũng chịu chấp nhận chuyện cô và Hưng. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, chắc là Hưng đã dậy từ lâu. Phượng đi đến thấy anh thay quần áo xong xuôi, hình như là anh định đi ra ngoài. "Cậu cậu muốn ra ngoài sao?" "Ừ, anh lên xã lấy giấy tờ." "Dạ vâng ạ. Em thay đồ đi, đi cùng với anh." Ừ, có cái gì Cần bê vác sao Nghe câu hỏi của Phượng Mà anh không thể nào không nhăn mặt được Sao em lại nghĩ như thế Em là bạn gái của anh Lý nào anh lại đưa em đi Để em vác đồ Em quên mất Tại em cứ tưởng Bây giờ em vẫn là con ở của cậu Em quen rồi Đúng là ngốc Người ta quen sung sướng Chứ hay lại quen khổ bao giờ Nhưng Có chuyện gì Cậu đi đến những nơi trang nghiêm như vậy Hay cậu đi một mình đi Em đi theo Nói thật là không được tiện cho lắm Nhìn cái bộ dáng rách dưới của mình Đi cùng với Hưng Chỉ khiến cho anh mất mặt Cô buồn lắm Thế nhưng Hưng lại coi như không có chuyện gì Em cứ thay đồ Rồi đi cùng với anh Em không phải suy nghĩ gì cả Nhưng mà Không có nhường nhị gì hết Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ cái gì em lại muốn trốn tránh mối quan hệ của chúng ta có đúng không phượng thở dài nhưng lại đi thay đồ sau đó bước đi cùng với anh cô đứng bên ngoài chờ hưng lấy giấy tờ xong thì cả hai cùng về có một cái là cô hơi thắc mắc không biết hưng đưa cô đi làm gì trong khi cô chả có việc gì phải làm hay là hưng đi một mình cảm thấy buồn nên mới đưa cô đi cùng chứ chắc là như vậy rồi xe dừng lại ở một chỗ bán quần áo hưng nói với cô Em xuống xe, đi cùng anh vào trong này nhá. Cứ tưởng là Hưng cần mua mấy bộ quần áo nên cô không có thắc mắc nhiều chỉ lặng lẽ đi theo anh vào trong. Lúc vào trong, Hưng nói với cô Em thích bộ nào? Em lấy đi. Ờ, à, dạ thôi, em không cần đâu. Em có nhiều quần áo lắm. Có nhiều rồi nhưng anh muốn mua tặng cho người yêu. Chẳng nhẽ, lại không được. Ừ, được. Thôi được rồi nhưng mà em chỉ mua một bộ thôi hưng lúc này nói với người bán hàng cô lấy cho tôi mười bộ khác nhau đưa cho cô ấy thử nhé phượng vô cùng hốt hoảng cậu sao nhiều thế em không mặc hết đâu ạ à? có nhiều dịp cần phải mặc với lại bây giờ em không còn là người ở của anh nữa anh không muốn em bị người ta chỉ trò em không cần thật mà chỉ một bộ thôi cậu cũng biết quần áo rất là đắt đỏ nên Cái đấy anh không quan tâm Cho dù phải bán cả gia sản Thì anh phải lo cho em Em đừng có quan tâm Câu nói này của Hưng khiến cho cô gái bán hàng Nhìn Phượng chăm chú Kiểu ngưỡng mộ vô cùng Còn Phượng thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt Cái gì mà đến mức bán hết cả gia sản chứ Đến cái nước ấy Cô chỉ có thể bỏ Hưng mà đi thôi Chứ làm sao mà nỡ lòng nào Nhưng cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc vẫn phải mặc thử cả bộ quần áo Lúc mang về cả hai túi đầy Quãng đường trở về nhà thấy Phượng không nói gì Hưng nắm lấy tay của cô Ít nhất làm người yêu của anh Em đừng lo lắng Bây giờ anh muốn lo lắng cho em Lo cho em tất cả mọi thứ Nếu như em không đồng ý Anh cảm thấy bản thân của mình rất vô dụng Nhưng Em chả làm được gì cho cậu Toàn mang lại rắc rối cho cậu sao em lại không làm được gì cho anh chứ em chăm sóc cho anh này nói chuyện với anh khiến cho anh cảm thấy vui vẻ yêu đời khiến cho anh hạnh phúc những thứ mà đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được như vậy là em làm cho anh quá nhiều anh lúc nào cũng biết cách động viên và an ủi cô khiến cho cô có cảm giác mình cũng là một người có giá trị ở bên cạnh anh cô không có cảm giác mình nhỏ bé hay bị khinh thường một người đàn ông tốt như vậy cô thật là may mắn trở về nhà hưng đi lo công việc với hai anh em hoàng phượng mang quần áo xuống dưới bếp con linh nhìn thấy đống quần áo mới thì sáng hết cả mắt chị phượng ơi ở đâu mà chị có nhiều quần áo đẹp thế ạ à? thế rồi nó tự nhiên ướm lên người của nó chị nhìn này em mà mặc cái này cũng vừa lắm nó đúng kiểu mặt dày trơ trẽn cứ nghĩ như trước đây cái gì tốt nhất của phượng cô cũng nhường cho nó phượng lấy cái áo từ tay của nó sau đó bỏ vào túi của mình em mặc vừa hay không ấy nó không phải là đồ của em chị có nhiều quần áo như vậy chị chia cho em một bộ thì có làm sao chứ cho dù chị có nhiều chị cũng không cho em tại sao chị ích kỷ như vậy thế thì làm sao nào dù sao em cũng là em của chị cơ mà không phải em không phải là em của chị nữa rồi từ cái giây phút mà chị biết em hại chị Thì chị đã coi em là người dưng rồi Chị... Chị đừng có quá đáng như thế Sau này không biết ai hơn ai đâu Nếu như em hơn chị Thì em cứ như vậy mà hưởng thôi Chị không ghen tỉ Nếu em không bằng chị Thì cũng cố mà chịu Bởi vì chị sẽ không bao giờ Chia cho em bất cứ thứ gì Còn Linh tức lắm Cả buổi hôm ấy tâm trạng của nó xuống cấp một cách trầm trọng Buổi tối nó không ngủ được nó đi lang thang ngoài vườn nó nhìn thấy Hải cũng đang ở gần vậy là nó mở hai nút cúc áo ra rồi cũng giả bộ lao vào người của Hải đang không biết phải tìm cách nào để dụ nó vào chồng thì tự dưng nó lại đến Hải cảm thấy khá vui vẻ nhưng anh ta không để lộ gì ra bên ngoài anh ta làm bộ lo lắng hỏi Han nó ấy chết em có làm sao không dạ em không sao đâu ạ à. Lúc này hai cối xuống Nhìn thấp thoáng bầu ngực của nó Cảm giác khao khát dục vọng lúc này Mạnh mẽ hơn bao giờ hết Anh ta liền kéo nó vào lòng Hồn ngấu nghiến nó Còn nó cũng nhiệt tình Đáp trả nụ hôn kia Nó đầu có biết anh ta làm chuyện này Cả với con Vân rồi Cũng đâu biết rằng đời con gái của nó Đã trao cho một kẻ sở khanh Lừa không biết bao nhiêu cô gái Hai tháng sau vào thời điểm này khu du lịch của hưng đang trong giai đoạn xây dựng cả hoàng và hải đều vẫn còn ở lại không biết bằng cách gì mà cả con linh và con vân đều giữ bí mật chuyện có quan hệ với hải không ai biết cả ngoại trừ phượng hôm ấy tự nhiên con linh nói với phượng em sắp lấy chồng giàu rồi đấy còn giàu hơn cả anh hưng chị đừng có mà khinh thường em vậy sao sao thế nghe tin em lấy chồng mà chị không vui vẻ gì hay là chị đang ghen tị với em chị ghen với em làm gì chứ cuộc sống của chị đang rất tốt nhưng ít nhất chị phải hưởng ứng chị tỏ ra vui mừng chứ đằng này em đang có tình cảm với ai à người đó thế nào có tốt không chuyện này em không nói được nhưng mà người ta giàu có lại rất chiều chuộng em sau đó nó giơ ra một chiếc vòng đấy anh ấy mua tặng em đấy xem người ta có tốt không đã đừng có vội mà va vào này chị ăn nói kiểu gì thế nghe không đọt tai một chút nào chẳng qua do chị nhiều chuyện đôi khi nhìn vậy nhưng lại không phải vậy đâu hm. em không muốn nói chuyện với chị đúng là mất hứng người giàu có không phải ai cũng tốt đâu em ạ à. tại sao hôm nay chị nhiều chuyện thế bình thường chẳng phải vẫn nói với em em không phải là em của chị à đúng là do chị nhiều chuyện Tùy em vậy Anh ấy tốt cực Chị không cần phải lo gì cho em đâu Sau này em sẽ sống sung sướng Phượng nghe nó nói như vậy Mà chỉ biết thở dài Cho dù có nói sự thật cho nó nghe Chắc gì nó đã tin cô Có khi nó lại còn bảo cô là ghen ăn tức ở với nó Cho nên mới tìm cách để phá nó Còn cả cái con Vân kia Mê đắm đến mức không dứt ra được Bình thường thì lười chảy thấy Ấy vậy mà từ ngày gặp Hải nó lại chăm mang nước ra công trường một ngày phải tìm chăm lý do để có thể đến gần hắn ta vài ngày sau đó con linh thấy khó chịu trong người nó không muốn ăn uống gì cảm giác cứ nhộn nhạo khó ở thế rồi nó lén lút đi khám lúc bác sĩ nói nó có thai rồi nó hoàng hồn lo lắng đến mức phát khóc lên suốt quãng đường đi về nó vừa đi nó vừa sợ con gái chưa chồng mà chừa thì mang nhục mấy đời không hết bây giờ không biết phải làm sao nghĩ đi nghĩ lại nó chỉ còn cách là nói ra với hải thôi hải đối xử với nó tốt như vậy chắc chắn không có chuyện anh ta không nhận con chắc chắn anh ta sẽ cưới nó với lại bây giờ có con rồi càng có thứ để ràng buộc nghĩ như vậy nó liền chờ cơ hội để được gặp hải đúng lúc anh ta cũng muốn gặp nó ở góc vườn anh ta lao vào nó như đói khát vô cùng nâng niu nó vô cùng mạnh bạo xong xuôi đầu đấy anh ta mặc lại quần áo cũng được quần áo cho nó mặc anh ta thơm nó một cái rồi định đi nhưng mà nó giữ tay của anh ta lại anh ta mỉm cười và nói sao thế em vẫn còn muốn thêm mà dạ không phải nhưng em có chuyện này muốn nói với anh có chuyện gì hay là em hết tiền tiêu anh cho em tiền nhé Dạ không phải Thế có chuyện gì Em nói đi Anh bận lắm Em Em có thai rồi Nó cứ tưởng rằng Hải sẽ vui mừng Sẽ ôm nó vào trong lòng Anh sẽ bế nó lên sung sướng Nhưng không Anh ta cười lớn Em đang đùa anh đi à Em vừa nói cái gì cơ Có thai á Rồi một cái Mặt anh ta xa sầm Em đừng có đùa vớ vẩn như vậy anh không có thời gian để trêu đùa với em Còn Linh lúc này rơm rớm nước mắt Không phải đâu Em không đùa Đây là sự thật Hôm nay em đi khám rồi Em thật sự đã có thai rồi Con của ai Nghe câu hỏi của Hải Mà nó muốn ngã ngửa Sao... sao, sao anh hỏi như thế Đứa trẻ này tất nhiên là con của anh Thế bây giờ em tính thế nào Em không biết Em là con gái bây giờ người ta biết em không chồng mà có chửa em xấu hổ lắm hơn nữa đời con gái của em em cũng trao cho anh rồi ý của em bây giờ là em muốn anh cưới em sao như vậy không phải là chuyện đương nhiên à em mang thai con của anh mà dừng lại dừng lại anh ta lúc này đưa tay lên vò đầu bứt tóc cuối cùng anh ta nói với nó thôi được rồi chuyện này để anh suy nghĩ Chuyện cưới xin cả đời Không phải quyết định nhanh đâu Nhưng mà Bây giờ em đang muốn tạo áp lực cho anh à Em cũng biết là công trình xây dựng rất vất vả Hàng ngày anh nắng mưa Đi theo để quản lý Anh đủ áp lực lắm rồi Cứ tưởng là bên cạnh em Anh sẽ có được sự thoải mái Bây giờ em như thế này Em muốn anh phải sống thế nào Nó nghe anh ta nói như vậy Nó cảm thấy có lỗi lắm Thế là nó lại vội vàng xin lỗi Thấy nó ngủ ngốc như vậy anh ta liền bố thí cho nó vài câu. Anh là một thằng đàn ông tử tế, chứ không phải là ba cái loại sở khanh vớ vẩn. Vì vậy em cứ yên tâm mà chờ đợi, trước sau gì anh cũng cho em một cái kết xứng đáng, nhá. Nghe Hải nói như vậy, nó cũng yên tâm phần nào, nhưng nó vẫn dặn dò thêm. Nhưng mà, anh suy nghĩ nhanh một chút, cái thai trong bụng của em càng lúc càng lớn lên, em sợ sẽ bị lộ thôi được rồi anh đi đây chuyện này em nhớ phải kín miệng đấy đừng nói cho ai biết nếu không là rắc rối em biết rồi em hứa em không nói cho ai nghe đâu về phòng rồi mà hải lúc này cảm thấy lo lắng không yên bây giờ con linh có chửa lại là con của anh nếu như để người khác biết được chắc chắn anh ta phải chịu trách nhiệm mà cái tính của hải trăng hoa quen rồi bảo chịu trách nhiệm với một người làm sao mà được chứ Trong khi Linh chỉ là một đứa con ở Không có thân phận gì Càng nghĩ anh ta lại càng cảm thấy bực bội Rõ ràng nó cố tình để cho chừa Rồi ăn vạ anh Chưa lý nào Lại chừa nhanh như thế được Ngủ với con Vân nhiều hơn tần suất Cũng lâu hơn Mà tại sao nó không có chừa Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ghét con Linh Anh ta cố gắng suy nghĩ tìm cách Để giải quyết hết mọi thứ Vừa không phải chịu trách nhiệm với con Linh Lại vừa chơi đùa được với cả con Vân. Phượng mang một chậu hoa đặt vào bên trong phòng của Hưng, hương thơm nhẹ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Dạo gần đây Hưng chịu nhiều áp lực. Phượng biết điều đó nên cố gắng khiến cho anh vui. Một cái ôm bất ngờ từ phía sau, Phượng nắm lấy bàn tay rồi khét tựa đầu lên vai của Hưng. Anh về rồi à? Người anh đang bẩn lắm, nhưng mà anh nhớ em. Em cũng nhớ anh lắm. Phượng quay lại, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của anh là một ánh mắt của kẻ si tình rất ngọt ngào và chân thành cô đưa tay lau vết bẩn trên má của anh cô cũng xót xả lắm anh có mệt không dạo này trông anh hốc hác hơn nhiều anh không sao đâu công trình cũng còn khá lâu nữa mới hoàn thành còn phải vất vả thêm một thời gian nhưng mà được làm thứ mình muốn cảm thấy rất hương phấn cũng giống như được ở bên cạnh người anh yêu ấy luôn khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc anh kéo phượng gần lại mình một chút và hôn lên chán của cô anh xin lỗi khoảng thời gian này quá bận rộn anh không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh em lại khiến cho em phải lo lắng cho anh nữa em không sao đâu em mới là người phải xin lỗi anh em chả giúp gì được cho anh cả chỉ cần em nghĩ rằng em luôn luôn bên cạnh anh mọi mệt mỏi của anh đều tan biến hết thế nên đừng nói là không giúp được gì cho anh. Như thế là không công bằng. Em chịu ở nhà làm mấy việc linh tinh, đúng là không giúp được gì cho anh thật. Hay là từ mai em ra công trường với anh nhé. Mỗi lần anh quay lại nhìn thấy em cười, thế là anh hết mệt ngay. Thôi đi, lại trêu chọc em rồi. Có muốn đi, anh cũng trả cho đi đâu, ở ngoài đấy vừa nắng vừa gió, làm sao em chịu được? Chắc là Hưng quên Phượng đã từng phải sống một cuộc sống khổ như thế nào. Cô không sợ mưa, cũng chả sợ nắng. Hoặc cũng có thể là do anh yêu thương cô, nên luôn muốn bao bọc cô trong lòng của mình. Sao cũng được, bởi vì cô biết rằng tất cả mọi thứ mà Hưng làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho cô. Cô chủ động hôn lên môi của Hưng. Cái hồn ấy khơi dậy khát vọng trong người của Hưng, nhưng anh sợ làm cô tổn thương, nên anh không dám làm gì cả chỉ có thể đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt khoảnh khắc này bị phá ngang khi có tiếng gõ cửa bên ngoài phượng ngại ngùng quay đi hưng ra bên ngoài mở cửa nhìn thấy bảo anh bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại bảo tìm anh có chuyện gì thế bây giờ cũng muộn rồi sao em còn chưa ngủ bảo tìm anh hưng có chuyện muốn nói có chuyện gì bảo nói anh nghe xem nào anh hưng anh thích chị Phượng à? Hưng lúc này chả suy nghĩ gì Gật đầu luôn Ừ, anh thích cô ấy Vậy anh phải đối tốt với chị đẹp đấy Anh sẽ đối tốt với cô ấy Em đừng lo Bảo lấy trong người ra một cái túi vải Sau đó đưa cho Hưng Đây là tiền Mà mẹ cho em Nhưng em không tiêu đến Em cho anh Hưng đấy Sao tự nhiên lại đưa tiền cho anh con Linh nói rằng chỉ cần có tiền sẽ mua được chị đẹp, vậy nên Bảo mới để dành tiền. Nhưng bây giờ anh thích chị đẹp rồi, Bảo không cần tiền nữa. Hưng nhìn Bảo vô cùng ngạc nhiên, thằng bé dạo gần đây đã suy nghĩ được rất nhiều chuyện, tuy vẫn còn hơi ngốc nghếch, nhưng ai biết đâu được một ngày nào đó thằng bé sẽ hiểu chuyện hơn, đúng là một chuyện đáng mừng. Nhưng mà con Linh, tại sao nó lại nói nhiều thứ như vậy với Bảo? Chắc chắn là có mục đích của nó. Anh không thể nào ưa gì nó được Hưng vẫn nhận lấy số tiền ấy cho Bảo vui Sau này dù có chuyện gì xảy ra Thì Bảo luôn là em trai của anh Vẫn là người mà anh vô cùng yêu quý Mấy ngày sau đó con Linh tìm cách để gặp Hải Anh ta càng trốn tránh Nó càng muốn đến gần Thậm chí nó còn đến tận công trường để tìm Anh ta bắt đầu sợ hãi Sợ nó đi vào đường cùng Mà nói cho tất cả mọi người nghe Thế rồi anh ta đánh liều Anh ta viết một lá thư Đề vào trong phòng của con Vân Lá thư chỉ vọn vẹn có vài chữ Nhưng lại khiến cho con Vân vừa mừng Vừa vui Chạy vội vàng đi Anh xin lỗi Tất cả là do anh ngu muội Do anh không đề phòng Bây giờ anh trở thành kẻ có lỗi với em như thế này Anh cảm thấy anh không nên sống nữa Anh đành phải buông mình Xuống dòng sông sau vườn Mong em sống hạnh phúc Nó chạy vội ra bờ sông phía sau Nhìn thấy anh ta đứng ở mép sông, nó hoảng sợ gọi lớn. "Anh Hải, anh làm gì thế? Anh đừng có suy nghĩ dại dột, cho dù có chuyện gì xảy ra, em không bao giờ trách anh. Anh mau bước chân vào trong này đi." Chờ mỏi cả chân mới thấy nó tới, chuyện cấp bách như vậy mà tại sao lại chậm chạp như thế? Đúng là không thể nào chấp nhận được. Nếu không phải muốn đưa nó vào kế hoạch của mình, anh ta chắc chắn đã quay lại mắng cho nó một trận rồi. Thế nhưng Hải làm ra bộ Giống như tuyệt vọng lắm Đưa tay lên lau nước mắt Trong khi chả có giọt nước mắt nào Vân à Anh xin lỗi Em đừng qua đây Em mà qua đây Anh chết ngay cho em vừa lòng Còn Vân khóc lóc Mỗi cái khác anh ta Là nước mắt của nó Là nước mắt thật Nó lo lắng hỏi han Nhưng có chuyện gì anh phải nói với em chứ Anh đừng suy nghĩ dại dột Em sợ lắm anh có lỗi với em anh không thể nào sống tiếp được mất em rồi anh giống như một kẻ không có hướng đi anh cảm thấy bơ vơ lắm nhưng mà có chuyện gì có chuyện gì mới được chứ có chuyện gì em cũng tha thứ cho anh em không giận anh đâu em nói thật không có thật là cho dù anh có làm gì em cũng tha thứ cho anh không thật em không nói dối đâu anh mau lại đây đi nhưng em hứa đi em hứa là cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng tin tưởng anh thả thứ cho anh chỉ có như vậy anh mới dám bước lại gần em em nói thật em hứa cho dù có chuyện gì thì em cũng tha thứ cho anh thôi được anh yên tâm rồi thế rồi hải bước lại gần nó nó vội vàng ôm lấy anh ta và nức nở chết tiệt anh làm cho em lo lắng nếu anh có chuyện gì xảy ra làm sao mà em sống được lúc này hải giả vờ khóc lóc anh cũng không thể nào sống nổi nếu như không có em bây giờ xảy ra chuyện này rồi anh không biết phải làm sao anh hết cách rồi có chuyện gì anh nói em nghe xem nào em phải biết thì mới tìm cách mà giải quyết chứ chuyện là nhưng mà em phải hứa với anh là em phải tha thứ cho anh thì anh mới dám nói Em nói rồi, em sẽ tha thứ cho anh. Nào, anh nói đi. Em sẽ không làm gì khiến cho anh tổn thương đâu. Thôi được. Bây giờ em nghe rõ lời anh nói nhá. Linh có thai rồi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Ai có thai? Con Linh tại sao lại có thai? Em đã nói là tha thứ cho anh rồi. Thế mà em lại nói to thế. Không phải, nhưng mà chuyện này là thế nào? anh đừng nói với em tác giả của cái thai trong bụng linh là của anh anh không biết anh thề là anh không hề phản bội em em có nhớ cái hôm ở công trường về không cái hôm mà đãi cơm thở ấy lúc ấy anh hơi quá chén thế rồi thế rồi anh ngủ với nó có đúng không anh nói đi anh xin lỗi là do nó dụ dỗ anh lúc đấy anh không kiểm soát được nhưng anh thề với em là chỉ có một lần duy nhất anh không hề qua lại với nó em cũng biết chuyện này mà đúng không anh suốt ngày ở công trường có hôm còn không về về một cái anh đến tìm em luôn em biết mà thế bây giờ nó nói rằng nó có thai với anh à ừ nhưng mà anh không biết cái thai đấy có phải là của anh không nhưng nó đến tìm anh rồi nó bắt anh cưới nó anh cảm thấy có lỗi với em vội lại nếu phải cưới một người mà anh không yêu thả anh chết cho rồi. Anh phải tìm đến em. Nhưng mà anh tưởng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh quyết định anh tự tử. Vân à, em là vì sao sáng cuộc đời anh, em là cô tiên trong lòng của anh. Không có em, anh không thể nào sống được. Nếu em không tha thứ cho anh, anh nguyện buông mình xuống dòng sông này. Anh không để cho em phải ngứa mắt vì anh đâu, anh sẽ ra đi, anh sẽ đi nó vội vàng nắm lấy tay của Hải Anh đừng có ngốc nghếch như thế Chuyện này không phải là lỗi của anh mà Mắt của nó hẳn lên những tia đỏ rực Tay của nó nắm chặt Cái còn khốn nạn đó Em đối xử với nó tốt như vậy Mà nó còn dám quyến rũ anh Nó hay quyến rũ người này không được Lại chuyển sang người khác Bây giờ lại còn mang cái thai không biết ai là tác giả Để đe dọa anh Còn khốn này Em nhất định không để cho nó sống yên ổn đâu nhưng mà em định làm thế nào nếu em đánh đập nó nhỡ nó khai ra anh thì chết sau này cả bố mẹ em và hưng đều không đồng ý chuyện của chúng ta anh đừng có lo em không ngu ngốc đến mức mang chuyện này nói cho mọi người đâu nó phụ lòng tốt của em trong suốt cả thời gian qua em không bao giờ tha thứ cho nó hải nắm lấy tay của nó ánh mắt ướt át sống như một người vô cùng tội lỗi vậy còn anh thì sao em có tha thứ cho anh không anh biết anh sai rồi anh đau lòng lắm anh đừng ngốc nghếch như vậy anh không làm gì sai cả chẳng qua lúc đấy anh không kiểm soát được hành động của mình thôi còn này chắc chắn nó lên kế hoạch từ trước rồi đợi lúc anh say xỉn nó hành động ngay em lạ gì cái tính của nó đúng là trời không phụ lòng người bày ra một vở kịch ai ngờ con vân lại tin răm rắp Bây giờ thì chỉ cần ngồi yên Chờ hai đứa nó tự đánh nhau mà thôi Bờ sông vắng lặng không có một bóng người Nhìn con Vân mướt mắt thế này Anh ta lại không chịu được Thế là anh ta kéo nó vào lòng Hồn nó ngấu nghiến Nó cũng đáp lại rất nhiệt tình Chủ động hôn anh ta Cảm giác cay cú càng khiến cho nó muốn đánh dấu chủ quyền Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Hải Anh là của em Chỉ có một mình em mà thôi Đứa nào muốn cướp anh đi, em cắt cổ đứa đấy." Hải nghe xong mà toát mồ hôi hột, cảm giác hứng thú khi nãy như muốn trôi đi đâu mất. Ấy nhưng mà bây giờ dừng lại chắc chắn còn Vân sẽ nghi ngờ. Vậy là anh ta cứ tiến tới, đẩy nó xuống dưới bờ sông, rồi như những con sóng dữ ra vào trong người của nó, điên cuồng, hoan lạc. Xong xuôi đầu đấy anh ta đưa nó về, đợi cho nó vào trước rồi anh ta vào sau để tránh nghi ngờ. Còn Vân nó nằm cả đêm Chằn chọc không sao ngủ được Nó tức còn linh lắm Bây giờ chỉ muốn ngay lập tức Xuống dưới bếp mà giết chết nó thôi Nhưng mà nó cố gắng nhẫn nhịn Bây giờ mà tìm Có khi lại bị người khác nghe được Nhất là con Phượng Nó không muốn Phượng biết chuyện này Nó sợ Phượng sẽ nói cho người khác biết Như vậy nó sẽ không thể nào Đến với Hải được nữa Cả đêm hôm ấy nó không thể nào ngủ được Nó chờ cho đến mờ sáng rồi chạy đi tìm con linh con linh vừa ló mặt ra ngoài thì bị con vân cầm tóc và lôi đi con linh đau lắm cứ kêu mãi nhưng nó không dừng lại đến khi nó kéo con linh ra tận cuối vườn nó đẩy con linh ngã xuống đất con linh đang mang thai bị đẩy một cái thì đau điếng cảm giác âm ỉ trong bụng nó hét lên cô vân cô làm cái gì thế hả tại sao cô đẩy em tao đẩy mày thì sao hay là mày có cái gì trong người Mày không ngã được Bởi vì sợ ảnh hưởng đến nó Còn Linh tái mặt Nhưng vẫn cố gắng đáp lại Cô... Cô nói cái gì thế hả? Em nghe không hiểu Mày không phải giả vờ Bố mày biết hết rồi Sòng cái thứ con ăn kẻ ở Mà muốn trèo cao Bố mày quý hóa mày như vậy Mà mày dám phản bội tao à? Mày dám đâm sau lưng bố mày một nhát Cái loại lằng loàn Cái loại khốn nạn như mày Cô... cô... Cô cô cái gì? Từ giờ không có cô gì, tao sẽ coi mày như kẻ thù của tao. Nghe con Vân nói như vậy, con Linh liền thay đổi thái độ. Đúng là sau này em với cô sẽ không còn quan hệ gì nữa. Mày nói như vậy là ý gì? Cô cũng biết em có thai rồi, có phải không? Có thai với anh Hải. Cho dù mày có thai, thì nó cũng là thứ nghiệt trùng, thứ con hoang. Không bao giờ có chuyện đấy anh ấy nhất định sẽ cưới em nhất định sẽ cho em một thân phận đàng hoàng <laughs> mày đang nằm mơ đấy à em không biết vì sao mà cô biết chuyện này nhưng em khuyên cô đừng nói cho ai biết nếu không anh ấy không để yên cho cô đâu thế mày nghĩ rằng anh ấy sẽ cưới mày sao anh ấy yêu tao làm gì có chuyện cưới mày chứ vậy thì sao em đang mang thai con của anh ấy cô có hiểu không một giọt máu đào hơn ao nước lã chẳng nhẽ đứa con này không bằng cái tình yêu vớ vẩn giữa cô và anh ấy à em nói cho cô biết cô nên từ bỏ đi còn chuyện hôm nay cô đẩy em ngã tạm thời em không nói gì nhưng mà nếu chuyện này còn lặp lại thêm một lần nào nữa em nhất định sẽ nói cho anh ấy biết lúc đấy hậu quả như thế nào cô tự đi mà gánh con linh nói xong bỏ đi còn con vân thì ôm một cục tức trong lòng đúng là bây giờ con linh đang mang thai thật nếu như lộ ra ngoài Chắc chắn Hải phải cưới nó Còn vẫn nghĩ đi nghĩ lại Bây giờ chỉ còn cách Cho con Linh biến mất mãi mãi Như vậy Sẽ không còn ai tranh giành Hải với nó Nhưng mà phải làm thế nào đây Phải làm thế nào Để cho nó biến mất đây Đến buổi chiều hôm ấy Nó mạo danh Hải gửi cho Linh một tờ giấy Con Linh nhìn từ giấy thì vui lắm Nó cứ tưởng rằng Hải suy nghĩ xong rồi Và muốn cầu hôn nó nó lấy trộm của Phượng một bộ quần áo Trang điểm thật đẹp Đi ra phía bờ sông Nơi mà nó nghĩ rằng Hải sẽ nói những điều ngọt ngào nhất Nó cứ đứng ở đây mãi Nhưng mà không thấy Hải tới Nó cảm thấy lo lắng Rồi đến khi nó giật mình Bởi giọng nói phía sau Mày đang đợi anh ấy đến có đúng không? Thế mày nghĩ rằng Anh ấy sẽ đến đây Còn Linh tức giận quay lại Sao lại là cô chứ? tao hẹn mày không phải là tao thì là ai nhưng rõ ràng là anh hải cơ mà tờ giấy đấy là do tao viết địa điểm cũng là do tao chọn ý của cô muốn nói cô chính là người mạo danh anh ấy để hẹn em ra đây đúng thì sao mà không đúng thì sao có chuyện gì cô nói đi tất cả mọi thứ em đều nói với cô hết rồi cô còn hẹn em ra đây làm gì tao cảm thấy nói như vậy là chưa rõ Tao chưa hài lòng Cô còn muốn gì Em đang mang thai Cô đối xử với một người đang mang thai như vậy Cô không cảm thấy có tội lỗi à Tội lỗi à <laughs> Tội lỗi cái gì cái đứa chửa hoang Cái tội chưa chồng mà chửa Đáng bị gọt đầu bôi vôi Cho vào lồng để trôi sông Mày có biết không Cô đừng nói mấy cái lời độc địa như vậy Em nói cho cô biết Con Linh còn chưa kịp nói hết câu Thì con Vân lúc này lao vào đánh nó, đến nước này thì nó không thể nào không phản kháng, nó túm lấy tóc con Vân, hai đứa đánh nhau lôi kéo qua lại thì đến sát mép bờ sông. Con linh nó đang điên lắm, biết nó có thai và cứ nhằm vào bụng con linh mà đánh, chắc chắn là muốn làm hư đứa con này. Cơn điên của nó nổi lên, nó cầm tóc của con Vân, kéo một mạch ra sông rồi đẩy mạnh con Vân xuống nước. Nước sông lúc này đang chảy mạnh Còn Vân cứ như vậy bị cuốn đi Chơi với cầu cứu Thế nhưng con Linh không một chút thương xót Cứ như vậy đứng trên bờ và nhìn xuống Nó còn cười khẩy Lầm bầm Đi 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 luôn đi Chết luôn thì càng tốt Bình thường phải đến nửa đêm Hưng mới trở về nhà Nhưng hôm nay anh cố ý về sớm hơn một chút Để tạo cho Phượng bất ngờ Bởi vì nếu về sớm anh mới nhìn thấy Phượng đang đứng ở cổng ngóng trông anh. Anh bước đến gần, Phượng nhìn thấy anh thì đỏ mặt. "Cậu về rồi à, cậu có mệt không?" "Sao em đứng đây? Em thấy nóng quá, ra đây đi dạo cho mát đi mà." "Có thật không? Chứ không phải là đang đứng đợi anh về à?" "Em đâu có đâu." Hưng kéo Phượng đến gần mình một chút, vuốt tóc của cô. Anh vui lắm, bởi vì có một người Luôn chờ đợi anh Cậu có mệt không ạ Anh không mệt Anh không mệt chút nào Tại em thấy cậu về sớm nên lo Em cứ sợ cậu mệt ý Em lúc nào cũng lo lắng cho người khác Lo lắng cho bản thân mình một chút xem nào Em ở nhà suốt ngày Có làm cái gì đâu Hay là từ ngày mai Cậu cho em làm việc nhà Nhá, có được không Không được Nhưng mà ngày mai anh lấy mấy đồ về cho em thêu thùa với lại may vá cho đỡ buồn nhé em là người anh yêu sau này cũng là vợ của anh anh không muốn em làm những công việc vất vả không muốn em bị bất cứ ai sai khiến nếu như không thể làm cho em hạnh phúc làm sao xứng đáng một người đàn ông thực sự yêu em chứ hưng không đồng ý nên phượng không xin nữa ở nhà thêu thùa may vá cũng được cô sẽ may quần áo cho anh may cho mọi người trong nhà như vậy vừa không cảm thấy buồn chán lại không làm trái ý của anh rồi tự dưng trong lòng trào lên một thứ cảm xúc rất lạ cô tự mình vòng tay ôm lấy anh ở trong lòng anh thầm thì với anh em nhớ cậu lắm cô chẳng mấy khi thổ lộ bây giờ ở trong lòng anh nói ra câu này thật sự khiến cho anh vừa ngạc nhiên lại vừa vô cùng hạnh phúc anh cũng nhớ em lắm sau đó phượng theo hưng về phòng Xem anh có cần gì không thì lấy cho anh, dù anh có thể tự làm. Nhưng mà cô vẫn đòi lấy khăn cho anh rửa mặt, lấy quần áo để anh thay. Cô ở nhà cả ngày không làm gì, còn anh thì khác, anh ở ngoài công trường nắng mưa vất vả, cô làm được cái gì? Sẽ cố gắng làm cho anh đỡ mệt. Tắm xong anh với cô ngồi nói chuyện, anh kể cho cô nghe những chuyện ở công trường, cô lại nói với anh những chuyện xảy ra ở nhà. Cứ như vậy, chẳng để ý thời gian, đến tận khi trời muộn anh sợ cô mệt nên nói với cô em về ngủ đi thức khuya ngày mai em sẽ mệt đấy ừ, nhưng mà anh không sao hết bây giờ anh không còn mệt đừng lo lắng cho anh cậu em ngủ ở đây có được không nghe xong anh giật mình cô thì vội vàng giải thích em chỉ ngủ thôi em không làm gì làm phiền cậu hết em không chạm vào người của cậu thế sao tự nhiên lại muốn ngủ ở đây không sợ nửa đêm anh ăn thịt à em thấy nhớ cậu lắm cậu đi vắng cả ngày em cứ đi ra đi vào cảm giác thời gian ở bên cậu vẫn không đủ cậu cho em ngủ ở đây một tối thôi em không làm phiền cậu nghỉ ngơi em nói thật đấy sáng hôm sau bà liên tìm con vân bởi vì có chuyện muốn nói đến phòng nó từ rất sớm thấy nó không có trong phòng Bái ra sân đi tìm Tìm khắp xung quanh nhà Nhưng lại không thấy nó đâu Bái vào trong bếp Xem có hay không Nhưng đứa nào cũng nói là không thấy Lúc này bà nhìn thấy con Linh Bà liền nói ngay Thì cô có nói là đi đâu không Dạ cô ở đâu Tại sao bà lại hỏi con ạ à? Cái con điên này Mày là con ở trong cái nhà này Tao không hỏi mày tao hỏi ai Nhưng mà cô có chân cô đi đâu làm sao con biết được mày lại cãi à con xin lỗi chị em nhà mày bây giờ sướng rồi đúng là con có gì sung sướng chứ chị phượng bây giờ mới sướng chứ còn con con làm quần quật cả ngày thế cái lúc nó làm hết việc cho mày sao mày không kêu ai bảo mày không được lòng thằng hưng làm gì thế bây giờ bà đồng ý để chị phượng làm con dâu của bà rồi à thì làm sao chị ấy cũng giống như con chỉ là con ở của nhà này lại cứ nghĩ rằng tiêu chuẩn của nhà bà phải là tiểu thư quyền cao chức trọng chứ. Ừ thì tiểu thư cũng tốt, nhưng mà tao thích cái nhân phẩm, con người hơn. Bà làm sao biết được nhân phẩm của chị ấy? Ai mà biết được? Nhân phẩm của chị ấy như thế nào? Nó tốt hay nó xấu ấy, tự lòng tao biết. Mày lo làm việc đi. Sáng ngày ra ngủ chết trương lên, có thấy dậy sớm bao giờ đâu. Nhưng mà con làm hết công việc của chị Mộc chia ra là được chứ gì Mày cứ liệu cái thần hồn Mẹ nhà nó, danh con Không biết cái con Vân kìa Nó đi đâu rồi Đến cái lúc tìm thì không thấy Thế bà tìm cô Để làm gì Chuyện riêng của nhà tao mày hỏi làm gì Mày lo làm việc đi Tao tìm người khác để tao hỏi đây Bà Liên đi rồi Con Linh buông tiếng thở dài Cái lúc nó hại con Vân Nó không suy nghĩ được gì Bây giờ nó lo lắng lắm Nhỡ như con Vân mà chết thật thì sao Ai biết thì sao đây Nhưng mà cái lúc nó với con Vân đứng ở ngoài bờ sông Không có ai biết cả Với lại tất cả cũng tại con Vân Tự nhiên gọi nó ra sông làm gì Tự nhiên muốn dồn nó vào đường cùng làm gì chứ Rồi nó tự chấn an bản thân Là sẽ không ai biết chuyện này Sẽ không có chuyện gì Xảy ra hết Đến nửa buổi sáng Bà Liên vẫn chưa tìm được con Vân Thấy con Mọc ngoài sân Bà ấy gọi lại Này Mọc Từ tối qua đến giờ Mày có nhìn thấy cô Vân không Con Mọc lúc này cũng thành thật trả lời Lúc chập tối Hôm qua ấy ạ à, Con thấy cô ấy xuống dưới bếp Nhưng mà từ lúc đấy đến giờ Con lại không nhìn thấy Thế cô Vân đi đâu rồi bà Tao mà biết nó đi đâu ấy, Tao hỏi mày làm cái đếch gì Chết Chết cái gì hay là cô vân cô bỏ nhà đi rồi mẹ cái con điên này đang sung sướng chăn ấm đệm êm bỏ nhà đi đâu làm sao mà con biết được tính cách của ấy bốc đồng như thế cho dù có vậy thì nó không nên tùy tiện bỏ nhà đi mày ở đây bao nhiêu năm có thấy nó đi đâu bao giờ nó ra ngoài chẳng sợ chết đói bỏ mẹ ra ấy à cũng phải nhỉ thế thì cô ấy đi đâu ạ à? tao lo quá mà thôi, mày làm việc của mày đi. Để tao đi ra ngoài làng xem nó có chơi ngoài đấy không. Dạ vâng, bà đi cẩn thận. Đi một vòng xung quanh làng, bà Liên vẫn không nhìn thấy con Vân đâu. Bái liền về nhà để tìm Hưng. Lúc bà ấy gõ cửa phòng, Hưng vội vàng đi ra mở ngay. Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi. Ai đang trong đấy? Dạ Phượng, Phượng đang ngủ ạ. À? Thế tại sao nó ngủ trong phòng của con? Tại con nhớ cô ấy thế thôi không hỏi chuyện này con vân nó đi đâu ấy mẹ tìm không thấy mẹ tìm quanh nhà chưa không chỉ tìm ở quanh nhà đâu mẹ còn đi khắp làng trên xóm dưới rồi nhưng mà không tìm thấy nó nó đi đâu được chứ mà thôi con gọi con phượng dậy để nó phụ mẹ đi tìm con vân tự nhiên mẹ cứ thấy bất an hưng vào trong để gọi phượng dậy còn bà liên thì đi tìm ông vàng cùng với hai anh em nhà hoàng nghe tin con vân bị mất tích hải cảm thấy hoang mang vô cùng rõ ràng hôm qua con vân nói rằng sẽ đi giải quyết chuyện con linh thế mà bây giờ nó vẫn còn đang đứng đó còn con vân thì lại mất tích mọi người chia nhau ra tìm người đi hướng này người đi hướng kia gọi loạn hết cả lên nhưng không thấy con vân đâu cả con linh đi một mạch đến bờ sông nơi này chính là nơi mà nó đẩy con vân xuống dòng nước bây giờ dòng nước hiền hòa đến lạ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì nó thở phào nhẹ nhõm sẽ không ai biết cả không có bằng chứng gì hết giờ này chắc chắn xác của nó cũng trôi tới tận đâu rồi hôm qua nước chảy mạnh thế cơ mà em biết vân ở đâu có đúng không con linh giật mình quay lại nhìn thấy ánh mắt của hải đò ngầu nó bỗng hoang mang anh trả lời câu hỏi của anh vân bây giờ đang ở đâu làm sao em biết được chứ em cũng đang đi tìm cô ấy có thật là em không biết không tất nhiên là thật rồi em mà biết cô ấy ở đâu em nói với mọi người rồi chứ em giấu làm gì ạ à? tốt nhất là như vậy đã mấy ngày rồi chuyện gì anh vẫn chưa nói gì đến chuyện cưới em về làm vợ à còn cả chuyện cái thai trong bụng em hải lúc này vội vã nhìn xung quanh con linh mỉm cười anh sợ người ta biết chứ gì anh sợ xấu mặt như vậy thì mau chóng mà cưới em đi nếu không em sẽ nói cho mọi người biết đấy em đừng có làm bậy anh trọng danh dự em cũng cần danh dự một đứa con gái không chồng mà chửa sẽ xấu hổ đến mức nào chắc là anh biết rõ chứ em không đủ kiên nhẫn đâu anh mau quyết định đi đúng cái thời điểm này con vân đang mê man có hai ông bà lão đang ở bên cạnh nó bà lão quay sang hỏi ông lão ông này cô gái này liệu có sống được không hả ông sao mà tôi biết được thấy đang còn thở nhưng mà hơi thở yếu lắm không biết có qua được không tội nghiệp giới trẻ bây giờ chả biết sống thế nào chúng ta khổ cực như vậy còn chả bao giờ nghĩ đến cái chết thế mà cứ một thời gian lại vớt được một cái xác hai ông bà lão là người bám trụ với nghề trài lưới này từ rất lâu tối hôm qua lúc họ đang đi đánh cá thì bỗng thấy có cái gì đó va mạnh vào thuyền nhìn thấy có một bàn tay trồi lên bà lão thất thanh gọi ông ông ơi lại có cái xác chết đây này ông mau vớt lên hai người họ phụ nhau kéo cái xác lên thuyền thế nhưng lúc vớt được lên thì mới phát hiện cái xác này đang còn thở vậy là chưa chết vậy là còn sống bà lão thở dài bây giờ phải làm sao hả ông có cứu người ta không cứu rồi lại vi phạm luật bất thành văn từ xưa đến giờ là cướp người của hà bá nhưng mà đâu có thể nào nhìn người ta chết mà không cứu hay là chúng ta cứu cô gái này đi nhìn còn trẻ lắm chết thế này uổng phí lắm ông ạ à. thôi kệ bà ơi cứ tìm cách cứu người so với cái chuyện để hà bá phạt thì thấy người chết không cứu khiến cho chúng ta dai dứt cả đời Thế rồi hai người họ loay hoay tìm cách cứu Vân Cho dù họ chẳng biết Nó có sống nổi hay không Còn Vân hồn mê suốt ba ngày ba đêm Đến lúc tỉnh lại Thấy mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm Nó hoảng hốt Nó muốn ngồi dậy Nhưng cả người nó mệt dã rồi Nước mắt nó chảy dài Vừa tủi thân vừa cảm thấy hận Bà lão nhìn thấy nó tỉnh dậy Vội vàng gọi ông lão Ông ơi, ông ơi, cô gái này tỉnh lại rồi ông mau đến đây mà xem ông lão vội vàng chạy vào trong nhìn thấy con vân tỉnh lại ông lên tiếng hỏi cô thấy trong người như thế nào đây là đâu hai người là ai là người đã giành lấy cô từ tay của hà bá tôi muốn về nhà nhưng bây giờ thì không được tại sao tại sao không được chứ con thuyền này đã đi khá xa rồi phải mấy ngày nữa mới quay về chỗ đó được hai người giúp tôi đi có được không tôi sẽ trả ơn cho hai người kể cả có như vậy cũng không được tại sao chứ hay là các người muốn bắt cóc tôi nói chuyện với người cứu mình như vậy là không phải phép không tốt một chút nào nhưng tôi muốn về nhà tôi không muốn ở cái nơi bẩn thỉu này vậy thì cô nhảy xuống sông cô bơi về đi tôi đã cứu cô rồi không cần một câu cảm ơn nhưng mà ít nhất Cô phải nói một câu gì đó Cho giống con người chứ Còn Vân nhìn thấy ánh mắt của ông lão đầy sự tức giận Nên nó không dám nói gì thêm Nó muốn trở về nhà Thì nó phải tìm cách Để cho hai con người này vui vẻ Nếu không sợ rằng Họ sẽ đem nó mà ném xuống sông Thấy nó biết điều hơn một chút Ông lão quay sang nói với bà Bà lấy cho cô gái này một miếng cháo đi Mới tỉnh lại Chắc là đói lắm rồi Suýt nữa thì tôi quên mất Vừa hay tôi đang nấu nồi cháo Cháo cá ngon lắm Còn Vân nghe thấy Là có cháo Nó mới nhớ ra rằng nó đang đói vô cùng Nhìn thấy bát cháo nó vội vàng bê lấy Rồi húp vội Cháo chả có gia vị Hay bất cứ thứ gì Thậm chí còn có vị tanh Nếu là trước đây ở nhà Nó không thèm ăn những thứ này Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất ngon Nó vừa ăn nó vừa khóc bà lão đưa tay lau nước mắt cho nó thế tại sao lại ra cơ sự này còn trẻ như vậy tại sao lại đi tự tử chứ không phải tôi không tự tử là tôi bị người ta hãm hại trời đất lại có kẻ nào mà ác đức đến như vậy nó muốn cướp người đàn ông của tôi nó muốn thay tôi làm vợ của anh ấy như thế là không được rồi tôi là tiểu thư con nhà giàu từ trước đến nay chưa từng chịu cực khổ Thật không ngờ Có lúc tôi phải sống như thế này Bà lão lúc này nói nhỏ vào tai của con Vân Cô đừng có làm gì Chọc giận ông lão nhà tôi Mấy hôm nữa ông ấy quay lại Rồi đưa cô về nhà Bây giờ không được đâu Ông ấy tính cách ngang tàn Cô mà không cẩn thận Ông ấy ném cô xuống biển đấy Lành đành thế này Biết đường nào mà về xung quanh lúc này toàn là nước nó ngao ngán thở dài dù sao thì phải đợi nó khỏe chưa yếu như thế này chưa về nhà có khi lại chết thêm một lần nữa không tìm được con vân người nào người đấy trong nhà lo lắng không yên mặc dù bình thường phượng cũng chả ưa gì con vân cho lắm nhưng tự nhiên con vân mất tích khiến cho phượng vô cùng bất an lúc này cô nói chuyện với hưng sao tự nhiên lại như vậy chứ không biết là cô ấy đi đâu Cũng sau câu nói này Phượng giật mình nhớ ra về mối quan hệ phức tạp Giữa con Vân, con Linh Cùng với Hải Không biết chuyện này có liên quan gì Đến mấy người đó không Phượng đợi đến lúc không có ai Cô mới đi tìm Hải Vừa nhìn thấy Phượng Hải bỗng nhiên giật mình Sao thế cậu Hải Cậu nhìn thấy em mà cậu lại giật mình như vậy À thì là tôi Tôi đang suy nghĩ vài chuyện chuyện của cô vân sao chuyện này chuyện này liên quan gì đến tôi liên quan nhiều là đằng khác chứ ạ à? này cô phượng cô nói năng kiểu gì thế cô đừng tưởng cô là vợ chưa cưới của hưng cô muốn nói cái gì thì nói em chỉ mới nói có vài câu thôi tại sao cậu lại giống như có tật giật mình vậy hoang đường em biết hết rồi biết biết cái gì biết chuyện giữa ba người cậu cũng hay thật cùng lúc lừa dối hai con người. Này, cô ăn nói hàm hồ. Cậu không cần phải nói dối em làm gì, em nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà em chưa nói cho ai nghe đâu. Còn bây giờ, em có chuyện muốn hỏi cậu. Cô muốn hỏi cái gì? Lý do vì sao cô Vân mất tích? Tôi không biết. Tôi không bao giờ hại gì cô ấy. Nhưng mà cậu chắc chắn biết. Nguyên nhân là gì? Tại sao cô khẳng định như vậy? Ánh mắt của cậu nói lên tất cả chuyện này nếu cậu không nói cho em nghe em sẽ đem tất cả mọi thứ mà em nhìn thấy em kể lại với cậu hưng sau đó mọi chuyện như thế nào chắc cậu cũng biết rồi chứ này tôi nói cho cô nghe là được cậu nói đi chuyện là linh có thai cậu nói cái gì sao cơ tại sao lại như thế được làm sao mà tôi biết được cô ấy đến tìm tôi rồi nói rằng là có thai với tôi muốn tôi phải cưới cô ấy rồi sao nữa tôi không muốn cưới <laughs> cậu đúng là hèn hạ tôi cũng đâu có muốn như vậy nhưng mà tính của tôi đào hoa nó quen rồi sao mà cưới em cô được và rồi cậu đem tất cả những chuyện này cậu nói với cô vân có phải không làm sao cô biết thôi được rồi em chỉ hỏi cậu như vậy là em biết rồi Cô giúp tôi đi có được không? Tôi không muốn lấy em gái của cô, nhưng bây giờ cô ấy cứ hết lần này đến lần khác đe dọa tôi. Cậu làm được thì cậu chịu đi, cậu đi tìm cách mà giải quyết đi, em không thừa thời gian để lo thêm chuyện của cậu. Phượng nói xong rồi đi, vậy là buổi tối hôm qua lúc cô nhìn thấy con Linh vui vẻ đi ra khỏi nhà, chắc chắn nó đến gặp con Vân. Nhưng sao đi gặp con Vân lại vui vẻ như vậy? Hay là chuyện này cũng có khả năng xảy ra muốn con linh chịu đi gặp thì chỉ có thể là giả danh hài mà thôi phượng đi xuống bếp tìm con linh cái bụng của nó vẫn còn chưa to vậy là cái thai còn bé chưa thể nào bị phát hiện nhìn thấy phượng con linh lại giật mình người ta bảo khi làm cái gì đó mờ ám thường dễ bị như vậy bởi vì cứ tưởng rằng sắp bị phát hiện đến nơi nó quay sang trách móc Sao chị đi không có tiếng động gì thế? Làm em giật cả mình. Không phải là chị đi không có tiếng động, mà là do em không để ý. Chắc là vậy rồi. Em không lo làm việc, ngồi ở đây làm gì? Đấy là chuyện của em, chị thắc mắc làm gì? Vậy sao? <laughs> chị đừng có tưởng, bây giờ chị là người yêu của cậu Hưng, chị có quyền muốn nói gì với em thì nói. Thế cô Vân đâu? Phượng bỗng nhiên hỏi như vậy, Khiến cho con Linh hoảng hốt ừ, Sao chị hỏi em Em chắc chắn Biết cô ấy đang ở đâu Em không biết Chị đừng nói linh tinh Tối hôm qua Em đi gặp cô ấy mà Em không gặp Chị có tận mắt nhìn thấy không Chị đừng nói vớ vả vớ vẩn Chị đừng đổ an cho em Tốt nhất ý, là em chưa làm gì cô ấy Cô ấy là tiểu thư nhà giàu Còn thân phận của chúng ta Chỉ là con ở thấp hèn Em mới là thân phận thấp hèn Còn chị thì không Em mới là người ở Còn chị thì không cần Em phải tìm mọi cách Để có thể tồn tại Chị không làm gì Chị có thể nhận được tất cả sự yêu quý của mọi người Chính vì em lúc nào cũng bày mưu Lúc nào cũng thủ đoạn Nên em mới khổ như vậy Thôi Chị đừng nói cái giọng nhân nghĩa ra đây Đừng tưởng là tôi không biết Bây giờ chị ghét tôi Chị lúc nào cũng muốn cho tôi về khổ sở bây giờ chị có nói gì em cũng không thể nào tình ngộ ra được nhưng mà em cứ sống thế này đi rồi em phải nhận lấy cái hậu quả mà em không tưởng tượng được đâu em không sợ cho dù có làm cái gì đi chăng nữa em cũng không sợ chị đừng nghĩ rằng chị đe dọa được em em sẽ tìm đủ mọi cách để cuộc sống của em trở nên tốt hơn vậy nên chị đừng có giả vờ tốt bụng ghê tởm Đúng là con Linh đã bị những thứ nhà giàu kia Che mở đi con mắt Nó còn không biết đâu là đúng đâu là sai Phượng cũng không dám Là nó lại hại đến con Vân Cô cũng không thể nào nói với mọi người Bởi vì cô không có bằng chứng Nhỡ như không phải nó làm Thì mọi người trong nhà Lại càng đau lòng hơn Bà Liên lúc này khóc đến sưng cả mắt Chả có tâm trạng ăn uống hay làm gì Ông Vàng cũng lo lắng cho con Vân lắm Nhưng thấy bà ấy cứ không ăn uống như vậy ông ấy lại càng sợ hơn ông vàng lúc này lựa lời động viên vợ kìa bà bây giờ chưa tìm được con gái bà có như thế này lỡ như có chuyện gì xảy ra đến lúc nó về có phải là khổ không nhỡ nó làm sao thì tôi sống thế nào hả ông sẽ không có chuyện gì đâu bà đừng có lo lắng ông vàng ôm bà trong lòng Tự nhiên bà cảm thấy mình thật là khốn nạn Chồng đối xử tốt như vậy Thế mà bà vẫn đi ngoại tình Lại còn để cho con dâu tương lai nó phát hiện ra Nỗi nhục nhã này Không biết đến bao giờ Mới có thể rửa trôi Suốt cả tuần lênh đênh ở trên biển Con Vân phải tự tay làm biết bao nhiêu là việc Nó sợ cái mùi tanh của cá sống Nhưng bây giờ nó phải giúp bà lão lựa cá Có lúc lại cùng bà ấy bán cá nấu cơm Nó thì chả biết nấu nướng gì Đến cả cọng rau còn chả biết nhặt làm sao Cũng là bà ấy Từ từ chỉ dạy cho nó Công việc hóa ra Chả đơn giản gì Thế mà trước đây nó cứ liên mồm Nó chửi con mọc Với lại con phượng Lại cùng với con linh hãm hại phượng Nó đúng là một kẻ không ra gì Từ cái lúc giống như bị chết một lần Suy nghĩ của con Vân trở nên khác hẳn Nếu nó sống tử tế một chút Thì không đến nỗi Nó quay sang hỏi bà lão một người thực sự yêu mình là như thế nào hả bà? Có phải là người ta luôn nói những lời ngọt ngào với mình không ạ? Sao cô lại nói như thế? Nhưng con muốn hỏi để con biết. Hành động chứ không phải là lời nói đâu. Là một người lúc nào cũng sợ mình khổ, lúc nào cũng sợ mình bị người ta bắt nạt, là một người luôn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mình, như thế mới là người yêu mình. Còn những kẻ luôn nói những lời sáo rỗng Đều là những kẻ Đều thôi, Sở khanh Chứ yêu đương cái nỗi gì Thế còn người yêu mình Mà lại ngủ với người khác Đến mức khiến cho họ có thai Thì làm sao ạ à bà Thế đúng là sở khanh rồi Đừng có mà tin với cái loại đấy Bọn chúng chỉ có giỏi khua môi múa mép thôi Không hề yêu thích cái gì đâu Còn Vân bỗng nhận ra một điều đúng là hải chẳng hề thích nó một chút nào nó thích hải bởi vì cái vẻ ngoài đẹp trai vì hải giàu có bây giờ nó chợt nhận ra chính vì cái tính cách thực dụng ấy của nó nên nó mới khổ chứ không về vì ai cả đúng là nó ngu ngốc nó cảm thấy buồn vô cùng buồn cho những năm tháng sống quá khốn nạn để đến mức bây giờ nó thực sự biến mất thì chả có ai thương hại nó nó nhớ bố nhớ mẹ nhớ tất cả mọi người trong nhà và nó nhớ cả Phượng Sống được bao bọc quá lâu Nên cứ tưởng rằng mình là nhất Ai cũng phải dưới chướng của mình Bây giờ thì hay rồi Sống ở một cây thuyền Ăn uống ở trên thuyền Tắm rửa thì mốc nước sông mà tắm Phải nhìn sắc mặt của người ta để sống Không dám nói nửa lời trái ý Cái lúc nó đánh con Phượng Nó chả nghĩ ngợi gì Còn bây giờ thì sao Nó thấy thương Phượng quá Nó bây giờ cũng giống như Phượng đều rất sợ người khác nổi giận mất đến cả tuần nữa ông lão mới quyết định cho thuyền quay trở lại đấy là vì con vân nó ngoan chứ nó mà nói ngứa tai như hôm đầu tiên nó ở đây chắc là ông ấy cho nó ở trên thuyền cả tháng cho nó chừa đi được trở về nhà rồi sao mà nó chả thấy vui lúc đầu nó suy nghĩ nếu nó về nhà nó sẽ ngay lập tức vạch mặt con linh sẽ đánh cho con linh một trận nhưng bây giờ thì khác Chẳng phải nó cũng giống con Linh sao Cũng vì nó tham lam Cho nên mới bị hài lừa Bây giờ mất hết tất cả rồi Đời con gái cũng không còn Sau này còn ai lấy nó chứ Còn ai thật lòng mà thương nó chứ Sao mà Sắp về đến nhà Cháu lại buồn thế Tự nhiên cháu không biết phải đối mặt thế nào Thưa bà Con người ấy, Ai cũng có sai lầm Sai rồi thì sửa đừng có tự bỏ bê cuộc đời của mình cháu à suốt thời gian cháu ở đây cháu nhận ra nhiều thứ lắm trở về nhất định cháu sẽ xin lỗi một người cho dù người đấy có tha thứ cho cháu hay không thì cháu vẫn muốn xin lỗi ạ à? nên như vậy sai với ai thì xin lỗi người đấy đừng có cố chấp con linh đứng đợi hải bờ sông nơi mà nó đẩy con vân ngã xuống ngày hôm nay nó nhất định phải nhận được câu trả lời, nếu không, nó nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện và nói ra hết. Hải đã được hoàng cảnh cáo ngay từ đầu rằng con Linh là một người có nhiều dã tâm. Lúc ấy cứ nghĩ rằng là có thể điều khiển được nó, thoải mái làm theo ý của mình, nhưng bây giờ lại bị nó dồn vào đường cùng. Hoàng mà biết chuyện chắc chắn sẽ nói với bố mẹ, ông bái sẽ vì đứa nhỏ trong bụng của con Linh mà bắt anh phải cưới nó. Họ đã dục anh lấy vợ từ lâu lắm rồi Bây giờ có cháu Chắc chắn họ không để yên cho anh nhờn nhơ Anh Hải Cuối cùng anh cũng đến Em cứ tưởng là anh định trốn em Thêm một lần chứ Để làm gì Ai mà biết được Anh không muốn chịu trách nhiệm thì sao Tôi không muốn cưới cô Như thế thì không được Cô định làm gì Ngoài chuyện nói cho tất cả mọi người biết Thì cô sẽ làm gì em sẽ nói cho bố mẹ anh biết cái gì cuộc nói chuyện giữa anh và anh hoàng em nghe thấy hết rồi họ mong muốn anh cưới vợ như vậy chắc là khi thấy em mang trong người giọt máu của anh họ sẽ nhận em thôi cô cô dám đến gặp họ em cũng hết cách rồi nếu như anh chịu thừa nhận đứa bé này để cho nó có cha thì em đâu uy hiếp anh làm gì chứ cô vốn dĩ không vì đứa trẻ Cô chỉ muốn ăn mặc sung sướng cả đời Như vậy thì sao Ai mà không có mưu cầu được hạnh phúc Ai không muốn cuộc đời của mình sung sướng Ngày hôm nay anh nhất định Phải cho em một câu trả lời thỏa đáng Nếu không Em lập tức đến tìm họ Cô nhất định phải cưới tôi cho bằng được sao Tất nhiên là như vậy rồi Kể cả không có tình yêu Tình yêu là cái gì Tình yêu có đem lại cơm ăn áo mặc được không Có đem lại cuộc sống giàu sang sung sướng được không cô chắc anh luôn nghĩ mình là con gà còn tôi là hạt thóc có đúng không nực cười thật là không ngờ cô lại là con người âm mưu và thủ đoạn đến như vậy bây giờ anh mới biết à quá muộn rồi tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cuộc sống của tôi sau này sung sướng người khác tôi không quan tâm anh lo mà chuẩn bị đi tôi nói rồi tôi muốn một đám cưới nhưng đừng để tôi phải đợi quá lâu tôi không đủ kiên nhẫn đâu Hải tức lắm nhưng không làm gì được con Linh Không thể một tay đẩy nó xuống dưới sông Không thể nào giết chết nó Phải cưới nó thật sao Phải sống với một con người Sống như con Linh sao Con Linh trở về nhà Nó vừa bước vào trong sân thì hoàng hồn Khi nhìn thấy con Vân Đến mức nó u ớ không nói được câu nào Con Vân từ từ đi về phía của nó Môi mỉm cười Sao Thế Linh Nhìn thấy cô Mà giống như là nhìn thấy ma vậy Phải vui mừng vì cô trở về chứ Cái nét mặt Như thế này là sao C Cô Chắc là mày ngạc nhiên lắm Có đúng không Thấy mọi người xung quanh vẫn không có phản ứng gì với nó Đoán là con Vân chưa nói gì Nhưng tại sao chứ Con Vân có mục đích gì Con Vân đến gần nó một chút Vẫn là nụ cười đáng sợ đó Cô nhớ mày lắm Đi mấy ngày Người mà cô nhớ nhất Chính là mày đấy Sau đó con Vân ôm lấy con Linh Thì thầm bên tai của nó Cô trở về rồi Mày sẽ biết thế nào là cuộc sống Của những kẻ Bị giam dưới đáy của địa ngục Con Linh rủng mình Nó sợ đến mức cả người toát mồ hôi Như thế này là sao chứ Như thế này là sao đây Khi con Vân trở về người đầu tiên nhìn thấy là bà Liên, bà vội vàng chạy ra ôm trầm lấy nó, nó cũng ôm chặt lấy bà, nó muốn khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Mẹ, con xin lỗi, cái con bé này, thế đã đi đâu? Con có vài chuyện cần phải suy nghĩ, nên con đi vài hôm mà, nửa tháng trôi qua rồi vài hôm cái gì? Xem này, con gầy đi nhiều quá, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra? có phải tại mẹ đồng ý cho thằng hưng nó lấy con phượng nên con giận mẹ không con nói đi con nói cho mẹ nghe không phải như thế đâu mẹ con suy nghĩ kỹ rồi anh hưng muốn lấy ai cũng được con không phản đối chuyện gì xảy ra với con tôi thế này sao mà con ăn nói con giống như người khác thế này mẹ con đói rồi nhà mình có gì ăn không ạ à? để để mẹ bảo chúng nó Lấy đồ ăn cho con Con Vân đang định đi xuống bếp Thì gặp con Linh Đúng thật là người nó muốn gặp ngay lúc này Bây giờ con Linh như ngồi trên đống lửa Không biết sẽ bị vạch mặt lúc nào Phượng theo dõi từ đầu đến cuối Cảm giác giống như có chuyện gì đó rất kinh khủng Sắp xảy đến Cái ánh mắt mà con Vân nó nhìn con Linh Chất chứa bao nhiêu hận thù Lúc con Vân ăn cơm dưới bếp Con Linh mòm mềm lại gần Nó đứng bên ngoài Chứ không dám đến gần con Vân hơn Giọng nó nhỏ nhẹ Cô Vân ơi Cô Vân quay lại Nhìn thấy con Linh Nó lại mỉm cười Gọi cô có chuyện gì Cô Cô đừng có như vậy Cô muốn gì ở em Cô cứ nói thẳng đi ạ à? Mày thì có cái gì Để cho tao muốn chứ Thì tại sao cô không nói với mọi người Chuyện hôm trước xảy ra Nói cái gì Nói với mọi người Là mày có ý định giết chết tao Nên đẩy tao xuống dưới sông à Vậy sao cô không nói thẳng với họ à Thế tại sao mày không nói Có ai lại tự muốn Kết liễu cuộc đời của mình chứ à Tao lại không thích nói Tao muốn cho mày sống từng ngày Từng ngày sợ hãi Mày sợ tao nói ra Sợ mày Nên là tao phải đẩy mày vào trong ngục tối Sống không bằng chết cô ác vừa thôi nếu không phải tại cô ép em thì em không bao giờ làm thế tao ép mày lúc nào tao đối xử với mày không tốt à à mà hỏi chuyện này để làm gì con phượng nó đối với mày tốt như vậy mà mày còn đâm sau lưng nó thì đối với một đứa như tao có là cái gì chứ bây giờ cô lại nói tốt cho con phượng cô đừng quên cậu hoàng thích nó <laughs> vậy thì sao bây giờ tao không thích anh hoàng nữa tao chả thích ai nữa được chưa loại người như cô mà có thể làm như vậy được sao nếu như em không đẩy cô xuống dưới nước thì có khi người dưới nước là hai mẹ con em rồi chính cô là người đã túm tóc em trước thôi được vậy thì tao đã sai tao xin lỗi mày được chưa cô thay đổi rồi cô không còn là cô mày nên chuẩn bị tinh thần đi vì bất cứ khi nào Mày cũng có thể bị bắt vào tù. Nơi đấy không thoải mái giống như ở ngoài này đâu. Em sẽ không vào tù, em sẽ cưới anh Hải. Em đang mang thai con của anh ấy. Thai? Lẽ ra tao định không nói gì, định để một mình tao xử lý mày thôi. Nhưng mà tao nghĩ lại rồi, phải để cho mọi người biết chứ. Cô cô nói như thế là có ý gì? Nó vừa hỏi xong câu đấy, thì có tiếng bước chân bước vào, hóa ra đây là một cái bẫy mà con vân tạo ra. Nó cố tình dụ con linh nói ra sự tình để tất cả mọi người đều nghe thấy. Con linh hoảng hốt. "Không phải như vậy, không phải như thế, thật sự không phải như thế, tôi không làm, là cô ta tự ngã xuống, là cô ta tự tự ngã xuống dưới sông tôi." Nó lắp bà lắp bắp và chưa nói hết câu, bà Liên đã lao vào, túm lấy tóc của nó rồi tát liên tiếp vào mặt của nó. Từng cái tát đau đớn khiến cho nó không khóc thành tiếng mà chỉ có thể ú ớ. Nhìn cảnh tượng này Phượng đau lòng lắm. Cô thật không đủ nhẫn tâm để nhìn nó bị người ta đánh. Cho dù nó có ác độc thế nào, cho dù nó có đối xử tệ với cô ra sao, thì cũng từng có một khoảng thời gian dài cô xem nó là ruột thịt. Lần này nó khó mà thoát tội. Còn Vân là con gái rượu của bà Liên và ông Vàng họ có tiền có quyền con linh làm sao mà thoát được chứ bây giờ chỉ nghe thấy tiếng mắng trời tiếng nấc nghẹn ngào mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn con linh nó gào lên tôi đang mang thai bà định giết tôi à sau đó con linh nhìn hải và cầu cứu anh hải em đang mang trong mình giọt máu của anh anh định để họ giết chết hai mẹ con em mà anh hải bà liền gầm gừ Ai mà biết được Cái thai này có thật là của thằng Hải hay không Đúng là cái loại lăng loàn như mày <laughs> Tao đã gọi thầy thuốc đến đây rồi Phải kiểm tra thật kỹ mới được Làm sao mà tin mày được Ông thầy thuốc bước vào Con Linh không chịu hợp tác Nhưng bị bà Liên đánh thêm cho mấy cái bà tai nữa Nó không thể chịu đau Nên đành phải để im Cho ông thầy thuốc khám Ông thầy bắt mạch một hồi Sau đó lắc đầu Không phải là có thai đâu Ông nói liếu láo cái gì? Tại sao lại không có thai? Tôi đến tận nhà thuốc khám Họ nói rằng tôi có thai cơ mà Không có mạch Tôi khám cho biết bao nhiêu thai phụ rồi Không bao giờ có chuyện nhầm Ông nói láo Ông là đồ dối trá Các người, các người thuê ông ta Để lừa gạt tôi có đúng không? Kìa cô, cô cứ bình tĩnh Cô thực sự là không có thai Tôi làm thầy thuốc mấy mươi năm này Chưa từng lừa gạt ai bao giờ Tôi hành nghề bằng cái tâm Chứ không phải là bằng mấy cái đồng bạc mua chuộc Nếu không tin Cô cứ đến thẳng bệnh viện mà khám Người ta cũng nói như tôi thôi Còn Linh nghe xong sụp đổ Hải như chút được gánh nặng Anh ta quay người và bỏ đi Lúc già đến sân Anh ta nói với Hưng Bây giờ tôi không thể nào ở đây được nữa Chỉ khiến cho mọi người ngứa mắt Công trình hay tất cả mọi thứ khác Tôi bàn giao cho Hoàng cả rồi xin lỗi vì gây ra rắc rối cho gia đình của cậu hưng không muốn nói chuyện với hải thật không ngờ anh trai của hoàng lại là một kẻ khốn nạn như vậy nếu như con vân mà lấy anh ta chỉ khổ một đời chứ có cái gì sung sướng chứ trong nhà có quá nhiều chuyện xảy ra nên hưng không muốn làm to chuyện thêm cứ để mặc cho hải đi vậy bây giờ con linh không biết bấu víu vào đâu nó chỉ có thể bật khóc khóc mãi nước mắt cũng cạn đi nó gào lên như một kẻ điên dại bà liên sai người choi nó vào gốc cây để mặc cho nó bị kiến cắn vào mũi đốt phượng đến gần bà ấy bà ấy lườm phượng này đừng có cầu xin cho nó nó suýt nữa cướp mạng sống của con gái của tao mày yên thân yên phận sống cuộc đời của mày đi cho dù mày có cố xin ấy cũng không được đâu ngày mai tao lôi nó lên trên xã nó nhất định phải đi tù đừng hòng mà trốn được con Linh nghe mấy lời đe dọa đó lại càng gào thét hơn. Bà liên đành nhấn cái rẻ vào miệng của nó. Để xem mày có gào được không? Lúc mày hại người khác mày có nghĩ đến lúc này không? Bây giờ tao cho mày hưởng hết. Hưng không muốn Phượng nhìn thấy cảnh này rồi lại mùi lòng. Thế nên anh kéo tay cô đi. Mặc dù biết là mình không thể nào cứu được con Linh nhưng mà Phượng cứ cảm thấy dây dứt trong lòng. Hưng biết được điều đó nên anh nói với cô chuyện này không nhỏ đâu với cái kiểu âm mưu thủ đoạn của nó thì trước sau gì cũng hại chết người lần này là vân may mắn thoát nạn chứ nếu không được hai vợ chồng thuyền trài kia cứu thì em nghĩ xem nó có còn sống mà trở về không em cũng biết là như thế nhưng mà khổ nỗi em từng coi con linh là em gái của em nhìn thấy nó bị thế này em thật sự không đành lòng anh biết là em thương người nhưng mà em không thể nào bao bọc nó cả đời được em không thể nào thay nó chịu hết những tội lỗi của nó được lần này em để yên đi em đừng làm gì cả đừng khiến mọi thứ dối lên em có cuộc sống của em nó có cuộc sống của nó nó đi sai đường nó phải tự chịu không liên quan gì đến em biết là như vậy nhưng tại sao phượng cứ cảm thấy nặng lòng vẫn muốn quan tâm đến con linh một chút nó bị nhốt bên ngoài đợi hưng ngủ cô lén lút mang cơm cho nó lấy thêm cả nước cho nó uống nó u ớ muốn nói gì đấy phượng lấy cái rẻ ra khỏi miệng của nó thế mà ngay lập tức nó nhổ nước bọt vào người của phượng mày đúng là loại giả tạo mày nhìn thấy tao bị đánh mà mày không đến căn ngăn mày chỉ biết đứng nhìn tao có làm ma tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày chị cứ tưởng rằng em ăn năn hối lỗi thật là không ngờ Tao không làm gì sai Người sai là lũ chúng mày Vậy thì tốt thôi Từ giờ chị không cần phải áy náy Và thương hại em nữa Tao không cần mày thương hại Mày là con khốn nạn Mày là lại giả tạo Phượng lấy khăn lau vết bẩn rồi đi thẳng Bao nhiêu tình thương coi như hết sạch Chả còn tí nào Nó đúng là không xứng đáng Nhận được sự thương hại của cô Nó sợ Phượng phát hiện ra Nó đang lấy viên gạch Để cưa dây thừng trói ở tay nên mới chửi Phượng như vậy, để cho Phượng rời đi. Nó muốn thoát khỏi đây, ít nhất ý, cũng giữ được mạng sống, còn sau này sẽ quay về và trả thù, trả thù từng người, nhất là Phượng. Nếu có cơ hội, nhất định nó sẽ giết chết Phượng. Nó đã nghĩ như vậy, trong suốt quá trình tìm cách bỏ trốn. Đến quá nửa đêm, thì sợi dây thừng cũng đứt đi, tay nó cũng chảy khá nhiều máu. Nó lấy cái rẻ cuốn vội vàng trên tay và bỏ chạy. Nó cứ chạy mãi chạy mãi ra tận cánh đồng hoang. Nó muốn tìm đường chạy sang một cái làng khác. Cho đến khi nó gặp phải một toán người đang ngồi ngay bên bờ ruộng. Nó sợ hãi lấm lét đi qua bọn chúng. Nhưng chưa đi được mấy bước chân. Đã bị bọn chúng bắt lại. Vài tên trong số đó là những kẻ cợt nhà. Nè, con bé kia, xinh thế nhở? Ngon thật đấy, ở đây chúng mình có mấy người nhỉ? Bảy người Để nó phục vụ chúng ta thì làm sao? Tất nhiên là được rồi Cô em xinh đẹp thế này Đêm nay lại mê mệt Còn Linh lúc này vội vàng cầu xin Tôi xin các người để tôi đi Tôi khổ lắm rồi Bọn anh cũng nhịn khổ lắm Không có tiền đi giải quyết Lại chả có vợ còn gì Vớ được cô em như thế này Mà thả cô em đi Hóa ra bọn anh là lũ đần à Cả lũ lúc này lại phá lên cười Một tên trong số đó Kéo áo con Linh Đến mức rách hết cả da Lỗ ra bầu ngực trắng tươi Đứa nào đưa đấy sáng cả mắt Chúng nó đè xuống bờ ruộng Rồi thi nhau xé quần xé áo của con Linh Lúc này trên người nó không một mảnh vải che thân Nó ỏa lên khóc nức nở Thế nhưng tiếng khóc của nó Lại không một ai thèm để ý Cứ hết kẻ này đến kẻ khác Thay nhau ra vào trên cơ thể của nó Đến mức nó chả còn sức Mà dãy rủa Bọn chúng được thỏa mãn thì sung sướng lắm Nằm luôn ra bờ ruộng mà nghỉ ngơi Còn linh đau đớn toàn thân Không thể nào đứng dậy Nó không thể nào bỏ chạy được nữa Đến lúc nó vừa đứng dậy Thì cũng là lúc những kẻ kia hết mệt Bọn chúng tiếp tục đè nó ra Và tiếp tục Vào những cơn điên loạn của dục vọng Cứ như vậy con Linh phải chịu những sự đau đớn cho đến khi trời mờ sáng bọn chúng lôi nó về căn nhà hoang giữa cánh đồng sau đó khóa cánh cửa lại lúc ra ngoài chúng nó bàn với nhau mua ít đồ ăn để cho nó ăn tôi còn có sức mà phục vụ bọn mình chứ thế bây giờ cứ nhốt nó ở đây à chứ còn sao nhốt nó ở đây để có thứ cho chúng ta chơi bời mỗi khi đêm về chứ lệ lại... được được đấy con linh nó khóc lóc nó cứ tưởng rằng cuộc sống của nó khổ sở lắm rồi bây giờ còn khổ hơn gấp trăm gấp nghìn lần sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao đây mỗi ngày phải phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông đây thần dưới của nó gần như tê liệt đau đến mức tưởng chừng như mất đi cảm giác không thể đi lại không thể tự cứu chính mình càng không thể nào oán trách thêm bất cứ một ai nó chỉ có thể cầu xin trong bất lực có ai không cứu tôi có ai không? Cứu tôi với. Sáng hôm sau bà Liên xuống dưới chỗ nó nhốt để bắt nó đi lên xã, nhưng lúc bà ấy xuống đến nơi thì không cánh mà bay, sợi dây thừng lúc này cũng bị mài đứt. Bái chửi thầm. Mẹ kiếp, nó lại trốn được rồi, không biết là đi đâu. Bái đi lên xã báo rồi chờ về nhà, lúc về bái họp gia đình, còn có cả phường. Con Linh bây giờ trốn đi đâu không rõ. Có phải là do con Phượng nó thả ra không Dạ Con không thả thưa bà Thế tại sao mà nó trốn được Con Vân lúc này xen vào Dạ thưa mẹ Dựa vào mấy thứ để lại Thì có thể nó đã dùng viên gạch Để mái đứt dây thừng Mẹ cũng nhìn thấy những vết máu Làm gì có người nào cứu nó Rồi tiện tay cắt vào tay của mình ạ Con này đúng là xảo quyệt Nó trốn ra thế này Không biết nó có ý định quay lại để trả thù chúng ta không? Dạ không đâu mẹ Nó trốn đi rồi làm gì mà dám quay về Lo mà chạy thật xa chứ ạ à? Thế còn không định bắt nó lại à? Nó đã giết chết con hụt một lần Mà con còn... Cứ cho người đi tìm nó Tìm thấy nó thì tống nó vào tù thôi ạ à? Còn không thấy thì thôi Như thế làm sao được? Cứ như vậy đi mẹ Dù sao thì con còn sống Để quay trở về mà bà liên vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng bà ấy quay sang hỏi ý kiến của ông vàng ông thấy thế nào bà cứ theo lời con nó nói nó thoải mái là được dù con linh đã làm rất nhiều chuyện hại đến phượng nhưng phượng vẫn cầu mong cho nó sự bình an trốn được rồi thì trốn càng xa càng tốt đừng bao giờ quay trở lại đây nữa qua đi mấy ngày mệt mỏi mới tìm lại được giây phút bình yên hiếm hoi ở bên cạnh hưng phượng ở trong lòng của anh không muốn rời xa một chút nào hưng bỗng nhiên nói với phượng chúng ta làm đám cưới đi cậu cậu nói gì cơ anh bảo chúng ta làm đám cưới nhưng chỉ cần em đồng ý thôi anh không quan tâm mọi chuyện nhưng chuyện này cần phải được sự đồng ý của bố mẹ cậu anh lấy vợ chứ đâu phải họ chỉ cần thông báo là được rồi qua chuyện của con vân hưng cảm thấy bất an trong lòng Ai biết đâu được chuyện gì Sẽ xảy ra trong tương lai Không muốn chỉ vì sự trần trừ của bản thân Mà bỏ lỡ người mình mong muốn Ở bên cạnh cả đời Ngày ngày hôm sau Hưng tìm gặp bố mẹ của mình Bố mẹ Con muốn tổ chức đám cưới Cả hai người đều biết Hưng muốn cưới ai Cũng chán chả buồn phản đối Còn Vân lại càng không có ý kiến gì Sợ nó lấy tư cách gì mà phản đối chứ Ông vàng thở dài lên tiếng Bà coi ngày lành tháng tốt đi Vừa lại còn sang nói chuyện với bên đấy Con cảm ơn bố mẹ Anh không cần phải cảm ơn Sau này có hạnh phúc hay không ấy Là do anh chọn Chúng tôi không can thiệp Con sẽ hạnh phúc mà Được như thế thì bố mẹ mừng rồi Nghe có người báo nhà Hưng sang nói chuyện Ông Liêm tất bật Dọn dẹp nhà cửa Hưng đã mua nhà mới cho ông ấy Căn nhà không quá rộng rãi Nhưng một mình ông ấy thì ở thoải mái vô cùng Ngày hôm sau ông vàng với bà Liên dậy từ sớm Họ cũng ăn mặc chỉn chu Bà Liên lại thở dài Chả biết con mình Nó có hạnh phúc không hả ông Người nó yêu ấy Nhất định là nó hạnh phúc rồi Thôi Cũng hy vọng thế vậy Bà ấy lại buông tiếng thở dài Ông vàng lo lắng hỏi Bà còn chưa yên tâm chuyện gì Đám cưới thằng Hưng xong Tôi nói cho ông nghe một sự thật sự thật mà tôi giấu giếm ông suốt bao nhiêu năm nay chuyện gì thì đám cưới xong tôi nói đừng để tâm trạng không tốt cho dù có chuyện gì bà cũng đừng để trong lòng nói ra biết đâu bà lại cảm thấy nhẹ lòng hơn chắc chắn là nhẹ lòng hơn nhưng mà mọi chuyện ấy nó không còn nguyên vẹn tôi tôi làm sao đã bảo đám cưới xong tôi nói ông vàng chẳng hiểu bà liên định nói như gì nhưng mà vì cái chuyện đám cưới của hưng nên cũng quên đi một vài phần đến nhà ông liêm nhìn lại thân thể gầy gò của ông mà tự nhiên ông vàng cảm thấy thương vô cùng người nghèo khổ luôn nằm ở dưới tầng đáy của xã hội phải chịu biết bao nhiêu khổ cực bao nhiêu đau đớn ấy vậy mà trước đây ông vàng từng có lúc khinh thường những người nghèo cảm giác giống như họ không hề có chút cố gắng nào nên mới nghèo như vậy thực tế còn nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm Có những người không được may mắn Có những người cả đời bệnh tật Có những người dù làm bao nhiêu cũng chẳng đủ Những thứ ấy lại khiến cho ông buồn bã trong lòng Nói chuyện với ông liêm xong Thì cũng định đoạt ngày cưới hỏi Ông ấy vừa nói Vừa rưng rưng nước mắt Tôi là người cha trả ra gì Này con gái được gia đình ông yêu thương Tôi cảm thấy may mắn Tôi sẽ tự lo cho cuộc đời mình mọi người không cần phải lo gì cho tôi, lo hay không ấy là do hai đứa con của chúng ta. Nếu chúng muốn báo hiếu cho ông ấy, ông cứ để chúng nó báo hiếu, không có cái gì phải ngại. Cuộc đời mấy ông bà già chúng ta còn được bao nhiêu năm? Sau này có chuyện gì xảy ra còn cái nó không hối hận. Sau bao nhiêu mòn mỏi trông chờ, cuối cùng ngày đám cưới cũng tới. Phượng mặc áo dài trắng tinh, cái áo cô mơ ước được mặc thử biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại có thể mặc Và đứng trước mặt của anh Anh lúc nào cũng đẹp như vậy Có lúc cô lại nghĩ anh cao quá Tại sao cô có thể với tới Ấy vậy mà bây giờ Anh đang bên cạnh cô Tay của anh nắm chặt lấy tay của cô Ấm áp và ngọt ngào Em là cô dâu xinh đẹp nhất Là người con gái mà anh yêu nhất Phần đời còn lại của anh Anh chỉ dành cho em Bảo vệ em Chỉ cần em hạnh phúc là được anh cũng là chú rể đẹp trai nhất là người mà em yêu nhất anh cười cho dù anh có cười bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần nào cũng khiến cho cô say đắm đêm động phòng hoa trúc lần đầu tiên cô và anh nằm chung một chiếc giường tự nhiên cô cảm thấy hồi hộp lại còn thêm cả lo lắng nhìn thấy cô như vậy anh lại càng chiêu chào cô trong đầu của em đang nghĩ cái gì tại sao mặt em đỏ thế kia em á em đâu nghĩ gì? có thật không? tự nhiên anh nhìn cô chăm chú như vậy khiến cho cô chẳng thể nào nói dối thêm được. cô đành phải khai thật. chỉ là em chưa có kinh nghiệm gì. không sao, anh sẽ giúp em. anh biết à? à thì thì ra là anh có kinh nghiệm dày dặn rồi à? đương nhiên, mấy cái chuyện chăn gối này anh giỏi lắm. em không thèm nói chuyện. kìa. Ý anh ấy là anh trải chăn, trải chiếu này rồi uh, xếp gối, anh giỏi lắm. Em không thèm nói chuyện. Nào, thế em muốn nói chuyện gì? Thì uh, thì chuyện chuyện gì? Thì chuyện vợ chồng nào cũng xảy ra ấy kìa. Anh cha hiểu em nói gì cả. Thôi đi, em không thèm nói chuyện với anh. Cô định vùng vằng để đứng dậy, nhưng mà anh lại kéo tay của cô rồi bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường một lực rất nhẹ thôi lúc này khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau có vài cm hơi thở của anh man mát ánh mắt của anh thâm trầm giống như là anh đang bị cô điều khiển chẳng thể nào thoát ra được môi khẽ chạm môi anh cẩn thận nhất có thể để không khiến cô bị tổn thương đây là lần đầu tiên của anh nhưng con người mà tất cả mọi thứ đều có một bản năng anh tuy không giỏi cho lắm nhưng mà anh đủ tự tin làm cho cô cảm thấy hạnh phúc anh chàng bên ngoài soi sáng tất cả mọi thứ cái bóng dáng của con vân nó ngồi trước mái hiên trong lòng vô cùng buồn bã nó cảm thấy nhớ hải nhớ đến đau thắt ruột gan nhớ đến mức nước mắt cứ như vậy chảy dài con người ta tại sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy lại có thể bỏ đi mà không nói một câu nào nó có thể chạy đến tìm hải có thể cầu xin sự thương hại của anh ta, có thể như trước đây mà bám lấy anh ta như một cái đuôi, nhưng nó không làm như thế. Con người phải có lòng tự trọng, cứ chạy theo mãi một thứ hư ảo như vậy, liệu có đáng hay không? Mấy hôm nay nó cảm thấy trong người rất mệt mỏi, ăn uống không ngon, nghĩ là bụng dạ có vấn đề, ngày mai nó sẽ đến bệnh viện khám. Nó chẳng nói với ai cả. Sáng hôm sau ngủ dậy cứ như vậy mà đi, đứng trước cửa bệnh viện Chẳng hiểu tại sao nó không muốn vào Có cái gì đó Khiến cho nó cảm thấy bất an Nó định về rồi Nhưng mà nghĩ đến chuyện hạt cơm nút không nổi Nó lại bước vào bên trong Lúc bước vào trong Cảm giác bất an vô cùng Nhưng lúc nó đi ra cầm theo tờ giấy kết quả Nó lại không thể làm gì Ngoài khóc nức nở Nó có thai Thật sự là đã có thai Đã mấy tháng rồi đứa trẻ này đã tồn tại trong người nó mấy tháng rồi trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng như vậy mà đứa trẻ vẫn sống một sức sống mãnh liệt bây giờ nó phải làm sao đây phải làm sao với đứa trẻ này nó đi ra đi vào trước cửa bệnh viện nó quyết định bước vào bên trong một lần nữa bác sĩ cháu muốn bỏ đứa bé này còn trẻ như vậy bỏ thai ảnh hưởng nhiều lắm cháu Cháu không có điều kiện để nuôi nó Tuổi của cháu chưa đủ để làm chuyện này một mình đâu Phải có chữ ký xác nhận của bố mẹ Không cần họ có được không ạ à? Cháu có thể tự chịu trách nhiệm Với những chuyện mà cháu làm có được không ạ à? Không được Chuyện này nguy hiểm lắm Nhiều khi biến chứng ấy Nó ảnh hưởng tới cả tính mạng Phải có người nhà ký kết Thì bác mới làm được Còn Vân buồn bã trở về Đám cưới của Hưng vừa mới diễn ra Bây giờ nó mà nói ra chuyện này, chắc là cả nhà sẽ sốc lắm. Nhưng mà cứ để như thế này cũng không được, cái thai càng lúc càng lớn, không thể nào giấu mãi được. Đang không biết phải làm thế nào. Nó nhìn thấy Phượng, nó vội vàng chạy đến, nó hớt hải như vậy, khiến cho Phượng lên tiếng. "Ấy cô, từ từ thôi. Sáng nay mới mưa nhỏ xong, cẩn thận không ngã đấy." "Chị đừng gọi em là cô. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta khác rồi." Tại quen rồi ấy mà Chị Phượng ừ? Chị nói chuyện với em một lát có được không? Có chuyện gì? Em nhờ chị một chút đã Còn vần kéo Phượng ra tận cuối vườn Nhìn nó bí mật như vậy Phượng lại cảm thấy lo lắng Không biết là xảy ra chuyện gì Em nói với chị chuyện này Chị đừng vội nói với ai nhé Có chuyện gì? Em... Em có thai rồi cái gì? Em có thai với ai? Mấy tháng rồi Đứa trẻ này đã được mấy tháng rồi Trời ơi Là anh ta sao? Bây giờ em không biết làm thế nào Em muốn bỏ nó đi Nhưng lại làm không được Bây giờ em phải làm thế nào hả à chị? Em cứ bình tĩnh Em đừng như vậy Ảnh hưởng đến đứa bé Đứa trẻ không có lỗi Em đừng giết chết nó Nhưng Em không thể nào giữ nó được bố nó không nhận nó sau này cuộc sống của nó sẽ thế nào em sợ nó khổ chưa nói chuyện với anh ta làm sao em biết anh ta không đồng ý nhưng anh ấy không hề yêu thương em cho dù anh ấy có đồng ý thì anh ấy cũng không muốn cưới em em cứ bình tĩnh chuyện này chúng ta không thể nào tự giải quyết được phải nói với mọi người lúc đầu con vân sợ lắm nhưng cuối cùng nó phải lựa chọn nói cho mọi người biết Đúng là một mình nó không thể nào giải quyết được chuyện gì Lúc biết chuyện bà liên tí nữa Thì ngã ngửa Ông vàng muốn chửi nó Nhưng lại không thể chửi Bởi vì nó đang mang thai Sợ nó sốc xảy ra chuyện gì thì khổ Hừng đau lòng lắm Biết rõ Hải là một kẻ lăng nhăng có tiếng Dù anh ta có đồng ý chịu trách nhiệm Với cái thai trong bụng con Vân hay không Thì nó cũng khổ một đời Mà không cưới Để sinh con một mình Thì cũng khổ lắm Không biết phải giải quyết thế nào sau khi bàn bạc thì hai vợ chồng ông vàng quyết định đến gặp bố mẹ của hải để nói chuyện đi cả một quãng đường xa xôi mới tới nhà hải rộng lắm lớn hơn nhà của hưng rất nhiều lúc này anh ta chuẩn bị ra ngoài ăn mặc đẹp đẽ đầu tóc vuốt keo các thứ nhìn thấy nhà hưng đến anh ta giật nảy mình M mọi người đến đây làm gì hoàng từ trong nhà bước ra anh ta lườm hải đến để giải quyết mấy chuyện tốt mà anh gây ra đấy Chuyện gì Vân có thai rồi Cái gì Nữa hả à? Nữa nữa cái gì Nữa nữa cái đầu anh ấy Lần này thì anh chết chắc rồi Lo mà cưới vợ đi Chuyện này không thể nào Anh ta từ chối khiến cho Hưng nóng mắt Chỉ một tí nữa thôi Nếu không có ai ngăn cấm Thì nắm đấm của Hưng đã nằm giữa mặt hải rồi Là một thằng đàn ông Dám làm thì dám chịu Ăn ngủ với người ta phải có trách nhiệm Đừng có sống hèn hạ như vậy Thấy bên ngoài ồn ào bố mẹ Hải chạy ra Thấy con người lớn đứng ngoài sân Họ vội vàng mời vào trong Cách cư xử của họ cũng lịch sử Nên ông vàng cùng với bà Liên Cũng không giận dữ Cũng tại vì con gái của họ ngu dốt Nếu như thông minh biết giữ thân Thì không phải để cho bố mẹ Đến nhà mà lạy lục người ta thế này Sau khi nghe tất cả mọi chuyện Mẹ Hải rút ngay cái dép Mà phi thẳng vào mặt của anh ta đúng là cái thằng khốn nạn tại sao mày dám làm như thế hả con người ta mang thai đến tận đây tìm mày mà mày còn muốn chối mày có muốn chết không không nói nhiều cưới ngay lập tức cưới ngay bây giờ hải cũng kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì bà ấy quay lại nhìn mọi người vừa cười vừa nói à để con bé nó ở lại đây bây giờ con bé mang thai rồi phải được chăm sóc tử tế dòng máu của nhà tôi tôi không thể nào để lưu lạc bên ngoài được À, ngày lành tháng tốt ấy, Chúng ta tổ chức đám cưới cho bọn nó Hải muốn nói gì đó Nhưng anh ta còn chưa kịp nói Thì bị ăn thêm một cái dép Bố anh ta lúc này cũng quát lớn Mày ngậm cái miệng lại Mày không được nói câu nào Mày mà nói thì mà tao đuổi mày ra khỏi nhà Không quan hệ gì với mày Anh ta đành phải im lặng Mọi người trong nhà Hưng vẫn còn lo lắng lắm Nhưng mà sau khi bố mẹ Hải thuyết phục Họ cũng đồng ý để cho Vân ở lại. Không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì tự hiểu Hải chẳng thể yêu thích nó. Một mình con Vân trong phòng, từ lúc nó quyết định ở lại đến giờ, Hải chưa vào để nói chuyện với nó. Anh ta cứ đi ra ngoài mãi thôi. Mẹ Hải thấy vậy cũng lên tiếng động viên. Tính thằng Hải nó ham chơi, con đừng có lo lắng, chơi chán nó về hay mà. Biết bao giờ mới chán, biết bao giờ mới không muốn đi, phải chăng tất cả những chuyện này đều là do nghiệp của nó tạo ra nó không muốn người khác hạnh phúc nó hành hạ người khác nên bây giờ nó cũng không được yêu thương tuy vậy vì mẹ của hải quá tốt với nó nên nó không muốn khiến cho bà phải lo lắng nó cũng cố gắng vui vẻ không sao đâu mẹ tuy anh ấy hơi vô tâm một chút nhưng con người anh ấy rất tốt hơn nữa bố mẹ cũng đối xử rất tốt với con cứ cố gắng thuần hóa nó dần dần con ạ à nó đúng không phải là người xấu chỉ mỗi cái lăng nhăng nhưng mà con có thế mạnh là con có con một lúc nào đấy nó cũng đành trở về nhà với con con cảm ơn mẹ đã động viên con mẹ hiểu chúng ta đều là thân phận đàn bà phụ nữ mang thai vất vả thế này nếu như mẹ không quan tâm đến con thì gia đình mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn gia đình con chứ bà ấy bước ra ngoài nó cảm thấy buồn lắm nó lang thang bên ngoài đến tận tối mịt Đã quá nửa đêm nhưng Hải chưa về Nó không thể nào ngủ được Nó đi ra cổng ngóng trông anh ta Đợi một lúc lâu Mới thấy anh ta loạn choạng bước về Nó muốn chạy đến đỡ Nhưng mà Hải lại hất tay của nó ra Cô không phải đến đây làm gì Tôi có chân Tôi tự đi Sao anh uống nhiều thế Uống nhiều hay ít liên quan gì đến cô Em chỉ muốn quan tâm không cần cái lòng tốt của cô tôi không cần cô quan tâm tôi tự lo cho mình được anh hải anh ghét em đến như vậy sao đúng tôi rất ghét cô tôi ghét chính bản thân của mình tại sao từ bây giờ cô đừng đến gần tôi cuộc sống của tôi đang vui vẻ tự do thế mà bây giờ tự dưng cô đến cô có biết rằng tôi cảm thấy bực bội thế nào không em xin lỗi xin lỗi chả có ích gì tôi không yêu cô tôi không cần cô tôi không vui vẻ gì khi sống cùng với cô nhưng em có thai rồi đứa bé này không thể nào không có bố tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này chỉ vậy thôi tôi nhận con chứ không nhận cô sau này khi sinh con ra tôi sẽ nuôi nó còn cô cô sống thế nào thì tùy tại sao anh nhận tầm với em như vậy anh có biết cô đừng có nói là cô yêu tôi chẳng qua cô nhìn tất cả mọi thứ ở vẻ bên ngoài anh thật là tàn nhẫn đúng tôi chỉ là một thằng sở khanh không có tình yêu không có cái gì anh có thể nào đón nhận em một lần không chỉ một lần duy nhất thôi em hứa nếu không thể làm thay đổi mọi thứ em sẽ bỏ cuộc thế cô muốn thế nào cô muốn tôi phải làm sao tôi phải ghét cô thêm hay như thế nào dù sao anh ghét em đến mức thế nào anh không muốn nhìn mặt em cũng được nhưng em xin anh con của chúng ta con chúng ta cần có bố cần có một gia đình anh cho em một cơ hội đi nhất định em sẽ thay đổi nhất định em sẽ sống tốt anh ta cười khổ anh ta có tử tế cái nỗi gì đâu mà muốn người khác vì mình mà thay đổi chứ chẳng qua là anh ta không muốn đánh mất đi tự do anh ta không muốn con vân và đứa trẻ làm vướng chân của anh ta. Nhưng mà khi anh ta nhìn vào cái bụng của nó, nghĩ rằng ở trong đó có một sự sống mãnh liệt, anh ta lại không thể nào quyết tâm mà đẩy nó ra xa được. Trời ơi là trời, tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Tại sao những thứ tôi ghét bỏ nhất trên đời này lại cứ bám lấy tôi? Anh ta gào lên trong bất lực, Con Vân cũng bật khóc. Nó không biết làm gì, nó chỉ có thể khóc mà thôi. Hoàng đứng một góc nhìn ra, cảm thấy xót xa vô cùng. Con Vân là người xấu thật, luôn làm những chuyện không giống ai, có lúc còn bày mưu và hại người khác. Nhưng bây giờ nó thay đổi rồi, nó muốn trở thành người tốt rồi. Ấy vậy mà lại vướng vào một mối quan hệ với một người chẳng muốn nó ở cạnh. Sai có thể sửa, nhưng quả báo thực sự là không chứa một ai. Nó có hạnh phúc hay không, còn do sự cố gắng của nó. So Hải có chịu nhìn nhận? sau khi hành hạ con linh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần thì bọn người kia thấy nó không còn giá trị nên quyết định đem bán nó con linh bị bán vào ổ chứa để tiếp tục phục vụ những tên đàn ông khác bây giờ nó như một cái xác không hồn không còn suy nghĩ được gì chỉ như một cỗ máy để cho người khác giải quyết bức bối trong người ở một nơi thật xa xa đến nỗi chẳng ai có thể tìm được nó không một người thân quen không ai có thể cứu nó. Phượng không hề biết điều này. Cô cứ tưởng rằng con linh đã trốn được đến một nơi nào đó và sống thật tốt, cảm giác nhẹ lòng, không phải chứng kiến nó bị người ta hành hạ hay chứng kiến nó bị người ta bắt vào tù, cô vẫn hy vọng nó được hạnh phúc, sẽ không sống như hiện tại. Cuộc sống hiện tại của Phượng vô cùng tốt, ở bên cạnh người cô yêu mỗi ngày, cũng được người ấy yêu thương và chăm sóc. Một buổi sáng đặc biệt Cô mở tất cả mọi cửa sổ trong nhà Tự mình xuống bếp và chuẩn bị mọi thứ Hôm nay là ngày sinh nhật của Hưng Đang nhà bột làm bánh Tự nhiên bà Liên nắm lấy tay của Phượng À Phượng này Chắc sắp tới Mẹ không ở trong nhà được Có chuyện gì thế mẹ Mẹ muốn nói sự thật cho bố con biết Tất cả sự thật Không được đâu mẹ nhưng mẹ cảm thấy có lỗi với ông ấy, có lỗi với Hưng, có lỗi với thằng Bảo. Mẹ tính sau khi nói chuyện xong, mẹ đến chỗ Bảo học. Nó một mình học xa nhà, mẹ cũng không yên tâm. Bây giờ Bảo lớn hơn nhiều, không còn trẻ con như trước, mẹ đừng quá lo lắng. Còn chuyện mẹ nói tất cả mọi thứ cho bố biết, con nghĩ là không nên đâu. Bố sẽ đau lòng lắm, tất cả mọi người sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt khác. Nhưng mẹ không thể nào xấu mẹ với ông ấy chấm dứt mối quan hệ rồi mà hai người không còn qua lại mẹ biết sai mẹ biết sửa là được rồi nhưng mà mẹ cảm thấy nặng lòng lắm gia đình mình đang rất hạnh phúc mẹ đừng nhẫn tâm như vậy trước đây là mẹ xin con giấu giếm chuyện này cho mẹ bây giờ mẹ lại không biết làm thế nào mẹ mà không có ở đây ai là người chăm sóc con lúc con mang thai chứ con con có thai rồi à bao lâu rồi <laughs> con không chắc chỉ là dạo này con thấy người khác lắm con định ngày mai con đi khám đây thế tại sao không phải là hôm nay hôm nay là sinh nhật anh hưng mà mẹ mọi thứ cứ để đấy cho con mọc nó làm vài hôm nữa mẹ tìm thêm giúp việc về làm cùng với nó con đừng có làm việc nhà ảnh hưởng tới sức khỏe con làm quen rồi cũng đâu phải là tiểu thư xuất thân cao quý gì đâu ở một chỗ con thảm thấy chán lắm Mẹ đừng tìm thêm giúp việc làm gì Mẹ cứ để đấy Con làm với Mọc Ở đây chỉ có cô ấy tầm tuổi con Con nói chuyện cũng dễ Con không muốn làm phiền anh Hưng Anh ấy đi làm bận rộn cả ngày rồi Thế tại sao lúc nào Con cũng suy nghĩ cho người khác thế hả à? Con muốn cuộc sống của con trôi qua nhẹ nhàng Thanh thản Con không muốn lúc nào Cũng ôm những thứ nặng nề trong lòng Con muốn gia đình chúng ta hạnh phúc bên nhau Mẹ Mẹ đừng nói gì với ai cả Chuyện này chỉ có con với mẹ biết Chúng ta sẽ đem bí mật này chôn xuống mồ Bà Liên thở dài Đúng là bây giờ chuyện này chỉ có bà và Phượng biết Ông thầy thuốc kia sau khi bị người ta phát hiện lừa đảo Cũng cao chạy xa bay Chắc chả bao giờ quay trở lại Nói ra thì mọi thứ sẽ vỡ tàn hết Mà không nói ra thì Mẹ này Mẹ dùng khoảng thời gian sau này bố đáp cho bố đi như vậy mẹ cảm thấy không có lỗi với bố nữa mẹ yêu thương bố thật nhiều vào quan tâm bố nhiều vào mẹ biết rồi nhưng mà ngày mai nhớ vậy đi khám đấy mẹ mong cháu lắm rồi lúc nhắc đến cháu bà ấy lại buồn hẳn đi không biết con vân bây giờ thế nào nó có hạnh phúc không nghe nhắc đến vân phượng lại buồn theo nghe phong phanh người ta nói hải đi tối ngày Đi hết quán hát này đến quán hát kia, cặp kè với không biết bao nhiêu là cô gái, Phượng không dám nói cho ai nghe, sợ mọi người nghe xong lại đau lòng. Nếu khổ sở như vậy tại sao không về nhà, ít nhất ở đây không có ai ruồng rẫy. Phượng lại nhớ đến lần tình cờ gặp con Vân ngoài đường, nhìn nó hốc hác, cô lo lắng hỏi han. "Vân, dạo này em thế nào?" "Anh ta, em vẫn thế." không có gì thay đổi thậm chí có lúc còn hơn những gì có thể suy nghĩ đến chị ạ à. về nhà đi em không được đứa trẻ này nhất định cần có bố em không thể để cho nó khổ được bố mẹ nó không hạnh phúc thì nó có thể hạnh phúc không em yêu anh ấy bảo em ở lại đây tự giày vò bản thân cũng được nhưng em muốn ở lại vâng chị phượng em biết chị muốn tốt cho em nhưng em quyết định rồi chị có thể khuyên em thêm một lần nữa nhưng mà em không thay đổi đâu em thực sự cảm thấy hạnh phúc sao em không hạnh phúc nhưng mà em muốn cuộc sống này nghĩ lại mấy lời đấy mà phượng còn cảm thấy buồn cuộc sống của nó do nó lựa chọn cô không có quyền để xen vào chỉ là thương thay cho thân phận một người phụ nữ người tìm được bến đậu người lại không ở nhà hết vài thứ Phượng định ra chợ mua Thì gặp bà Thìn đang ở ngay cổng Nhìn bà ta có vẻ lấm lét Phượng ngờ à, Con gặp gì một chút có được không Dì có chuyện gì muốn nói à Dì muốn gặp cái Linh Linh không còn ở đây Sao cơ ờ, à, Sao nó không còn ở đây Tôi cũng không biết Nó bỏ đi rồi Đi đâu Nó không nói Thế bây giờ Dì phải làm sao đây một thời gian nữa nó sẽ quay về tìm gì. Nhưng mà tại sao? Nhưng nếu như thế, không ai lo lắng gì cho gì. Dì... <laughs> Đến bây giờ mà dì vẫn còn muốn người khác lo lắng cho gì? Dì. dì không thể tự làm việc để nuôi sống bản thân của mình sao? Bây giờ dì già rồi, làm gì có sức mà đi làm. Còn phải hiểu, dì từng vất vả khi ở cạnh bố con. Bây giờ ông ấy nhà cao cửa rộng, sao dì không đem mấy lời này đến nói với ông ấy đi nói với tôi làm gì dì đến rồi nhưng ông ấy không chịu quay lại ông ấy nói muốn chấm dứt tất cả nên dì mới đến đây dì tìm con thì ra là như vậy chứ làm gì có chuyện gì tốt đến mức đến đây hỏi thăm tôi không phải như vậy phượng à dì biết gì sai rồi còn tha thứ cho dì có được không muộn rồi bây giờ cho dù dì có làm gì tôi cũng không bao giờ tha thứ đâu tôi bận lắm dí đi tìm người khác mà nhờ vả một câu nói hết tình hết nghĩa để kết thúc tất cả những ân oán trong lòng không còn liên quan gì đến nhau không phiền muộn để tất cả quá khứ lại phía sau tương lai sau này phải sống thật hạnh phúc buổi tối hưng từ công trường về thấy phòng không có ánh đèn anh mở cửa bước vào trong đang định bật đèn lên thì anh thấy có anh nín lấp lánh từ phía cuối phòng, anh nhìn thấy bóng dáng của cô, nụ cười của cô. "Chúc mừng sinh nhật anh." "Hôm nay lại còn tổ chức sinh nhật cho anh cơ à?" "Em muốn anh đón một sinh nhật thật đặc biệt, bên em." "Bánh là do cô làm, tất cả mọi thứ được trang trí trong căn phòng này cũng là do cô tự làm." "Cô chỉ muốn anh biết rằng, cô luôn ở phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy cô, và cô biết anh cũng giống như cô vậy." luôn muốn là người bảo vệ cô yêu thương cô suốt cả đời sáng hôm sau bà liên gọi cô từ sớm hưng có vẻ không hài lòng mẹ hôm qua bọn con ngủ muộn mẹ gọi cô ấy dậy sớm như vậy con thấy không hay đâu nhưng bà liên hoảng hốt cái gì hôm qua ngủ muộn à hôm qua đã làm cái gì rồi làm cái gì là làm cái gì ạ à? trời ơi không được kiểu này không được rồi Bà ấy chạy sồng sộc vào trong phòng Mặc kệ hưng đang không hiểu chuyện gì xảy ra Phượng còn hơi ngái ngủ Nhìn thấy mẹ chồng vội vàng chào hỏi Bỏ qua mấy cái chuyện chào hỏi đi Mẹ hỏi này Hôm qua hai đứa đã làm gì? Ờ, làm gì sao à mẹ? Thì cái chuyện đấy Dạ không có đâu mẹ Có thật không? Dạ thật Nhưng mà sao mẹ hỏi thế? Còn quên à? Hôm nay có lịch đến bệnh viện khám còn gì Nhớ có thật ảnh hưởng đấy hóa ra bà ấy hỏi như vậy là lo phượng có thai chuyện sinh hoạt vợ chồng không cẩn thận làm ảnh hưởng đến đứa bé bà ấy tất cả chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi sau đó phượng vui vẻ đến bệnh viện cùng với bà liên chuyện này hưng cũng biết thế nên anh chở họ đi làm sao anh cảm thấy hồi hộp thế này chứ cứ nghĩ đến chuyện sắp trở thành bố của một đứa trẻ lại vui đến mức không thể không mỉm cười một người ngồi trong phòng khám còn hai người ở ngoài chờ đợi Mới chỉ có nửa tiếng trôi qua Mà cảm giác giống như cả một ngày dài Lâu ơi là lâu Đợi đến lúc Phượng bước ra Hưng và bà Liên chạy vội tới Bà Liên hỏi dồn dập Sao rồi con Có phải có thai không con Có phải là có hỉ rồi không Phượng gật đầu Hưng vội đến mức chẳng kìm nén được Bế cô lên Quay cô mấy vòng Mọi người xung quanh cứ nhìn mãi Còn bà Liên lo ảnh hưởng đến cháu Nên cố gắng giữ hưng không được làm như vậy anh nắm chặt lấy tay của phượng mắt anh đỏ hoe cảm ơn em cảm ơn em vì em bước đến cuộc đời của anh em cũng cảm ơn anh vì anh đã đến anh giống như cả bầu trời của em vậy sau này em muốn cùng anh và các con sống thật hạnh phúc bên gia đình của chúng ta quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tin tiết cuối cùng của câu chuyện chị chị em em cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này vậy là xuyên suốt trong ba phần của câu chuyện này chúng ta đều biết rằng là những người mà làm việc ác thủ đoạn thì cuối cùng phải trả giá giống như cô gái tên là vân trong câu chuyện này thôi rõ ràng là một người ích kỷ luôn luôn tìm kiếm những thứ hoàn hảo nhưng liệu rằng những thứ hoàn hảo đó có thuộc với mình hay không trong khi bản thân của mình không hoàn hảo và cái kết của câu chuyện này khiến chúng ta vô cùng hài lòng đúng không quý vị tâm an sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với tâm an chúc quý vị thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại